Kính thưa Thầy, tại sao nước tương của Thầy có hương vị không giống nước tương thực dưỡng khác? Nước tương thực dưỡng khác nghe mùi tương trao hay rất quen thuộc là tại sao? Thứ hai là cho chúng con được biết tất cả những công dụng nước tương Tamari của Thầy. Mấy cái này nói cái nó hết thời gian luôn á. Đầu tiên chúng ta nói tới cái men. Cái men để làm nước tương nó rất là khác. Nước tương ngon hoặc nước tương dở là do men. Giống như quý vị đã từng làm cơm rượu đúng không? Cái men ngon thì cơm rượu nó sẽ ngon, kèm theo cái kỹ thuật làm của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái men. Cái men đó chúng tôi được cái duyên là nhờ một người lấy được cái men của Nhật. Và men của Nhật thì khí hậu nó khác của mình, cho nên về đây chúng tôi lại phối với cái men mà chúng tôi đã có, men Việt Nam lâu đời ở đây. Và tôi phối hai cái men này lại thành một cái loại men nó hơi lai căng chút, nhưng mà nó phù hợp với môi trường của Việt Nam. Và có một cái phòng meo rất là kỹ, quý vị vô chùa đi, chứ còn nếu tôi không chỉ cái phòng meo đâu, chắc chắn quý vị không biết, nó có trong khuôn viên chùa Long Hương. Phòng meo nó gần như là bí mật. Tại vì ông ấy bị phá một cái meo tạp, một cái là hư chuyện hết. Rồi á, là muối. Thì như muối ở đây lấy Bà Rịa Vũng Tàu rất là rẻ, 200-300 đồng ký à. Tôi phải mua muối từ Bạc Liêu tới về tới đây gần 4-5 ngàn ký, có nghĩa là muối gấp 5-7 lần cái muối ở đây. Tức là lựa muối đặc biệt xuất khẩu đàng hoàng để mua. Muối thì mắc rồi, rồi quá trình xử lý nước muối của tôi nó cũng khác người ta. Tức là tôi xử lý nước muối rất là kỹ, được lọc đi lọc lại tới 4-5 lần. Và một bí mật nữa là nước muối đem phơi nắng trước 6 tháng sau khi vô độ. Là không ai làm cái này rồi đúng không? Chúng tôi mất nước muối không là đã 6 tháng. Và trong quá trình ủ meo thì từ ống nghiệm mà đi ra cái dĩa cơm á là mất khoảng 10 ngày. Nhưng mà tới ngày thứ tư có thể bưng hết cơm đi đổ là vì cấy nó bị tạp meo. Tạp meo đổ cơm thì đơn giản rồi, không có hao tốn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cấy ra cơm rồi, cấy ra cơm rồi mà thành công, meo thuần chủng đẹp, bắt đầu cấy ra đậu. Cái đậu mỗi ngày ở đây làm 3 tạ đậu. Và ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đem đậu ra cái nó râu dài, râu đen thì cho bưng đi đổ hết 3 tạ. Mà một năm một mùa tôi làm, nếu mà nó hư 10 lần là 3 tấn, hư 20 lần là 6 tấn. Đem đổ dưới để làm phân trồng rau. Thì như vậy là ý muốn nói về kể từ khi meo từ trong ống nghiệm ra tới cơm, ra tới đậu đều phải đạt chuẩn. Tức là khi mà meo nó lên đều, quý vị thấy nó y như cái măng tre đó. Nó không có dài hơn, nó nhỏ ngắn ngắn rất là đều. Và cái màu nó thì đúng là cái màu xanh của lá mạ non á. Màu xanh rất là đẹp, mình nhìn thấy thương lắm. Quý vị mà làm nước tương là mỗi lần chúng ta nhìn thấy thương lắm. Nhìn thấy meo nó rất là đẹp, cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Thì quá trình chuyển biến sinh học bắt đầu xảy ra trong mấy ngày này. Thì khi mà đậu thành công rồi mới bắt đầu vào lưu nước muối. Vào lưu nước muối ngày quậy sáng lần, trương lần, chiều lần, đúng năm sau tách nước ra. Tách nước ra vừa lọc vừa lắng là 6 tháng nữa thì mới bắt đầu đưa vào bồn để phơi, là coi như 6 tháng nước muối, 1 năm ủ đậu và 6 tháng lau lọc là hết 2 năm. 2 năm đó bắt đầu đưa vô bồn 5.000 lít. Cái bồn mà quý vị thấy cái bồn inox á, thì nó ở trên tôi để một cái lớp kiến để tránh bụi bặm. Nhưng mà thực sự kiến là cái kiến hội tụ, cho nên nắng gấp 3 lần, cái nhiệt nó gấp 3 lần bình thường, để nó mau cô đặc. Mau cô đặc có nghĩa là 3 năm nữa là cộng lại là thành nước tương. Rời khỏi chùa Long Hương là đúng 5 năm chứ không phải 3 năm đâu. Cho nên cái mùi mà thơm của nước tương này á, là mùi thơm tự nhiên. Quý vị thấy nãy giờ nói nó chỉ là đậu với muối thôi, rồi ra cái mùi thơm xì dầu á, nó rất là thanh khiết và rất là tự nhiên.
Và nếu như nước tương mà quý vị có thể mua hết tất cả cái điểm bán dưỡng sinh cỡ tại Việt Nam đem lại để một chai nước tương ra xé nhãn đi, tôi có thể lấy ra được chai nước tương của chùa Long Hương. Vì cái mùi của nó đặc trưng lắm, không có ai có thể so sánh được cái mùi này. Tôi dám chắc là hết Việt Nam không có cái nước tương nào có thể so sánh được. Cái thứ hai nữa là nước tương mà của các nơi làm, thì chúng tôi biết là cũng có một số chùa làm, bây giờ họ cũng có làm, họ cũng vẫn giữ meo, dùng meo của họ mấy chục năm, cho nên là nó đã ép mười mấy, và thậm chí là họ hư rồi họ tái lại, cho nên đó, thứ nhất là cái độ ngọt, cái độ đạm nó không có, độ đạm không có cao hơn so với nước tương đang có. Chúng tôi đã đem đi thử nghiệm ở trung tâm SRS rồi, thì 100ml của nó cho tới khoảng 400kg calorie hay gì, có cái bảng ở dưới á. Thì lúc chúng tôi thử, đi trung tâm SRS thử, thì chúng tôi là lấy nước tương nguyên chất của mình. Chúng tôi pha 4 xị, tức là 1 xị nước tương cốt, pha thêm 4 xị nước sôi vào. Tại vì cái quy chuẩn mà độ mặn của quốc tế nó phải dưới 14, mà mình làm mặn cho tới 20 mấy lận, cho nên phải dồn nước sôi vô để cho nó bằng cái tiêu chuẩn quốc tế, để mình sau này có thể đi các nước châu Âu được. Vì vậy là nếu như 100ml của nó là 400 thì phải nhân 400 nữa, đúng không? Thì nó phải ngàn mấy. Một loại nước chấm mà có hơn 1600kg calorie là không có trong tất cả các loại nước chấm hiện đang có trên thị trường bây giờ. Tức là cái chai xị nước tương của mình đang bán là nó hơn 500kg calorie. Thì bây giờ một mình một người một ngày ăn chỉ cần 2 muỗng cà phê của nó thôi là đã mấy chục kg calorie rồi. Đó là cái lượng quá thừa cho một người có thể ăn không cơm với nước tương và không cần thực phẩm khác. Thì như vậy là tuyệt đối không có bất kỳ một cái hương nào, hoặc có một cái hương liệu hóa chất nào đưa vào trong này. Mà quý vị biết là sau đúng 2 năm rồi mà chúng tôi bỏ vô cái bồn của inox phơi thêm 3 năm nữa, từ 5.000 lít cho tới 3 năm sau thì nó còn nhiều nhất là 1.000. Cho nên nói thật, nếu một lít nước tương bán không từ chùa Long Hương đưa tới tay quý vị khoảng 380.000, chúng tôi tính rồi vẫn bị lỗ vốn. Lỗ chắc luôn. Theo dõi chúng tôi sẽ ngày nào cũng có khoảng 10 anh thanh niên quậy nước tương, lọc nước tương ở trong cái khu làm á. Và tuyệt đối khu này không có người nữ rối vào. Nước tương phải người nam làm tuyệt đối. Tại vì cái lúc lên meo nó có thể dễ bị hư. Thì nước tương các chùa cũng có làm. Và tại sao tôi phải đổ cái nước tương nó mốc tạp? Vì mốc tạp nó sẽ gây dị ứng ngứa, bị viêm mũi, viêm gan B, C, thậm chí sơ gan, cho tới ung thư gan do nước tương. Cho nên tất cả những người ăn chay mà đã bị ngứa, đã bị viêm mũi, đã bị sơ gan, bị viêm gan B, C hoặc là ung thư gan là do quý vị đã ăn nước tương tạp meo. Kinh khủng đến mức độ này. Chưa nói là nó làm bằng cái khác, tôi chưa đụng tới cái chuyện nước tương không phải là đậu. Tôi đang nói, mới đang nói tới nước tương đã làm bằng đậu của tất cả các nơi. Thì quý vị thử bữa nào, nếu mà có một cái điều kiện rỗi rảnh, quý vị cứ đem nước tương khác lại tôi nếm, tôi sẽ nói từng loại nước tương cho quý vị nghe nó bị cái gì. Và cái mùi nó, quý vị không bao giờ giấu được cái mùi mốc tạp và cái mùi thuần chủng. Ví dụ như có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi quý vị có để 30 năm sau ăn, nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng ta đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được. Càng lâu nó càng ngon. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì, và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn, họ đậy lên, xong họ đậy bao bố lên, 3 ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng như meo, chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Thì như vậy bắt đầu tạp meo, có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận. Trong đó có, nếu như mà dính meo ung thư
Thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Do đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối với nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Và họ đã bị tạp meo. Nếu mà quý vị hiểu được cái điều này rồi, tôi đố quý vị dám ăn giọt nước tương đó. Tôi ra đường, xin thưa là đi từ nước Việt Nam, đi tới Mỹ, đi tới châu Âu, đi tới châu Úc, tôi đều mang cái chai nước tương tôi theo. Chưa bao giờ trong người tôi không có chai nước tương. Đó là cái mà tôi để chống chế tất cả những cái chuyện mà không hay xảy ra với mình trên bước đường đi. Cho nên ai có thì làm ơn lận một chai nhỏ nhỏ trong túi giùm. Trong tất cả các trường hợp xảy ra chúng ta cảm thấy trong người mình khó chịu nên uống liền 2 muỗng cà phê nước tương. Không nói chuyện gì khác, cứ lật đật kiếm chai nước tương uống là được. Bật mấy cái lại chuyện kìa rồi tôi đi về sát với tôi. Bữa đi ra Hà Nội đó là trên đường đi cũng có ăn một bữa ăn mà tại vì cái cũng tiếp một người khách tương đối quan trọng rồi, đó là phải ăn thức ăn nó không phải theo ý muốn của mình, mà nước tương thì bỏ trong vali không kịp ghế la lấy ra thì tôi bị đau nú răng. Răng nú răng vào ngày thứ nhất rau ít, và bây giờ là bắt đầu vào đại lễ, là đồ ăn ở trong đại lễ thì mình không có dám chê, nhưng mà thực sự khó ăn lắm. Khó ăn theo kiểu dưỡng sinh thôi, ăn ngon theo kiểu đồ ăn chay, nhưng mà đối với dưỡng sinh là khó ăn. Dầu trời ơi, nói thấy dầu thôi là thấy sợ, chưa nói cái khác. Niêm cái gì rỗng thì mình chưa biết. Thật ra là ăn thêm mỗi ngày sau trong cái lễ nữa là bắt đầu nú răng thiếu điều kêu trời rồi. Tới chiều hôm đó tôi không còn chịu nổi nữa. Thì nó mới nhớ ra, thật sự nó đánh tôi đau lắm, tôi mới nhớ ra cái chiêu của mình, chứ còn thôi mình cũng quên mất đi. Đêm đó là ngậm đúng một muỗng nước tương tamari. Ngậm rồi nó dột môi rồi hết, nhưng mà ngậm vô là nó thấy mọi chuyện khác rồi. 5 phút sau là bắt đầu giảm đau và nó xẹp sưng hết, sưng liền. Và quý vị biết là phải ngậm cả tiếng đồng hồ mới nuốt, tại nó mặn quá. Mà nuốt liền khó nuốt lắm. Quý vị để ý khi mà ngậm nước tương phải nuốt nha, đây là kinh nghiệm. Đương nhiên là ngậm nhiều nó sẽ đầy miệng, thì chúng ta buộc phải nuốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng nuốt rất là ít, nuốt để nó giảm cái tràn miệng ra. Vì chúng ta ngửa để cho nó xuống một chút, rồi chúng ta ực nhẹ, rất là nhẹ, từng chút vậy, để giữ làm sao mình ngậm cho tới khi lạc mới nuốt luôn á. Thì đau răng cỡ nào một lần ngậm nước tương quý vị thấy tuyệt vời, và người thì chúng ta sẽ khỏe lại liền. Và đêm đó ngủ rất là sâu, thì chưa có kinh nghiệm là có phải mất ngủ ngậm nước tương hay không thì không biết, nhưng mà cái đêm mà ngậm nước tương thì ngủ sâu lắm. Mười mốt ai mất ngủ ngậm nước tương thử rồi nha, cái này là chưa kinh nghiệm, nhưng mà lần đầu tiên ngậm thì ngủ rất là sâu. Ngậm lần hết là tôi không có ngậm lần thứ hai, là ra không có kinh nghiệm có ngủ sâu hơn đêm sau không thì chưa biết. Còn tất cả các dạng độc, ví dụ như thú độc cắn, thì chuyện đầu tiên là lỡ nha, tôi nói là cái loại nào mà độc quá như là rắn độc rồi thì chúng ta ví dụ cắn ngoài chúng ta sẽ cột ở trong liền, cột siết ở trong để cho nó đừng có mạo độc, nó lâu chạy về tim. Thì nếu như lúc đó mà kiếm được hột gà liền, có hột gà liền thì khoái hột gà, còn không có bắt buộc phải uống nước tương liền. Đầu tiên là lấy nước tương nhúng bông gòn đắp lên cái chỗ thú cắn cái đó, và uống cho tôi uống đậm luôn, 2 muỗng canh luôn á. Tại vì nguyên lý âm dương thôi, độc nó âm, nó có thể làm ngưng tim ngay tại chỗ, nhưng mà mình đưa cái dương này lên là mày không có khả năng làm cái gì được hết á. Cho nên là cấp cứu bị tất cả các loại thú độc cắn. Thì sau đó nếu mà mình kiếm được hột gà mà hột gà có trống á, thì bây giờ sẽ thấy lòng đỏ của hột gà là dầm nửa cái trứng gà, nước tương là đánh đều, uống cái nữa là coi như xong cái việc độc của thú độc cắn. Chiều một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta khuấy sắn dây để trên loãng rồi đổ muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á,
thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao? Uống nước tương tamari với lại trà ba năm nhanh hơn vô nước biển, tại vì nó dương quá. Và chính uống nước tương tamari này nó sẽ không bị mất cái lực, cái nội dương của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể cơ thể tiết cho chúng ta khoảng 1.000 kg calorie để hoạt động, nhưng mình làm nó hết rồi. Và thường là người ta bị yếu, ta thấy giống như hết calorie cái họ uống đường. Uống đường cái họ hoạt động là được, họ cho là đường hay, hay thì có hay đó, nhưng mà đã sao? Âm vô thì nó sẽ hấp thu cái nội dương của mình. Cho tới một ngày mà mình mệt uống nước đường không còn khỏe nữa là cạn kiệt cái nội dương của chúng ta, là kể như thua luôn. Cho nên mệt cứ uống trà tương là sẽ có tác dụng rất là tốt. Còn đi đâu mà quý vị có nước tương này thì không bao giờ sợ bị ngộ độc thực phẩm. Và bản thân chúng tôi cũng đã thử rồi, những điều tôi nói đều là kinh nghiệm xương máu. Lúc đó ở đây quý Phật tử biết tôi thích ăn cái đọt bí rợ, thì thấy ngoài chợ cứ mua về ngon quá, làm cho sư phụ ăn. Nhưng mà cái người nấu bếp, có cái cô Phật tử nấu bếp, cổ niêm bị đắng là cổ biết rồi, tại có ăn dưỡng sinh biết mà. Tức là cái đắng của thuốc á, đắng của thuốc độc, tức là họ mới xịt chưa có giải ra. Mà tôi bữa đó tôi thấy rõ ràng là mua đọt bí về mà trưa dọn lên không có đọt bí, tôi đâu có chịu, tôi xuống bếp tôi lục. Mấy người cản nó đổ đi, không đổ giấu tủ tôi lục dính lấy lên chạy theo thầy thì đừng ăn cái này, thầy ăn cái này là con không có chịu trách nhiệm, là lỡ có gì xảy ra con chịu trách nhiệm. Tôi nó không yên tâm đi mà đứng cái nói hoài, tôi đuổi ra tôi đóng cửa tại vì tôi cũng muốn thử coi nó chết hay sống chứ. Tại vì mình đang làm nước tương, cái bắt đầu ăn thì họ ở ngoài cũng có một số Phật tử ở ngoài cửa ngồi chờ coi, tôi nói chừng nào mà nghe tôi đập cửa xô cửa vô, còn không thì ngồi yên ngoài tôi cũng cho vô nhưng mà ăn xong lại rất là khỏe. Tức là một chút âm ở trong dương thì dương lại càng dương. Cho nên nếu như mà cái loại mà nó có đồ âm mà có âm độc mà mình chấm trong nước tương thì đồ nó là bổ hơn là đồ bình thường nhưng mà nước tương phải đậm rồi nha, mình phải cân làm sao nước tương nó phải lấn thằng kia, chứ nước tương mà thua là mình bị trúng độc. Cho nên bây giờ đi đâu thì đó, từ cái kinh nghiệm đó mà đi đâu tôi phải mang nước tương theo. Trường hợp mình đi xa, đồ dưỡng sinh là chắc chắn không có như ý mình rồi, thì khôn hồn mà ăn đồ luộc dùng. Tại họ luộc vớt ra rồi cũng bớt một chút độc rồi, mình chấm nước tương là cỡ như quá tán hết. Còn liệu không xong thì ăn nước tương không với cơm đi. Độc ở trong mà thuốc hóa học, thuốc trừ sâu của cơm gạo không có để đến đổi chết liền. Tại vì ít lắm nó cũng đã cách ly được vài tuần. Còn rau củ khi họ xịt đêm đó sáng họ ngắt bán à. Đấy, kinh khủng lắm. Cho nên là cái thực phẩm sạch, nếu như bây giờ không có thực phẩm sạch mà mình có nước tương thì thôi đỡ tội, chịu khó chấm nước tương cốt của Quy Nguyên ăn đi là coi như là chúng ta thoát. Cho nên là lúc nào trên đường đi, dù là xa dù là gần, quý vị chịu khó lận một chai nước tương theo giùm. Đây là nói một câu rất là nghiêm túc. Chính bản thân tôi bây giờ không có đi đâu không có nước tương trong người, kiểu gì tôi cũng phải có ít lắm là một xị nước tương. Chưa bao giờ chúng tôi đi xa, từ trong nước cho tới nước ngoài, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đều có nước tương hết đó. Bây giờ cũng may mắn là các nước có rồi, cho nên đi giảng các nơi có khi tôi hỏi thẳng bên đó là có nước tương của tôi không, có thì tôi khỏi bắt công an, không có là tôi đều mang đi hết đó. Lúc nào hồi trước thì mang theo bột kháng dây lùm xùm quá, bây giờ bỏ sáng dây qua một bên, là một là mang nước tương nè, hai là có một chút có chanh muối. Trà thì sau này chúng tôi làm trà, có một thời tôi làm trà túi lọc, mai mốt sẽ làm trà túi lọc lại, thì mang trà túi lọc theo là tuyệt vời rồi. Thì đi xa 5 ngày 7 ngày có nhiều đó đủ sống rồi, không có sợ bị trúng độc dọc đường. Thật ra nước tương nó, nếu nói về âm dương thì nó nguyên dương, phải nói nó là cực dương sau nhiều năm. Quý vị thấy là tôi đã 5 năm, tức là đã trải qua là xuân hạ thu đông tới 5 đợt
Có nghĩa là một năm đầu tiên nó đã quân bình rồi, năm thứ hai lại càng dương hơn, năm thứ ba dương hơn, năm thứ tư dương hơn. Với thời gian và không gian, tất cả những cái gì cực âm nó sẽ biến thành cực dương. Cho nên đậu nành là âm, làm với muối, ủ được muối một năm là nó đã quân bình rồi, nhưng bắt đầu để càng lâu thì nó càng dương. Và dương thì quá giải được tất cả những âm, mà âm có nghĩa là độc, kể cả các cái độc trong thực phẩm mà người ta cấm thì đều có thể giải quyết được. Đó là cái mà chúng ta biết là nước tương. Thật ra là chúng ta nên có cái này trong tất cả các bữa ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Nó dùng trong, ví dụ như quý vị mà sử dụng bột sắn dây cho các trường hợp giải độc mà không có nước tương thì không phát huy tác dụng nhé. Cho nên là uống bột sắn dây là luôn luôn có nước tương tamari. Niêm nấu đồ ăn kho. Quý vị thử bữa nào, đây là một cái kinh nghiệm riêng của nấu dưỡng sinh. Quý vị kho đồ ăn á, thường là sử dụng cho kho, hoặc là thậm chí cả nấu canh đi nữa. Cuối cùng quý vị mới bỏ nước tương này vô, nó sẽ có cái vị ngon lắm. Kho trước khi mà bỏ xuống á, thì quý vị bỏ một chút nước tương trộn vào. Thậm chí là ví dụ như canh chúng ta đã niêm rồi cái gì, lỡ mà người ta đem canh ra cho mình ăn thì mình có thể niêm thêm một chút nước tương tamari. Thay vì hồi nãy niêm tét ca thì chúng ta có thể bỏ vô một chút tương tamari nữa thì cái vị nó ngon lắm. Khi mà chúng ta quen với cái vị này rồi thì nó có thể xử lý cho tất cả các việc niêm nấu đồ ăn của mình. Này bị phát hiện mới bắt đầu bán rau mầm nguyên rễ. Không phải bắt đầu đâu mà tôi muốn cái này ghê lắm rồi. Tại vì rau mầm mà quý vị cắt ngang cái phần rễ là cái phần bổ, thiếu điều muốn bổ hơn ở trên. Mà lại như bị phải theo quy định là phải cắt mới đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên phải bị cắt ngang tôi tiếc lắm. Tôi nếu có thời gian rồi tôi đi xuống tôi lụm mấy cái rễ tôi luộc tôi ăn. Tại nó mới là bổ, bao nhiêu dinh dưỡng nó mới hút vô, cái mình cắt bụp ngang cái nó hết rồi. Thật ra thôi bây giờ kệ nó, bữa nay chùa Long Hương bắt đầu chịu cực là nhổ để nguyên rễ. Quý vị về kiếm cái gì đó, cái bằng chải hay gì, quý vị vào bỏ trong dừa, bỏ vô thao nước mà vừa vào bằng bằng chải, cái sợi nó dài dài á, thì nó sẽ hết bụi liền, nhanh lắm, dễ rửa. Tại cái chùa đông quá, ăn lần mấy trăm người rửa cực, chứ còn năm ba người trong nhà thì rửa quá sướng rồi. Cho nên cái rau mầm mà còn nguyên rễ thì bổ hơn cắt ngang, bao nhiêu cái đạm nằm trong đó hết rồi. Mà bữa nay thì mình mới bắt đầu cho bén. Tôi chưa giờ ở tại chùa này, mấy thầy thị giả thì biết rồi đó. Sáng đông phải thông báo cho nhà rau mầm là nhổ rau cho thầy chứ không cho cắt tôi đâu ăn đâu. Ở đây mà cắt rau mầm đem lên tôi trả về tôi không ăn, có luộc chín đi nữa tôi cũng để chơi cho mấy thầy ăn. Từ xưa tới giờ là chưa bao giờ ăn rau mầm không có rễ. Nhưng mà tại vì bán ở ngoài nhà nước quy định vậy phải cắt. Chứ theo tôi là tại vì cái giá thể mình quá tin tưởng, mình làm sạch rồi. Và trồng đợt đầu thì tôi xử lý cái sơ dừa ngâm rồi ngâm vôi càng long này nọ kia, để cho tới giờ phút này 5-6 tháng cái giá thể hửi nó vẫn có mùi tôm thơm chứ không có mùi hôi mùi gì hết. Tức là nó bản thân đã sạch như vậy. Và khi trồng xong đợt nhất mà cắt rễ ra, cắt rồi để bán thì còn cái phần rễ đó đó. Thì chúng tôi đưa vô máy xay xong đưa vô lò hấp thêm một trận nữa. Và hấp triệt trùng trước khi trồng đợt 2. Thành ra giá thể trồng đợt 2 đã được triệt trùng bằng nồi hấp. Thì nó quá sạch rồi, không có gì dơ. Tôi nói là nhổ vũ vũ bỏ vào miệng ăn liền, tôi dám ký giấy không ai bị nhiễm độc. Tại thấy đen đen ớn vậy chứ còn nó sạch lắm. Nên là cái giá thể sạch tuyệt đối mà. Có một câu hỏi là tại sao mà ăn gạo lứt thì nhanh no hơn gạo trắng. Quý vị ăn có cảm giác đó không? Có. Ăn cảm giác nhanh no hơn là đúng chứ không sai, và nó no lâu hơn là đúng luôn nữa. Thì nó còn nguyên cái lớp cám á, và cái dinh dưỡng cũng như cái năng lượng nó gần như được bảo toàn. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó đủ nhanh hơn là ăn gạo trắng. Ăn gạo trắng nó thiếu dinh dưỡng, gạo trắng nó không có đủ dinh dưỡng.
Cho nên mình ăn chén mình cảm thấy nó cảm giác nó loãng loãng, mặc dù nó đầy bụng nhưng mình nó còn cảm giác thiếu thiếu gì á. Nhưng mà ăn gạo lứt khi chúng ta nhai kỹ nó đủ năng lượng, chúng ta có cảm giác là mình sẽ dễ no hơn và no dai hơn, tại vì năng lượng nó đã được bảo toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Đây hỏi cái chương trình giảm gái gạo không? Tự nhiên mới có thông báo giảm giá gạo mùa hè hết mười mấy ngàn ký rồi đó. Quý vị biết từ đây ra tới Hà Nội nè, tôi trồng gạo Sén Cù á, ai đã từng ăn rồi sẽ biết. Đây tới Hà Nội đi lên tới Yên Bái đi sâu vô cái vùng Mường Lò. Thì lần đó là tại vì tất cả cái đồ bán dưỡng sinh tôi đều phải đi tới nơi để kiếm. Lần đó đi leo núi kiếm cái trà suối vàng. Suối được đặt trên là suối vàng, tức là người dân tộc Mường. Họ nói suối vàng tức là suối trời. Và trên núi đầy mấy cái núi trà mọc thiên nhiên, có nhiều cây cả ôm vậy đó, cao to. Thì lên đó để kiếm lá trà. Người dân tộc không có dễ gì mình mua được đâu. Chơi với người dân tộc cũng vui lắm, họ không tiếp đãi mình đàng hoàng. Tôi nhớ có một cái lần đi ra ngoài ăn đoàn cũng 5-6 người. Cái dọc đường là tôi thấy bán cái đồ biết là thiên nhiên mình mới mua, ví dụ như leo rồi dọc đường bí rồi dọc đường mua. Mua cái điểm đó tới tối lên tới cái chân núi đó thì cái gia đình nó có mấy đứa bé cũng thấy thương ba cái dưa leo mua đem ra cho. Wow, cái thằng nó làm dữ lên, xém chút bị đuổi xuống núi rồi. Nó nói mày cho tao ăn, con tao ăn cái gì? Cái loại này trồng có thuốc độc không? Tại nó không có, dưới sớm này bán mà. Nói sớm là chưa biết là nhân tàu không có cho mày, cho con tao ăn, làm quá trời luôn. Mày mà cho tao con tao ăn lần nữa rủi mày xuống núi. Nó làm dữ. Người dân tộc. Và biết rằng nó ăn rất là kỹ, đồ nó trồng tại nhà nó ăn, không ăn đồ ở hàng xóm luôn. Người dân tộc nó kỹ đến mức độ như vậy, không bao giờ nó bệnh. Thì mới đặt vấn đề mua lá trà của nó. Hỏi mày cần mua bao nhiêu? Tôi nói là khả năng mẹ ngày vẽ mới cần xé. Nó nói là tao vẽ đủ ăn thôi à. Nó mới cần á. Tôi nói rồi vẽ cho tao, ngày mai vẽ nhiều đó mà gom với nhà trưởng làng cho tao lấy. Xong rồi ngày hôm sau mình cũng gắng, mình nán nán lại. Mày kêu nó mày vẽ cho tao thêm một ngàn vậy đó đi. Nói tao xài chưa hết tiền. Mày ngồi đó mày chờ, chừng nào tao xài hết tiền tao vẽ cho mày đi. Thế là mình mua được có mấy bao. Không chịu nổi nữa, lần sau bắt đầu mò ra tính toán kỹ rồi. Thì phải nhờ cái ông dưới chân núi á. Bây giờ ông mới ngồi đó bây giờ, tôi nói là bây giờ tôi đặt vấn đề, ông phải gom sao cho đủ 1 tấn rồi, ông sẽ liên hệ, ông gửi về cho tôi. Nó cực vậy đó, bây giờ mỗi muốn mua cái lá trà trên đó rất là cực. Nhưng mà thật sự nó rất là sạch, trà sứ vàng sạch thiên nhiên lắm. Năm nay nó bị cái lệnh gì nó cấm về trễ. Cái đợt mà trà sứ vàng là nó cũng vừa cạn á. Chắc một tháng, hai tháng rồi mới có lại. Vậy là chúng tôi phải leo lên tới núi để kiếm bất kỳ thực phẩm nào, đi tới nơi hết. Và lúc leo lên núi nhìn xuống thấy cái đồng bằng đẹp quá. Tôi nói thầm trong bụng, tôi nói chắc chắn là tôi phải quay lại đây để tôi trồng lúa hết đã. Đồng bằng đẹp quá tôi không có nhịn được. Chuyện nó ấp ủ cũng được mấy năm, kiếm được phân sinh học quay ngược ra liền. Thì cuối cùng liên hệ được sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp của huyện đưa xuống tới xã, xong rồi thì họ dẫn vô trong đó để trồng. Thì nó sạch, mình đã tự biết nếu mà cái nước từ thượng nguồn chảy về thì nó không bị ô nhiễm bất kỳ cái gì. Họ dẫn vô cánh đồng đó họ trồng kèm theo phân sinh học của mình thì thôi không còn cái gì có thể so sánh được. Cho nên khi mà chúng tôi đưa đi phân chất thì họ nói là ngay cả cái hữu cơ trong miền Nam của mình trồng mương tôm gì cũng không thể so sánh được với cái gạo Sén Cù đó, sạch lắm. Mà quý vị biết từ khi trồng, kể từ tiền phân, tiền thuốc, tiền vận trả tải, và tôi cho phân không nông dân nè. Phân là cho không, không lấy tiền. Đi chạy ra chạy vô để hướng dẫn quy trình trồng. Xong rồi mua lại với họ cao hơn giá thị trường 2.000 đồng một ký. Tại đó nhiều khi mình làm tới hết vụ rồi, mấy cái thương lái nó chơi kỳ lắm. Nó đợi là gần chín bắt đầu nó vô nó nổ, nông dân tăng giá. Ví dụ gạo ngay tại đó 12.000, cái đó mua 16.000 thì buộc tôi phải mua 18.000. Tức là bắt buộc phải mua cao hơn thương lái 2.000 đồng ký thì người ta mới bán. Hồi đầu thì cam kết là mua ngang giá thị trường,
bị thương lái nó thổi thì bắt buộc mình phải bị trội theo. Tiền vận chuyển về đó trong Nam một ký tương đương với mấy 2.000, 2.500 gì nữa đó. Thì tính ra một ký lúa mà về đến trong này là cũng 20-30 ngàn rồi. Cho nên cái giá rạo tháng cù không cách nào hạ xuống thêm nữa được. Rồi phải bán giá đó thôi. Đó ra là hiện tại là đang có cái gì đó có giảm giá mùa hè 10 mấy ngàn ký đó. Còn không biết lần ký gạo tới mấy chục ngàn đó không biết. Thì quý vị nên ăn tại vì á, nếu mà nói về dinh dưỡng thì giữa cái gạo trồng phân hóa học và trồng phân sinh học thì quý vị nghe rồi đúng không? Trong cái phân sinh học này nó khác với cái phân hóa học ở chỗ nào? Phân hóa học nó vẫn có bo, có gì đó, NPK. Thì phân sinh học hữu cơ cũng có NPK. Nhưng mà trong này nó có bo, nó có sắt, nó có kẽm, nó có đồng, có magie, có mangan. Tức là cái kháng thể của cây. Cho nên khi mà mình bón cái đó thì thứ nhất là cây nó đủ kháng thể. Thứ hai là cây đủ dinh dưỡng. Mà khi cái cây đủ dinh dưỡng thì nó ra sản phẩm đủ dinh dưỡng. Ví dụ như một ký, bây giờ chúng ta thử lấy cái cũng là rạo sáng cù nhưng mà trồng phân hóa học, thì chúng ta sẽ lấy 100 gram ra đi phân về calorie. Thì gạo trồng bằng phân hóa học có thể là 100, nhưng mà gạo trồng bằng phân sinh học của mình có khả năng là 200-300. Tức là nó về dinh dưỡng, về calorie, về sinh tố, khoáng tố nó sẽ bổ, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chúng ta ăn ít thôi cũng đủ rồi. Từ hồi có gạo sáng cù tới giờ phút này là tôi ăn một ngày đúng một chén. Bữa trưa ngoài ra là không ăn gì nữa. Nhưng mà hoạt động vẫn tốt bình thường. Thấy tôi không có đánh đổi gì tệ lắm đúng không? Thấy cũng được. Ngày có một chén. Ngày có một chén lâu lắm rồi đó. Cả năm nay rồi cứ ngày một chén rồi bữa trưa vậy thôi. Không ăn cháo buổi sáng, không ăn gì hết. Sáng là tuyệt đối uống nước lạnh cho tới trưa rồi. Có khi đi làm công việc tới về tới chùa 1-2 giờ vẫn về chùa ăn chén cơm chứ còn không ăn dọc đường. Thì buổi chiều có quá là thêm ly sữa nữa là thôi của một ngày, không ăn thêm. Nhưng mà tôi cảm giác là nó tốt hơn. Trước đây tôi có ăn cái gạo hữu cơ. Gạo hữu cơ được trồng ở miền Tây cũng tương đối tốt. Nói chung là cái họ cũng trồng phân sinh học Mỹ nhưng mà tôi ăn tôi cảm giác là không bằng gạo sáng cù. Thì ở đây chúng tôi trực tiếp đi trồng trước 3 loại là jasmine. Jasmine bây giờ nó hết rồi. Bây giờ còn 2 loại là sáng cù và nàng hoa trồng bằng phân sinh học hữu cơ. Và tôi chọn cái vùng đó là cái vùng một năm nó ngập mặn một lần ở Gò Công Đông á. Và nó để lại một dư lượng muối, thành ra cũng ít có cái sâu rầy. Và gần biển cho nên nước nó cũng đương đối, không có đánh đổi nào. Thì hai cái loại đó là hai loại mà tự tôi đi trồng á. Và được đưa đi phân chất thì trong 13 loại độc chất mà thế giới quy định nó đạt chuẩn hết. Không phải đặc chuẩn bình thường đâu. Ví dụ như arsen đi trong cái chuẩn của Việt Nam là 0,5. Nhưng mà nó là 0,0002. Mình là 0,5%, người ta tới 2/10.000. Tức là nhiễm không có. Cho nên những cái gạo mà chúng tôi được bán ở đây là tương đối. Phải nói là nếu như mà có cái cách để mà xin được gạo hữu cơ thì chắc chắn mình sẽ được là tại vì mình đã đạt nhiều cái chuẩn là giống sạch, rồi phân sạch, rồi đất sạch, nước sạch nữa. Có một câu hỏi về đạo lý, trả lời ha. Thắc mắc về tự tánh mà sư phụ giảng, trong tự tánh không có năng có sở, chỉ có cái rõ biết trùm khắp. Vậy một người đã giác ngộ khi nghe âm thanh, thí dụ là tiếng dế kêu, nếu người đó chưa từng biết con dế là gì, người đó có liền rõ biết là tiếng con dế không? Nếu không biết mà phải dụng tâm để biết thì liền có mình biết, vậy thì lại có năng có sở, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này thì nghe hay á, nhưng mà khi nào rớt vô tự tánh sẽ biết. Tại vì á, cái rõ biết trùm khắp thì trong đó không có năng, không có sở, không có phải, không có trái, không có đúng, không có sai, không có thiện, không có ác. Nhưng mà nó thấu thoát về năng sở và thiện ác. Có nghĩa là cái rõ thông đó nó không phải là dùng cái tâm thức để biết. Cái tâm thức là được sanh ra từ cái rõ thông đó. Cái đó nó là mẹ của tâm thức, là cho nên nó còn rõ sâu hơn cái tâm thức phân biệt. Nhưng mà nó rõ khắp,
và nó rõ thấu chứ không phải rõ mờ mờ. Mình đợi phân biệt mình mới biết. Đợi phân biệt biết là cái biết của tâm thức nó đã rớt xuống mấy cái tầng mờ ảo rồi. Rõ biết mà phân biệt trở thành ảo, ảo tưởng để biết. Nhưng mà rõ biết không có phân biệt, đó mới là rõ thấu. Thành ra nó rõ lắm, nó thấu tận tất cả những cái gì tinh tế nhỏ nhiệm nhất, chứ không phải là biết thô thiển như cái tâm thức của mình. Để cho mình á, tại vì mình còn ở trong cái tầng của tâm thức, mình thấy là không so sánh, không phân biệt, thì mình không có cái gì để biết. Nhưng người ta nó vượt ngoài cái tầng của tâm thức rồi, thì không so sánh, không phân biệt mới là tỏ thông vô ngại. Cho nên là chúng phải tới đó mới có thể cảm nhận được. Còn hiểu thì gật đầu chơi cho vui, chứ còn không biết chuyện đó là gì đâu. Thế vậy chứ không biết. Trước cái phút ngộ không biết cái chuyện này luôn, chứ đừng nói là hiểu như bây giờ. Cho nên đối với cái chân trời của tự tánh là sau khi mà chúng ta phá vỡ được cái sắc quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới cận kề với cái tỏ thông đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có khả năng rớt vào ở cái trạng thái là chúng ta không phân biệt mà rõ biết rồi, tức là diệt được tưởng ấm rồi á, thì cái biết không thông qua tưởng nữa. Biết không thông qua tưởng có nghĩa là không qua cái, không thông qua căn trần nữa. Diệt được tưởng ấm rồi là cái biết chúng ta bắt đầu không thông qua căn trần nữa. Thì lúc đó mình có thể thông cảm được cái việc là cái rõ biết không phân biệt mà thấu thoát hết tất cả mọi duyên cảnh. Chúng tôi dùng cái từ là thấu thoát, nhưng mà không có cái chuyện mình biết và vật bị biết, không có hai ở trong này. Thì cái này là một cái cảnh giới tâm khác thường, chứ không phải là cái tâm thức bình thường. Cho nên chúng ta có thể dùng tâm thức mà chúng ta hiểu về chuyện đó là chúng ta sai. Hiểu không được, hiểu không đúng đâu. Khi lâm chung con mong được thầy khai thị, nhưng người bạn đồng tu nói rằng nếu vậy thì lúc lâm chung nếu thầy không đến khai thị cho thì chị cũng không đi được. Xin hỏi thầy như vậy có đúng không? Thật ra không cần tôi khai thị, quý thị cũng đi mất tiêu rồi. Nhưng mà có điều là được lời khai thị thì mình có thể thấy ra được nhiều điều hơn. Nếu mà lúc đó chúng ta vẫn còn đủ cái bình tĩnh để mà được nghe cái người thương mình nói chuyện cho mình nghe vài câu, thì mình sẽ ra đi nó sẽ tốt hơn. Thật ra cái sanh tử này, tại vì mình chưa có cái điều kiện mình nói nhiều. Cái phút lâm chung nó quan trọng lắm, nó quyết định cái sinh tử cận kề sắp tới. Do đó mà chúng ta thấy có những cái trường hợp, có những bà mẹ chờ con không về, không nhắm mắt rồi đó, cái tâm thức nó mong ngóng đó, người bị vướng kẹt ở trong cái tình ái. Nếu như có lời khai thị về cái chuyện tình ái để người đó không bị vướng mắc, thì cái thức đó sau đó nó nhẹ lắm, nó tự do lắm. Rồi khai thị về cái chuyện ví dụ như mình bệnh liệt giường thì mình chết đi, ví dụ vậy, thì mình được khai thị thì mình thấy là cái thân trung ấm của mình đang mang sau khi bỏ cái thân này á, thì nó không có phải là què quặt, nó không phải là vại sụi, mà nó được đi đứng tự do. Là liền khi đó họ đi đứng tự do. Chứ nếu không cái thần thức đang rời cái thân bại sụi, cái họ ra họ cũng cà sụi. Nó không được tự do. Nhưng mà được khai thị họ sẽ nhận ra liền, họ sẽ được tự do. Mà tất cả những người chết đều được tự do. Thì nó trừ trường hợp những người tạo cực ác thì mới không tự do thôi, chứ bình thường sẽ tự do. Do đó phải có người thứ nhất là họ hiểu được cái việc sinh tử. Chúng ta dùng từ là hiểu đi cho nó dễ thông cảm. Chứ thật sự thì phải thấy rõ cái sinh tử của người đó, và phải phát khởi cái từ tâm để câu thông được với cái thần thức đó. Chứ không phải khai thị là lại nói ào ào mà không biết gì là không phải đâu. Không phải. Cái tâm của cái người khai thị phải đủ cái lực để vào cái tầng tâm thức của người kia mới nhận được. Chứ không nói chuyện ta không nghe. Không vẻ gì mà người kia nghe mình nói chuyện. Sau khi chết họ sẽ nghe cái khác, nghe kiểu khác. Chứ không phải nghe bằng lỗ tai như mình nói đây mình nghe. Do đó cái tâm lực của mình phải làm sao mà kết nối được với cái tâm thức của người chết mới được gọi là khai thị. Trước khi chết cũng như sau khi chết, lúc mà để trong quan tài gì đó, trước khi chôn gì đó thì nói chuyện, là lúc đó cái thần thức của họ sẽ nhận được cái sóng tâm của mình phát ra để họ nhận biết
cái gì, chứ còn không phải nói trên lời nói mà họ biết được đâu. Nhưng mà trước cái đám đang đông thì mình cũng nói khai thị cho vong linh theo cái kiểu người ta nghe, là mình nói chuyện ở đây để cho mấy người sống nghe. Cho còn người chết là phải nói kiểu khác à. Thì có cái cách khác để ta nói cho thần thức nó nghe, nhưng mà cái ngôn ngữ bên ngoài là người ta nghe là ông thầy nói chuyện. Thì để cho mấy người sống cũng ý thức, mấy người mà già già có nghe đó cũng ý thức, để chúng ta bỏ chuyện không có lành, để mình có thể lúc lâm chung mình sáng suốt hơn chút. Lâm chung mà được sự khai thị thì tuyệt vời. Thì cái chuyện đó là cái duyên, chứ còn chưa dám hứa là tôi sẽ được khai thị với ai. Con năm nay 75 tuổi, là người dân tộc thiểu số, người Nùng. Con đi bộ đội xa nhà 55 năm, hiện giờ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê con còn một đứa con trai đầu lòng. Nếu khi con lâm chung, gia đình con báo tin thì ở quê con trai con sẽ giết trâu bò và mời thầy Mo về cúng tế. Vậy con có nên báo cho con trai con biết hay không? Xin thưa thầy Từ Bi chỉ dạy. Giờ đầu tiên là điện nói nó tao chết, nếu mày giết trâu giết bò là tao không có nhận mày làm con. Đúng không? Mình dọa nó trước. Chỉ có vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà mình chết mà không cho con hay thì kỳ lắm. Cha con mà chết phải cho hay, nhưng mà dọa nó trước. Bây giờ điện tính về nó, tao bây giờ là cái mong muốn cuối đời của tao là khi tao chết là mày không được quyền mời thầy Mo giết trâu giết bò. Nếu mà mày làm như vậy là tao từ mày. Do nó vậy bắt buộc mày phải hứa với tao là tao chết mày không được giật trâu giật bò cúng. Phải nói nó trước thôi, chứ còn chết mà không báo cho con kỳ lắm. Do nó trước đi, nó sợ. Nó sợ nó không giết trâu. Kính thưa thầy, tại sao nước tương của thầy có hương vị không giống nước tương thực dưỡng khác? Nước tương thực dưỡng khác nghe mùi tương trao hay rất quen thuộc là tại sao? Thứ hai là cho chúng con được biết tất cả những công dụng nước tương tamari của thầy. Mấy cái này nói cái nó hết thời gian luôn á. Đầu tiên chúng ta nói tới cái men để làm nước tương nó rất là khác. Nước tương ngon hoặc nước tương dở là do men. Giống như quý vị đã từng làm cơm rượu đúng không? Cái men ngon thì cơm rượu nó sẽ ngon, kèm theo cái kỹ thuật làm của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái men. Cái men đó chúng tôi được cái duyên là nhờ một người lấy được cái men của Nhật. Và men của Nhật thì khí hậu nó khác của mình, cho nên giờ đây chúng tôi lại phối với cái men mà chúng tôi đã có, men Việt Nam lâu đời ở đây. Và tôi phối hai cái men này lại thành một cái loại men nó hơi lai căng chút, nhưng mà nó phù hợp với môi trường của Việt Nam. Và có một cái phòng meo rất là kỹ. Quý vị vô chùa đi, chứ còn nếu tôi không chỉ cái phòng meo đâu, chắc chắn quý vị không biết. Nó có trong khuôn viên chùa Long Hương. Phòng meo nó gần như là bí mật. Tại vì ông ấy bị phá một cái meo tạp, một cái là hư chuyện hết. Rồi á, là muối. Thì như muối ở đây lấy Bà Rịa Vũng Tàu rất là rẻ, 500-300 đồng một ký à. Tôi phải mua muối từ Bạc Liêu tới về tới đây gần 4-5 ngàn ký, có nghĩa là muối gấp 5, gấp 7 lần cái muối ở đây. Tức là lựa muối đặc biệt xuất khẩu đàng hoàng để mua. Muối thì mắc rồi, rồi quá trình xử lý nước muối của tôi nó cũng khác người ta. Tức là tôi xử lý nước muối rất là kỹ, được lọc đi lọc lại tới 4-5 lần. Và một bí mật nữa là nước muối đem phơi nắng trước 6 tháng sau khi vô độ. Là không ai làm cái này rồi đúng không? Chúng tôi mất nước muối không là đã 6 tháng. Và trong quá trình ủ meo thì từ ống nghiệm mà đi ra cái dĩa cơm á là mất khoảng 10 ngày. Nhưng mà tới ngày thứ tư có thể bưng hết cơm đi đổ, là vì cấy nó bị tạp meo. Tạp meo đổ cơm thì đơn giản rồi, không có hao tốn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cấy ra cơm rồi mà thành công, meo thuần chủng đẹp, bắt đầu cấy ra đậu. Cái đậu mỗi ngày ở đây làm 3 tạ đậu. Và ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đem đậu ra, cái nó râu dài, râu đen. Thì sao? Bưng đi đổ hết 3 tạ. Mà một năm, một mùa tôi làm, nếu mà nó hư 10 lần là 3 tấn, hư 20 lần là 6 tấn. Đem đổ dưới để làm phân trồng rau. Thì như vậy là
Ý muốn nói về kể từ khi meo từ trong ống nghiệm ra tới cơm ra tới đậu đều phải đạt chuẩn. Tức là khi mà meo nó lên đều, quý vị thấy nó y như cái măng tre đó, nó không có dài hơn, nó nhỏ ngắn ngắn rất là đều. Và cái màu nó thì đúng là cái màu xanh của lá mạ non á, màu xanh rất là đẹp, mình nhìn thấy thương lắm. Quý vị mà làm nước tương là mỗi lần chúng ta nhìn thấy thương lắm, nhìn thấy meo nó rất là đẹp, cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Thì quá trình chuyển biến sinh học bắt đầu xảy ra trong mấy ngày này. Thì khi mà đậu thành công rồi mới bắt đầu vào lu nước muối. Vào lu nước muối ngày quậy sáng lần, trưa lần, chiều lần, đúng năm sau tách nước ra. Tách nước ra vừa lọc vừa lắng là 6 tháng nữa thì mới bắt đầu đưa vào bồn để phơi. Là coi như 6 tháng nước muối, 1 năm ủ đậu và 6 tháng lau lọc là hết 2 năm. 2 năm đó bắt đầu đưa vô bồn 5.000 lít. Cái bồn mà quý vị thấy cái bồn inox á, thì nó ở trên tôi để một cái lớp kiến để tránh bụi bặm. Nhưng mà thực sự kiến là cái kiến hội tụ cho nên nắng gấp 3 lần, cái nhiệt nó gấp 3 lần bình thường, để nó mau cô đặc. Mau cô đặc có nghĩa là 3 năm nữa là cộng lại là thành nước tương, rời khỏi chùa Long Hương là đúng 5 năm chứ không phải 3 năm đâu. Cho nên cái mùi mà thơm của nước tương này á, là mùi thơm tự nhiên. Quý vị thấy nãy giờ nói nó chỉ là đậu với muối thôi, rồi đánh ra cái mùi thơm xì dầu á, nó rất là thanh khiết và rất là tự nhiên. Và nếu như nước tương mà quý vị có thể mua hết tất cả các điểm bán dưỡng sinh cỡ tại Việt Nam đem lại để một chai nước tương ra xé nhãn đi, tôi có thể lấy ra được chai nước tương của chùa Long Hương. Vì cái mùi của nó đặc trưng lắm, không có ai có thể so sánh được cái mùi này. Tôi dám chắc là hết Việt Nam không có cái nước tương nào có thể so sánh được. Cái thứ hai nữa là nước tương mà của các nơi làm. Thì chúng tôi biết là cũng có một số chùa làm, bây giờ họ cũng có làm, họ cũng vẫn giữ meo, dù meo của họ mấy chục năm cho nên là nó đã ép mười mấy và thậm chí là họ hư rồi họ tái lại. Cho nên đó, thứ nhất là cái độ ngọt, cái độ đạm nó không có, độ đạm không có cao hơn so với nước tương đang có. Chúng tôi đã đem đi thử nghiệm ở trung tâm SRS rồi, thì 100ml của nó cho tới khoảng 400kg calorie hay gì, có cái bảng ở dưới á. Thì lúc chúng tôi thử, đi trung tâm SRS thử, thì chúng tôi là lấy nước tương nguyên chất của mình. Chúng tôi pha 4 xị, tức là 1 xị nước tương cốt, pha thêm 4 xị nước sôi vào. Tại vì cái quy chuẩn mà độ mặn của quốc tế nó phải dưới 14, mà mình làm mặn cho tới 20 mấy lận, cho nên phải dồn nước sôi vô để cho nó bằng cái tiêu chuẩn quốc tế để mình sau này có thể đi các nước châu Âu được. Vì vậy là nếu như 100ml của nó là 400 thì phải nhân 400 nữa, đúng không? Thì nó phải 1.000 mấy. Một loại nước chấm mà có hơn 1.600kg calorie là không có trong tất cả các loại nước chấm hiện đang có trên thị trường bây giờ. Tức là cái chai xị nước tương của mình đang bán là nó hơn 500kg calorie. Thì bây giờ một mình một người một ngày ăn chỉ cần 2 muỗng cà phê của nó thôi là đã mấy chục kg calorie rồi. Đó là cái lượng quá thừa cho một người có thể ăn không cơm với nước tương và không cần thực phẩm khác. Thì như vậy là tuyệt đối không có bất kỳ một cái hương nào, hoặc có một cái hương liệu hóa chất nào đưa vào trong này. Mà quý vị biết là sau đúng 2 năm rồi mà chúng tôi bỏ vô cái bồn của inox phơi thêm 3 năm nữa, từ 5.000 lít cho tới 3 năm sau thì nó còn nhiều nhất là 1.000. Cho nên nói thật, nếu một lít nước tương bán không từ chùa Long Hương đưa tới tay quý vị khoảng 380.000, chúng tôi tính rồi vẫn bị lỗ vốn. Lỗ chắc luôn. Theo dõi chúng tôi sẽ ngày nào cũng có khoảng 10 anh thanh niên quậy nước tương, lọc nước tương ở trong cái khu làm á. Và tuyệt đối khu này không có người nữ rối vào. Nước tương phải người nam làm tuyệt đối. Tại vì cái lúc lên meo nó có thể dễ bị hư. Thì nước tương các chùa cũng có làm. Và tại sao tôi phải đổ cái nước tương nó mốc tạp?
Vì mốc tạp nó sẽ gây dị ứng ngứa, bị viêm mũi, viêm gan B, C, thậm chí sơ gan cho tới ung thư gan do nước tương. Cho nên tất cả những người ăn chay mà đã bị ngứa, đã bị viêm mũi, đã bị sơ gan, bị viêm gan B, C hoặc là ung thư gan là do quý vị đã ăn nước tương tạp mèo. Kinh khủng đến mức độ này. Chưa nói là nó làm bằng cái khác, tôi chưa đụng tới cái chuyện nước tương không phải là đậu. Tôi đang nói, mới đang nói tới nước tương đã làm bằng đậu của tất cả các nơi. Thì quý vị thử bữa nào, nếu mà có một cái điều kiện rõ rảnh, quý vị cứ đem nước tương khác lại tôi nếm, tôi sẽ nói từng loại nước tương cho quý vị nghe nó bị cái gì. Và cái mùi nó, quý vị không bao giờ giấu được cái mùi mốc tạp và cái mùi thuần chủng. Ví dụ như có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được, để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi, quý vị có để 30 năm sau ăn, nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng ta đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được. Càng lâu nó càng ngon. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì, và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn, họ đậy lên, xong họ đậy ba bố lên, ba ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng nha, meo chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Thì như vậy bắt đầu tạp meo, có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận. Trong đó có, nếu như mà dính meo ung thư thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Do đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối, nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Và họ đã bị tạp meo. Nếu mà quý vị hiểu được cái điều này rồi, tôi đố quý vị dám ăn giọt nước tương đó. Tôi ra đường, xin thưa là đi từ nước Việt Nam, đi tới Mỹ, đi tới châu Âu, đi tới châu Úc, tôi đều mang cái chai nước tương tôi theo. Chưa bao giờ trong người tôi không có chai nước tương. Đó là cái mà tôi để chống chế tất cả những cái chuyện mà không hay xảy ra với mình trên bước đường đi. Cho nên ai có thì làm ơn lận một chai nhỏ nhỏ trong túi giùm. Trong tất cả các trường hợp xảy ra chúng ta cảm thấy trong người mình khó chịu, nên uống liền 2 muỗng cà phê nước tương. Không nói chuyện gì khác, cứ lật đật kiếm chai nước tương uống là được. Bật nguyên cái là chuyện kìa. Rồi tôi đi về sát với tôi, bữa đi ra Hà Nội đó là trên đường đi cũng có ăn một bữa ăn, mà tại vì cái cũng tiếp của người khách tương đối quan trọng rồi, đó là phải ăn thức ăn nó không phải theo ý muốn của mình, mà nước tương thì bỏ trong vali không kịp ghế la lấy ra, thì tôi bị đau nú răng. Răng nú răng vào ngày thứ nhất đau ít, và bây giờ là bắt đầu vào đại lễ, là đồ ăn ở trong đại lễ thì mình không có dám chê, nhưng mà thực sự khó ăn lắm. Khó ăn theo kiểu dưỡng sinh thôi, ăn ngon theo kiểu đồ ăn chay, nhưng mà đối với dưỡng sinh là khó ăn. Dầu trời ơi, nói thấy dầu thôi là thấy sợ, chưa nói cái khác. Niêm gì trỗng thì mình chưa biết. Thật ra là ăn thêm mỗi ngày sau trong cái lễ nữa là bắt đầu nấu răng thiếu điều kêu trời rồi. Tới chiều hôm đó tôi không còn chịu nổi nữa. Thì nó mới nhớ ra, thật sự nó đánh tôi đau lắm, tôi mới nhớ ra cái chiêu của mình, chứ còn thôi mình cũng quên mất đi. Đêm đó là ngậm đúng một muỗng nước tương tamari. Ngậm được nó dột môi rồi hết. Nhưng mà ngậm vô là nó thấy mọi chuyện khác rồi. 5 phút sau là bắt đầu giảm đau và nó xẹp sưng hết, sưng liền. Và quý vị biết là phải ngậm cả tiếng đồng hồ mới nuốt, tại nó mặn quá. Mà nuốt liền khó nuốt lắm. Quý vị để ý khi mà ngậm nước tương phải nuốt nha, đây là kinh nghiệm. Đương nhiên là ngậm nhiều nó sẽ đầy miệng, thì chúng ta buộc phải nuốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng nuốt rất là ít, nuốt để nó giảm cái tràn miệng ra. Vậy tôi đang ngửa để cho nó xuống một chút, rồi chúng ta ực nhẹ, rất là nhẹ, từng chút vậy, để giữ làm sao mình ngậm cho tới khi lạc mới nuốt luôn á. Thì đau răng cỡ nào, một lần ngậm nước tương quý vị thấy tuyệt vời, và người thì chúng ta sẽ khỏe lại liền. Và đêm đó ngủ rất là sâu, thì chưa có kinh nghiệm là có phải mất ngủ ngậm nước tương hay không thì không biết, nhưng mà cái đêm mà ngậm nước tương thì ngủ sâu lắm.
Mai mốt ai mất ngủ giọng nước tương thử rồi nha. Cái này là chưa kinh nghiệm, nhưng mà lần đầu tiên ngậm thì ngủ rất là sâu. Ngậm lần hết là tôi muốn ngậm lần thứ hai là ra, không có kinh nghiệm có ngủ sâu hơn đêm sau không thì chưa biết. Còn tất cả các dạng độc, ví dụ như thú độc cắn, thì chuyện đầu tiên là lỡ nha, tôi nói là cái loại nào mà độc quá như là rắn độc rồi thì chúng ta ví dụ cắn ngoài chúng ta sẽ cột ở trong liền, cột siết ở trong để cho nó đừng có mạo độc, nó lâu chạy về tim. Thì nếu như lúc đó mà kiếm được hột gà liền, có hột gà liền thì khoái hột gà, còn không có bắt buộc phải uống nước tương liền. Đầu tiên là lấy nước tương nhúng bông gòn đắp lên cái chỗ thú cắn cái đó, và uống cho tôi uống đậm luôn, hai muỗng canh luôn á. Tại vì nguyên lý âm dương thôi, độc nó âm, nó có thể làm ngưng tim ngay tại chỗ, nhưng mà mình đưa cái dương này lên là mày không có khả năng làm cái gì được hết á. Cho nên là cấp cứu bị tất cả các loại thú độc cắn. Thì sau đó nếu mà mình kiếm được hột gà, mà hột gà có trống á, thì bây giờ sẽ thấy lòng đỏ của hột gà là dầm nửa cái trứng gà, nước tương là đánh đều uống cái nữa là coi như xong cái việc độc của thú độc cắn. Chiếu một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ. Nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta khuấy sắn dây để cho loãng, rồi đổ muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á, thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao? Uống nước tương tamari với lại trà ba năm, nhanh hơn vô nước biển. Tại vì nó dương quá. Và chính uống nước tương tamari này nó sẽ không bị mất cái lực, cái nội dương của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể cơ thể tiết cho chúng ta khoảng 1.000 kg calorie để hoạt động, nhưng mình làm nó hết rồi. Và thường là người ta bị yếu, ta thấy giống như hết calorie cái họ uống đường. Uống đường cái họ hoạt động lại được, họ cho là đường hay, hay thì có hay đó, nhưng mà đã sao? Âm vô thì nó sẽ hấp thu cái nội dương của mình. Cho tới một ngày mà mình mệt uống nước đường không còn khỏe nữa là cạn kiệt cái nội dương của chúng ta là kể như thua luôn. Cho nên mệt cứ uống trà tương là sẽ có tác dụng rất là tốt. Còn đi đâu mà quý vị có nước tương này thì không bao giờ sợ bị ngộ độc thực phẩm. Và bản thân chúng tôi cũng đã thử rồi. Những điều tôi nói đều là kinh nghiệm xương máu. À, lúc đó ở đây quý Phật tử biết tôi thích ăn cái đọt bí rợ, thì thấy ngoài chợ cứ mua về ngon quá làm cho sư phụ ăn. Nhưng mà cái người nấu bếp, có cái cô Phật tử nấu bếp, cổ niêm bị đắng là cổ biết rồi, tại có ăn dưỡng sinh biết mà. Tức là cái đắng của thuốc á, đắng của thuốc độc, tức là họ mới xịt chưa có giải ra. Mà tôi bữa đó tôi thấy rõ ràng là mua đọt quý về mà trưa dọn lên không có đọt quý, tôi đâu có chịu, tôi xuống bếp tôi lục. Mấy người cản nó đổ đi, không đổ giấu tủ tôi lục dính. Lấy lên chạy theo thầy thì đừng ăn cái này, thầy ăn cái này là con không có chịu trách nhiệm, là lỡ có gì xảy ra con chịu trách nhiệm. Tôi nó không yên tâm đi mà đứng nói hoài, tôi đuổi ra tôi đóng cửa. Tại vì tôi cũng muốn thử coi nó chết hay sống chứ. Tại vì mình đang làm nước tương kéo đồ ăn. Ăn thì họ ở ngoài cũng có một số Phật tử ở ngoài cửa ngồi chờ coi, tôi nói chừng nào mà nghe tôi đập cửa xô cửa vô, còn không thì ngồi yên ngoài tôi cũng cho vô. Nhưng mà ăn xong lại rất là khỏe. Tức là một chút âm ở trong dương thì dương lại càng dương. Cho nên nếu như mà cái loại mà nó có đồ âm, mà có âm độc mà mình chấm trong nước tương thì đồ nó là bổ hơn là đồ bình thường. Nhưng mà nước tương phải động rồi nha, mình phải cân làm sao nước tương nó phải lấn thằng kia. Chứ nước tương mà thua là mình bị trúng độc. Cho nên bây giờ đi đâu đó thì đó, từ cái kinh nghiệm đó mà đi đâu tôi phải mang nước tương theo. Trường hợp mình đi xa đồ dưỡng sinh là chắc chắn không có như ý mình rồi, thì khôn hồn mà ăn đồ luộc dùng. Tại họ luộc vớt ra rồi cũng bớt một chút độc rồi, mình chấm nước tương là cỡ như quá tán hết. Còn liệu không xong thì ăn nước tương không với cơm đi. Độc ở trong mà thuốc hóa học, thuốc trừ sâu của cơm gạo không có để đến đổi chết liền,
tại vì ít lắm nó cũng đã cách ly được vài tuần. Còn rau củ khi họ xịt đêm đó sáng họ ngắt bán à. Đấy, kinh khủng lắm. Cho nên là cái thực phẩm sạch, nếu như bây giờ không có thực phẩm sạch mà mình có nước tương thì thôi đỡ tội, chịu khó chấm nước tương cốt của Quy Nguyên ăn đi là coi như là chúng ta thoát. Cho nên là lúc nào trên đường đi, dù là xa dù là gần, quý vị chịu khó lận một chai nước tương theo giùm. Đây là nói một câu rất là nghiêm túc. Chính bản thân tôi bây giờ không có đi đâu không có nước tương trong người, kiểu gì tôi cũng phải có ít lắm là một xị nước tương. Chưa bao giờ chúng tôi đi xa, từ trong nước cho tới nước ngoài, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đều có nước tương hết đó. Bây giờ cũng may mắn là các nước có rồi, cho nên đi giảng các nơi có khi tôi hỏi thẳng bên đó là có nước tương của tôi không? Có thì tôi khỏi có công an, không có là tôi đều mang đi hết đó. Lúc nào hồi trước thì mang theo bộ kháng dây lùm xùm quá, bây giờ bỏ kháng dây qua một bên, là một là mang nước tương nè, hai là có chút có chanh muối. Trà thì sau này chúng tôi làm trà, có một thời tôi làm trà túi lọc, mai mốt sẽ làm trà túi lọc lại, thì mang trà túi lọc theo là tuyệt vời rồi. Thì đi xa 5 ngày 7 ngày có nhiều đó đủ sống rồi, không có sợ bị trúng độc dọc đường. Thật ra nước tương nó, nếu nói về âm dương thì nó nguyên dương, phải nói nó là cực dương sau nhiều năm. Quý vị thấy là tôi đã 5 năm, tức là đã trải qua là xuân hạ thu đông tới 5 đợt. Có nghĩa là một năm đầu tiên nó đã quân bình rồi, năm thứ hai lại càng dương hơn, năm thứ ba dương hơn, năm thứ tư dương hơn. Với thời gian và không gian, tất cả những cái gì cực âm nó sẽ biến thành cực dương. Cho nên đậu nành là âm, làm với muối, ủ được muối một năm là nó đã quân bình rồi, nhưng bắt đầu để càng lâu thì nó càng dương. Và dương thì quá giải được tất cả những âm, mà âm có nghĩa là độc, kể cả các cái độc trong thực phẩm mà người ta cấm thì đều có thể giải quyết được. Đó là cái mà chúng ta biết là nước tương. Thật ra là chúng ta nên có cái này trong tất cả các bữa ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Nó dùng trong, ví dụ như quý vị mà sử dụng bột sắn dây cho các trường hợp giải độc mà không có nước tương thì không phát huy tác dụng nhá. Cho nên là uống bột sắn dây là luôn luôn có nước tương tamari. Niêm nấu đồ ăn kho. Quý vị thử bữa nào, đây là một cái kinh nghiệm riêng của nấu dưỡng sinh. Quý vị kho đồ ăn á, thường là sử dụng cho kho, hoặc là thậm chí cả nấu canh đi nữa, cuối cùng quý vị mới bỏ nước tương này vô, nó sẽ có cái vị ngon lắm. Kho trước khi mà bỏ xuống á, thì quý vị bỏ một chút nước tương trộn vào. Thậm chí là ví dụ như canh chúng ta đã niêm rồi cái gì, lỡ mà người ta đem canh ra cho mình ăn thì mình có thể niêm thêm một chút nước tương tamari. Thay vì hồi nãy niêm tekka thì chúng ta có thể bỏ vô một chút tương tamari nữa thì cái vị nó ngon lắm. Khi mà chúng ta quen với cái vị này rồi thì nó có thể xử lý cho tất cả các việc niêm nấu đồ ăn của mình. Này bị phát hiện, mới bắt đầu bán rau mầm nguyên rễ. Không phải bắt đầu đâu mà tôi muốn cái này ghê lắm rồi. Tại vì rau mầm mà quý vị cắt ngang cái phần rễ là cái phần bổ, thiếu điều muốn bổ hơn ở trên. Mà lại như bị phải theo quy định là phải cắt mới đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên phải bị cắt ngang, tôi tiếc lắm. Tôi nếu có thời gian rồi tôi đi xuống tôi lụm mấy cái rễ tôi luộc tôi ăn. Tại nó mới là bổ, bao nhiêu dinh dưỡng nó mới hút vô, cái mình cắt bực ngang cái nó hết rồi. Thật ra thôi bây giờ kệ nó, bữa nay chùa Long Hương bắt đầu chịu cực là nhổ để nguyên rễ. Quý vị về kiếm cái gì đó, cái bằng chải hay gì, quý vị vào bỏ trong dừa, bỏ vô thau nước mà vừa vào quào bằng bằng chải, cái sợi nó dài dài á, thì nó sẽ hết bụi liền, nhanh lắm, dễ rửa. Tại cái chùa đông quá, ăn lần mấy trăm người rửa cực, chứ còn 5-3 người trong nhà thì rửa quá sướng rồi. Cho nên cái rau mầm mà còn nguyên rễ thì bổ hơn cắt ngang, bao nhiêu cái đạm nằm trong đó hết rồi. Mà bữa nay thì mình mới bắt đầu cho bán. Tôi chưa giờ ở tại chùa này, mấy thầy thị giả thì biết rồi đó. Sáng hàng đông phải thông báo cho nhà rau mầm là nhổ rau cho thầy chứ không cho cắt, cắt tôi đâu ăn đâu.
Ở đây mà cắt rau mầm đem lên tôi trả về, tôi không ăn, có luộc chín đi nữa tôi cũng để chơi cho mấy thầy ăn. Từ xưa tới giờ là chưa bao giờ ăn rau mầm không có rễ. Nhưng mà tại vì bán ở ngoài nhà nước quy định vậy phải cắt. Chứ theo tôi là cái tại vì cái giá thể mình quá tin tưởng, mình làm sạch rồi. Và trồng đợt đầu thì tôi xử lý cái sơ dừa, ngâm rồi ngâm vôi càng long này nọ kia, để cho tới giờ phút này 5-6 tháng cái giá thể hửi nó vẫn có mùi tôm thơm chứ nó không có mùi hôi, mùi gì hết. Tức là nó bản thân đã sạch như vậy. Và khi trồng xong đợt nhất mà cắt rễ ra, cắt rồi để bán thì còn cái phần rễ đó đó, thì chúng tôi đưa vô máy xay xong đưa vô lò hấp thêm một trận nữa. Và hấp triệt tùng trước khi trồng đợt 2. Thành ra giá thể trồng đợt 2 đã được triệt tùng bằng nồi hấp. Thì nó quá sạch rồi, không có gì dơ. Tôi nói là nhổ vũ vũ bỏ vào miệng ăn liền, tôi dám ký giấy không ai bị nhiễm độc. Tại thấy đèn đen ớn vậy chứ còn nó sạch lắm. Nên là cái giá thể sạch tuyệt đối mà. À, có một câu hỏi là tại sao mà ăn gạo lứt thì nhanh no hơn gạo trắng. Quý vị ăn có cảm giác đó không? Có. Ăn cảm giác nhanh no hơn là đúng chứ không sai, và nó no lâu hơn là đúng luôn nữa. Thì nó còn nguyên cái lớp cám á, và cái dinh dưỡng cũng như cái năng lượng nó gần như được bảo toàn. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó đủ, nó đủ nhanh hơn là ăn gạo trắng. Ăn gạo trắng nó thiếu dinh dưỡng, gạo trắng nó không có đủ dinh dưỡng. Cho nên mình ăn chén mình cảm thấy nó cảm giác nó loãng loãng, mặc dù nó đầy bụng nhưng mình còn cảm giác thiếu thiếu gì á. Nhưng mà ăn gạo lứt khi chúng ta nhai kỹ nó đủ năng lượng, chúng ta có cảm giác là mình sẽ dễ no hơn và no dai hơn. Tại vì năng lượng nó đã được bảo toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Đây hỏi cái chương trình giảm gái gạo không? Tôi như mới có thông báo giảm giá gạo mùa hè hết mười mấy ngàn ký rồi đó. Quý vị biết từ đây ra tới Hà Nội nè, tôi trồng gạo Xén Cù á, ai đã từng ăn rồi sẽ biết. Đây tới Hà Nội đi lên tới Yên Bái đi sâu vô cái vùng Mường Lò. Thì lần đó là tại vì tất cả cái đồ bán dưỡng sinh tôi đều phải đi tới nơi để kiếm. Lần đó đi leo núi kiếm cái trà suối vàng. Suối được đặt trên là suối vàng, tức là người dân tộc Mường. Họ nói suối vàng tức là suối trời. Và trên núi đầy mấy cái núi trà mọc thiên nhiên, có nhiều cây cả ôm vậy đó, cao to. Thì lên đó để kiếm lá trà. Người dân tộc không có dễ gì mình mua được đâu. Chơi với người dân tộc cũng vui lắm, họ không tiếp đãi mình đàng hoàng. Tôi nhớ có một cái lần đi ra ngoài, đoàn cũng 5-6 người. Cái dọc đường là tôi thấy bán cái đồ biết là thiên nhiên mình mới mua, ví dụ như leo rồi dọc đường bí rồi dọc đường mua. Mua cái điểm đó tới tối lên tới cái chân núi đó thì cái gia đình nó có mấy đứa bé cũng thấy thương, ba cái dưa leo mua đem ra cho. Wow, cái thằng nó làm dữ lên, xém chút bị đuổi xuống núi rồi. Nó nói mày cho tao ăn, con tao ăn cái gì? Cái loại này trồng có thuốc độc không? Tại nó không có, dưới sớm này bán mà. Nói sớm là chưa biết là nhân tàu không có cho mày, cho con tao ăn, nó làm quá trời luôn. Mày mà cho tao con tao ăn lần nữa đuổi mày xuống núi. Nó làm dữ. Người dân tộc. Và biết rằng nó ăn rất là kỹ, đồ nó trồng tại nhà nó ăn, không ăn đồ ở hàng xóm luôn. Người dân tộc nó kỹ đến mức độ như vậy. Không bao giờ nó bệnh. Thì mới đặt vấn đề mua lá trà của nó. Hỏi mày cần mua bao nhiêu? Tôi nói là khả năng mẹ ngày vẽ mấy cần xé. Nó nói là tao vẽ đủ ăn thôi à. Nó mấy cần á. Tôi nói rồi vẽ cho tao, ngày mai vẽ nhiều đó mà gom với nhà trưởng làng cho tao lấy. Xong rồi ngày hôm sau mình cũng gắng, mình nán nán lại. Mày kêu nó mày vẽ cho tao thêm một ngàn vậy đó đi. Nói tao xài chưa hết tiền. Mày ngồi đó mày chờ, chừng nào tao xài hết tiền tao vẽ cho mày đi. Thế là mình mua được có mấy bao. Không chịu nổi nữa, lần sau bắt đầu mò ra tính toán kỹ rồi. Thì phải nhờ cái ông dưới chân núi á. Bây giờ ông mới ngồi đó bây giờ á, tôi nói là bây giờ tôi đặt vấn đề ông phải gom sao cho đủ một tấn rồi ông sẽ liên hệ ông gửi cho tôi. Nó cực vậy đó, bây giờ mở muốn mua cái lá trà trên đó rất là cực. Nhưng mà thật sự nó rất là sạch, trà sứ vàng sạch thiên nhiên lắm. Năm nay nó bị cái lệnh gì nó cấm về trễ. Cái đợt mà trà sứ vàng là nó cũng vừa cạn á. Chắc một tháng, hai tháng rồi mới có lại. Vậy là chúng tôi phải leo lên tới núi để kiếm bất kỳ thực phẩm nào đi tới nơi hết.
Và lúc leo lên núi nhìn xuống thấy cái đồng bằng đẹp quá. Tôi nói thầm trong bụng, tôi nói chắc chắn là tôi phải quay lại đây để tôi trồng lúa cái đã. Đồng bằng đẹp quá tôi không có nhịn được. Chuyện nó ấp ủ cũng được mấy năm, kiếm được phân sinh học quay ngược ra liền. Thì cuối cùng liên hệ được sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp của huyện đưa xuống tới xã, xong rồi thì họ dẫn vô trong đó để trồng. Thì nó sạch, mình đã tự biết nếu mà cái nước từ thượng nguồn chảy về thì nó không bị ô nhiễm bất kỳ cái gì. Họ dẫn vô cánh đồng đó họ trồng, kèm theo phân sinh học của mình thì thôi không còn cái gì có thể so sánh được. Cho nên khi mà chúng tôi đưa đi phân chất thì họ nói là ngay cả cái hữu cơ trong miền Nam của mình trồng mương tôm gì cũng không thể so sánh được với cái gạo sáng gù đó, sạch lắm. Mà quý vị biết từ khi trồng, kể từ tiền phân, tiền thuốc, tiền vận trả tải, và tôi cho phân không nông dân nè, phân là cho không, không lấy tiền, đi chạy ra chạy vô để hướng dẫn quy trình trồng, xong rồi mua lại với họ cao hơn giá thị trường 2.000 đồng một ký. Tại đó nhiều khi mình làm tới hết vụ rồi, mấy cái thương lái nó chơi kỳ lắm, nó đợi là gần chín bắt đầu nó vô nó nổ, nông dân tăng giá. Ví dụ gạo ngay tại đó 12.000, cái nó mua 16.000 thì buộc tôi phải mua 18.000, tức là bắt buộc phải mua cao hơn thương lái 2.000 đồng một ký thì người ta mới bán. Hồi đầu thì cam kết là mua ngang giá thị trường, bị thương lái nó thổi thì bắt buộc mình phải bị trội theo. Tiền vận chuyển về tới trong Nam một ký tương đương với mấy 2.000, 2.500 gì nữa đó. Thì tính ra một ký lúa mà về tới trong này là cũng hai mấy 30.000 rồi. Cho nên cái giá rạo tháng cụ không cách nào hạ xuống thêm nữa được. Nên phải bán giá đó thôi. Thật ra là hiện tại là đang có cái gì đó có giảm giá mùa hè mười mấy ngàn ký đó. Còn không biết lần ký gạo tới mấy chục ngàn đó không biết. Thì quý vị nên ăn tại vì á, nếu mà nói về dinh dưỡng thì giữa cái gạo trồng phân hóa học và trồng phân sinh học thì quý vị nghe rồi đúng không? Trong cái phân sinh học này nó khác với cái phân hóa học ở chỗ nào? Phân hóa học nó vẫn có bo, có gì đó, NPK. Thì phân sinh học hữu cơ cũng có NPK. Nhưng mà trong này nó có bo, nó có sắt, nó có kẽm, nó có đồng, có magie, có mangan. Tức là cái kháng thể của cây. Cho nên khi mà mình bón cái đó thì thứ nhất là cây nó đủ kháng thể, thứ hai là cây đủ dinh dưỡng. Và khi cái cây đủ dinh dưỡng thì nó ra sản phẩm đủ dinh dưỡng. Ví dụ như một ký, bây giờ chúng ta thử lấy cái cũng là rạo sáng cù nhưng mà trồng phân sáng hóa học, thì chúng ta sẽ lấy 100 gram ra đi phân về calorie. Thì gạo trồng bằng phân hóa học có thể là 100, nhưng mà gạo trồng bằng phân sinh học của mình có khả năng là 200-300. Tức là nó về dinh dưỡng, về calorie, về sinh tố, khoáng tố nó sẽ bổ, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chúng ta ăn ít thôi cũng đủ rồi. Từ hồi có gạo sáng cù tới giờ phút này là tôi ăn một ngày đúng một chén bữa trưa, ngoài ra là không ăn gì nữa. Nhưng mà hoạt động vẫn tốt bình thường. Thấy tôi không có đánh đổi đó, vì tệ lắm đúng không? Thấy cũng được. Ngày có một chén. Ngày có một chén lâu lắm rồi đó, cả năm nay rồi. Cứ ngày ăn chén rồi bữa trưa vậy thôi, không ăn cháo buổi sáng, không ăn gì hết. Sáng là tuyệt đối uống nước lạnh cho tới trưa rồi. Có khi đi làm công việc tới về tới chùa 1-2 giờ vẫn về chùa ăn chén cơm chứ còn không ăn dọc đường. Thì buổi chiều có quá là thêm ly sữa nữa là thôi có một ngày, không ăn thêm. Nhưng mà tôi cảm giác là nó tốt hơn. Trước đây tôi có ăn cái gạo hữu cơ. Gạo hữu cơ được trồng ở miền Tây cũng tương đối tốt. Nói chung là cái họ cũng trồng phân sinh học Mỹ nhưng mà tôi ăn tôi cảm giác là không bằng gạo sáng cù. Thì ở đây chúng tôi trực tiếp đi trồng, mà trước ba loại là jasmine bây giờ nó hết rồi, bây giờ còn hai loại là sáng cù và nàng hoa trồng bằng phân sinh học hữu cơ. Và tôi chọn cái vùng đó là cái vùng một năm nó ngập mặn một lần ở Gò Công Đông á, và nó để lại một dư lượng muối, thành ra cũng ít có cái sâu rầy, và gần biển cho nên nước nó cũng đương đối, không có đánh đổi nào. Thì hai cái loại đó là hai loại mà tự tôi đi trồng á. Và được đưa đi phân chất thì trong 13 loại độc chất mà thế giới quy định nó đạt chuẩn hết. Không phải đạt chuẩn bình thường đâu. Ví dụ như arsen đi trong cái chuẩn của Việt Nam là 0,5, nhưng mà nó là 0,0002. Mình là 0,5%, người ta tới
2/10.000, tức là nhiễm không có. Cho nên những cái gạo mà chúng tôi được bán ở đây là tương đối, phải nói là nếu như mà có cái cách để mà xin được gạo hữu cơ thì chắc chắn mình sẽ được, là tại vì mình đã đạt nhiều cái chuẩn là giống sạch, rồi phân sạch, rồi đất sạch, nước sạch nữa. Có một câu hỏi về đạo lý, trả lời ha. Thắc mắc về tự tánh mà sư phụ giảng, trong tự tánh không có năng có sở, chỉ có cái rõ biết trùm khắp. Vậy một người đã giác ngộ khi nghe âm thanh, thí dụ là tiếng dế kêu, nếu người đó chưa từng biết con dế là gì, người đó có liền rõ biết là tiếng con dế không? Nếu không biết mà phải dụng tâm để biết thì liền có mình biết, vậy thì lại có năng có sở, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này thì nghe hay á, nhưng mà khi nào rớt vô tự tánh sẽ biết. Tại vì á, cái rõ biết trùm khắp thì trong đó không có năng, không có sở, không có phải, không có trái, không có đúng, không có sai, không có thiện, không có ác. Nhưng mà nó thấu thoát về năng sở và thiện ác. Có nghĩa là cái rõ thông đó nó không phải là dùng cái tâm thức để biết. Cái tâm thức là được sanh ra từ cái rõ thông đó. Cái đó nó là mẹ của tâm thức, là cho nên nó còn rõ sâu hơn cái tâm thức phân biệt. Nhưng mà nó rõ khắp và nó rõ thấu, chứ không phải rõ mờ mờ. Mình đợi phân biệt mình mới biết. Đợi phân biệt biết là cái biết của tâm thức nó đã rớt xuống mấy cái tầng mờ ảo rồi. Rõ biết mà phân biệt trở thành ảo, ảo tưởng để biết. Nhưng mà rõ biết không có phân biệt, đó mới là rõ thấu. Thành ra nó rõ lắm, nó thấu tận tất cả những cái gì tinh tế nhỏ nhiệm nhất, chứ không phải là biết thô thiển như cái tâm thức của mình. Để sao mình á, tại vì mình còn ở trong cái tầng của tâm thức, mình thấy là không so sánh, không phân biệt, thì mình không có cái gì để biết. Nhưng người ta nói vượt ngoài cái tầng của tâm thức rồi, thì không so sánh, không phân biệt mới là tỏ thông vô ngại. Cho nên là chứ phải tới đó mới có thể cảm nhận được, còn hiểu thì gật đầu chơi cho vui, chứ còn không biết chuyện đó là gì đâu. Thế vậy chứ không biết, trước cái phút ngộ không biết cái chuyện này luôn, chứ đừng nói là hiểu như bây giờ. Cho nên đối với cái chân trời của tự tánh là sau khi mà chúng ta phá vỡ được cái sắc quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới cận kề với cái tỏ thông đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có khả năng rớt vào ở cái trạng thái là chúng ta không phân biệt mà rõ biết rồi, tức là diệt được tưởng ấm rồi á, thì cái biết không thông qua tưởng nữa. Biết không thông qua tưởng có nghĩa là không qua cái, không thông qua căn trần nữa. Diệt được tưởng ấm rồi là cái biết chúng ta bắt đầu không thông qua căn trần nữa. Thì lúc đó mình có thể thông cảm được cái việc là cái rõ biết không phân biệt mà thấu thoát hết tất cả mọi duyên cảnh. Chúng tôi dùng từ là thấu thoát. Nhưng mà không có cái chuyện mình biết và vật bị biết. Không có hai ở trong này. Thì cái này là mỗi cảnh giới tâm khác thường, chứ không phải là cái tâm thức bình thường. Cho nên chúng ta có thể dùng tâm thức mà chúng ta hiểu về chuyện đó là chúng ta sai. Hiểu không được, hiểu không đúng đâu. Khi lâm chung con mong được thầy khai thị, nhưng người bạn đồng tu nói rằng nếu vậy thì lúc lâm chung nếu thầy không đến khai thị cho thì chị cũng không đi được. Xin hỏi thầy như vậy có đúng không? Thật ra không cần tôi khai thị, quý thị cũng đi mất tiêu rồi. Nhưng mà có điều là được lời khai thị thì mình có thể thấy ra được nhiều điều hơn. Nếu mà lúc đó chúng ta vẫn còn đủ cái bình tĩnh để mà được nghe cái người thương mình nói chuyện cho mình nghe vài câu, thì mình sẽ ra đi nó sẽ tốt hơn. Thật ra cái sanh tử này, tại vì mình chưa có cái điều kiện mình nói nhiều. Cái phút lâm chung nó quan trọng lắm. Nó quyết định cái sinh tử cận kề sắp tới. Do đó mà chúng ta thấy có những cái trường hợp, có những bà mẹ chờ con không về, không nhắm mắt rồi đó. Cái tâm thức nó mong ngóng đó. Người bị vướng kẹt ở trong cái tình ái. Nếu như có lời khai thị về cái chuyện tình ái để người đó không bị vướng mắc, thì cái thức đó sau đó nó nhẹ lắm, nó tự do lắm. Rồi khai thị về cái chuyện ví dụ như mình bệnh liệt giường khi mình chết đi, ví dụ vậy,
thì mình được khai thị thì mình thấy là cái thân trung ấm của mình đang mang sau khi bỏ cái thân này á, thì nó không có phải là què quặt, nó không phải là bại sụi, mà nó được đi đứng tự do. Là liền khi đó họ đi đứng tự do, chứ nếu không cái thần thức đang rời cái thân bại sụi, cái họ ra họ cũng cà sụi nó không được tự do. Nhưng mà được khai thị họ sẽ nhận ra liền, nhận liền họ sẽ được tự do. Mà tất cả những người chết đều được tự do, tôi nói trừ trường hợp những người tạo cực ác thì mới không tự do thôi, chứ bình thường sẽ tự do. Do đó phải có người thứ nhất là họ hiểu được cái việc sinh tử. Chúng ta dùng cái từ là hiểu đi cho nó dễ thông cảm, chứ thực sự thì phải thấy rõ cái sinh tử của người đó, và phải phát khởi cái từ tâm để câu thông được với cái thần thức đó. Chứ không phải khai thị là lại nói ào ào mà không biết gì là không phải đâu. Không phải. Cái tâm của cái người khai thị phải đủ cái lực để vào cái tầng tâm thức của người kia mới nhận được. Chứ không nói chuyện người ta không nghe. Không nghĩa gì mà người kia nghe mình nói chuyện. Sau khi chết họ sẽ nghe cái khác, nghe kiểu khác. Chứ không phải nghe bằng lỗ tai như mình nói đây mình nghe. Do đó cái tâm lực của mình phải làm sao mà kết nối được với cái tâm thức của người chết mới được gọi là khai thị. Trước khi chết cũng như sau khi chết, lúc mà để trong quan tài gì đó, trước khi chôn gì đó thì nói chuyện, là lúc đó cái thần thức của họ sẽ nhận được cái sóng tâm của mình phát ra để họ nhận biết cái gì. Chứ còn không phải nói trên lời nói mà họ biết được đâu. Nhưng mà trước cái đám đang đông thì mình cũng nói khai thị cho vong linh theo cái kiểu người ta nghe, là mình nói chuyện ở đây để cho mấy người sống nghe. Chứ còn người chết là phải nói kiểu khác à. Thì có cái cách khác để ta nói cho thần thức nó nghe, nhưng mà cái ngôn ngữ bên ngoài là người ta nghe là ông thầy nói chuyện. Thì để cho mấy người sống cũng ý thức, mấy người mà già già có nghe đó cũng ý thức, để chúng ta bỏ chuyện không có lành, để mình có thể lúc lâm chung mình sáng suốt hơn chút. Lâm chung mà được sự khai thị thì tuyệt vời. Thì cái chuyện đó là cái duyên, chứ còn chưa dám hứa là tôi sẽ được khai thị với ai. Con năm nay 75 tuổi, là người dân tộc thiểu số, người Nùng. Con đi bộ đội xa nhà 55 năm, hiện giờ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê con còn một đứa con trai đầu lòng. Nếu khi con lâm chung, gia đình con báo tin thì ở quê con trai con sẽ giết trâu bò và mời thầy Mo về cúng tế. Vậy con có nên báo cho con trai con biết hay không? Xin thưa thầy Từ Bi chỉ dạy. Giờ đầu tiên là điện nói nó tao chết, nếu mày giết trâu giết bò là tao không có nhận mày làm con. Đúng không? Mình dọa nó trước. Chỉ có vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà mình chết mà muốn cho con hay thì kỳ lắm. Cha con mà chết phải cho hay, nhưng mà dọa nó trước. Bây giờ điện tính về nó, tao bây giờ là cái mong muốn cuối đời của tao là khi tao chết là mày không được quyền mời thầy Mo giết trâu giết bò. Nếu mà mày làm như vậy là tao từ mày. Do nó vậy bắt buộc mày phải hứa với tao là tao chết mày không được giật trâu giật bò cúng. Phải nói nó trước thôi, chứ còn chết mà không báo cho con kỳ lắm. Do nó trước đi, nó sợ. Nó sợ nó không giết trâu. Kính thưa thầy, tại sao nước tương của thầy có hương vị không giống nước tương thực dưỡng khác? Nước tương thực dưỡng khác nghe mùi tương trao hay rất quen thuộc là tại sao? Thứ hai là cho chúng con được biết tất cả những công dụng nước tương tamari của thầy. Mấy cái này nói cái nó hết thời gian luôn á. Đầu tiên chúng ta nói tới cái men để làm nước tương nó rất là khác. Nước tương ngon hoặc nước tương dở là do men. Giống như quý vị đã từng làm cơm rượu đúng không? Cái men ngon thì cơm rượu nó sẽ ngon, kèm theo cái kỹ thuật làm của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái men. Cái men đó chúng tôi được cái duyên là nhờ một người lấy được cái men của Nhật. Và men của Nhật thì khí hậu nó khác của mình, cho nên về đây chúng tôi lại phối với cái men mà chúng tôi đã có, men Việt Nam lâu đời ở đây. Và tôi phối hai cái men này lại thành một cái loại men nó hơi lai căng chút, nhưng mà nó phù hợp với môi trường của Việt Nam. Và có một cái phòng meo rất là kỹ. Quý vị vô chùa đi, chứ còn nếu tôi không chỉ cái phòng meo đâu, chắc chắn quý vị không biết, nó có trong khuôn viên chùa Long Hương. Phòng meo nó gần như là bí mật. Tại vì ông ấy bị phá một cái meo tạp, một cái là hư chuyện hết. Rồi á, là muối.
Thì như muối ở đây lấy Bà Rịa Vũng Tàu rất là rẻ, 500-300 đồng một ký à. Tôi phải mua muối từ Bạc Liêu tới về tới đây gần 4-5 ngàn ký, có nghĩa là muối gấp 5, gấp 7 lần cái muối ở đây. Tức là lựa muối đặc biệt xuất khẩu đàng hoàng để mua. Muối thì mắc rồi, rồi quá trình xử lý nước muối của tôi nó cũng khác người ta. Tức là tôi xử lý nước muối rất là kỹ, được lọc đi lọc lại tới 4-5 lần. Và một bí mật nữa là nước muối đem phơi nắng trước 6 tháng sau khi vô độ. Là không ai làm cái này rồi đúng không? Chúng tôi mất nước muối không là đã 6 tháng. Và trong quá trình ủ meo thì từ ống nghiệm mà đi ra cái dĩa cơm á là mất khoảng 10 ngày. Nhưng mà tới ngày thứ tư có thể bưng hết cơm đi đổ là vì cấy nó bị tạp meo. Tạp meo đổ cơm thì đơn giản rồi, không có hao tốn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cấy ra cơm rồi, cấy ra cơm rồi mà thành công, meo thuần chủng đẹp, bắt đầu cấy ra đậu. Cấy ra đậu mỗi ngày ở đây làm 3 tạ đậu. Và ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đem đậu ra cái nó râu dài, râu đen thì nha. Bưng đi đổ hết 3 tạ. Mà một năm, một mùa tôi làm, nếu mà nó hư 10 lần là 3 tấn, hư 20 lần là 6 tấn. Đem đổ dưới để làm phân trồng rau. Thì như vậy là ý muốn nói về kể từ khi meo từ trong ống nghiệm ra tới cơm, ra tới đậu đều phải đạt chuẩn. Tức là khi mà meo nó lên đều, quý vị thấy nó y như cái măng tre đó. Nó không có dài hơn, nó nhỏ ngắn rất là đều. Và cái màu nó thì đúng là cái màu xanh của lá mạ non á. Màu xanh rất là đẹp, mình nhìn thấy thương lắm. Quý vị mà làm nước tương là mỗi lần chúng ta nhìn thấy thương lắm. Nhìn thấy meo nó rất là đẹp, cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Thì quá trình chuyển biến sinh học bắt đầu xảy ra trong mấy ngày này. Thì khi mà đậu thành công rồi mới bắt đầu vào lưu nước muối. Vào lưu nước muối ngày quậy sáng lần, trương lần, chiều lần, đúng năm sau tách nước ra. Tách nước ra vừa lọc vừa lắng là 6 tháng nữa thì mới bắt đầu đưa vào bồn để phơi. Là coi như 6 tháng nước muối, 1 năm ủ đậu và 6 tháng lau lọc là hết 2 năm. 2 năm đó bắt đầu đưa vô bồn 5.000 lít. Cái bồn mà quý vị thấy cái bồn inox á, thì nó ở trên tôi để một cái lớp kiến để tránh bụi bặm. Nhưng mà thực sự kiến là cái kiến hội tụ cho nên nắng gấp 3 lần, cái nhiệt nó gấp 3 lần bình thường, để nó mau cô đặc. Mau cô đặc có nghĩa là 3 năm nữa là cộng lại là thành nước tương, rời khỏi chùa Long Hương là đúng 5 năm chứ không phải 3 năm đâu. Cho nên cái mùi mà thơm của nước tương này á, là mùi thơm tự nhiên. Quý vị thấy nãy giờ nói nó chỉ là đậu với muối thôi, rồi ra cái mùi thơm xì dầu á, nó rất là thanh khiết và rất là tự nhiên. Và nếu như nước tương mà quý vị có thể mua hết tất cả cái điểm bán dưỡng sinh cỡ tại Việt Nam, đem lại để một chai nước tương ra xé nhãn đi, tôi có thể lấy ra được chai nước tương của chùa Long Hương. Vì cái mùi của nó đặc trưng lắm, không có ai có thể so sánh được cái mùi này. Tôi dám chắc là hết Việt Nam không có cái nước tương nào có thể so sánh được. Cái thứ hai nữa là nước tương mà của các nơi làm. Thì chúng tôi biết là cũng có một số chùa làm, bây giờ họ cũng có làm, họ cũng vẫn giữ meo, dùng meo của họ mấy chục năm, cho nên là nó đã ép mười mấy và thậm chí là họ hư rồi họ tái lại. Cho nên đó, thứ nhất là cái độ ngọt, cái độ đạm nó không có, độ đạm không có cao hơn so với nước tương đang có. Chúng tôi đã đem đi thử nghiệm ở trung tâm SRS rồi, thì 100ml của nó cho tới khoảng 400kg calorie hay gì, có cái bảng ở dưới á. Thì lúc chúng tôi thử, đi trung tâm SRS thử, thì chúng tôi là lấy nước tương nguyên chất của mình. Chúng tôi pha 4 xị, tức là 1 xị nước tương cốt, pha thêm 4 xị nước sôi vào. Tại vì cái quy chuẩn mà độ mặn của quốc tế nó phải dưới 14, mà mình làm mặn cho tới 20 mấy lận, cho nên phải dồn nước sôi vô để cho nó bằng cái tiêu chuẩn quốc tế, để mình sau này có thể đi các nước châu Âu được. Vì vậy là nếu như 100ml của nó là 400 thì phải nhân 400 nữa, đúng không? Thì nó phải 1.000 mấy. Một loại nước chấm mà có hơn 1.600kcal là không có.
trong tất cả các loại nước chấm hiện đang có trên thị trường bây giờ. Tức là cái chai xị nước tương của mình đang bán là nó hơn 500 kg calorie. Thì bây giờ một mình một người một ngày ăn chỉ cần 2 muỗng cà phê của nó thôi là đã mấy chục kg calorie rồi. Đó là cái lượng quá thừa cho một người có thể ăn không cơm với nước tương và không cần thực phẩm khác. Thì như vậy là tuyệt đối không có bất kỳ một cái hương nào, hoặc có một cái hương liệu hóa chất nào đưa vào trong này. Mà quý vị biết là sau đúng 2 năm rồi mà chúng tôi bỏ vô cái bồn của inox phơi thêm 3 năm nữa, từ 5.000 lít cho tới 3 năm sau thì nó còn nhiều nhất là 1.000. Cho nên nói thật, nếu một lít nước tương bán không từ chùa Long Hương đưa tới tay quý vị khoảng 380.000, chúng tôi tính rồi vẫn bị lỗ vốn. Lỗ chắc luôn. Theo dõi chúng tôi sẽ ngày nào cũng có khoảng 10 anh thanh niên quậy nước tương, lọc nước tương ở trong cái khu làm á. Và tuyệt đối khu này không có người nữ rối vào. Nước tương phải người nam làm tuyệt đối. Tại vì cái lúc lên mail nó có thể dễ bị hư. Thì nước tương các chùa cũng có làm. Và tại sao tôi phải đổ cái nước tương nó mốc tạp? Vì mốc tạp nó sẽ gây dị ứng ngứa, bị viêm mũi, viêm gan B, C, thậm chí sơ gan, cho tới ung thư gan do nước tương. Cho nên tất cả những người ăn chay mà đã bị ngứa, đã bị viêm mũi, đã bị sơ gan, bị viêm gan B, C hoặc là ung thư gan là do quý vị đã ăn nước tương tạp meo. Kinh khủng đến mức độ này. Chưa nói là nó làm bằng cái khác, tôi chưa đụng tới cái chuyện nước tương không phải là đậu. Tôi đang nói, mới đang nói tới nước tương đã làm bằng đậu của tất cả các nơi. Thì quý vị thử bữa nào, nếu mà có một cái điều kiện rõ rảnh, quý vị cứ đem nước tương khác lại tôi nếm, tôi sẽ nói từng loại nước tương cho quý vị nghe nó bị cái gì. Và cái mùi nó, quý vị không bao giờ giấu được cái mùi mốc tạp và cái mùi thuần chủng. Ví dụ như có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được rồi để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi quý vị có để 30 năm sau ăn, nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng ta đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được, càng lâu nó càng ngon. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì, và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn, họ đậy lên, xong họ đậy bao bố lên, 3 ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng như meo, chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Thì như vậy bắt đầu tạp meo, có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận. Trong đó có, nếu như mà dính meo ung thư thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Do đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối với nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Và họ đã bị tạp meo. Nếu mà quý vị hiểu được cái điều này rồi, tôi đố quý vị dám ăn giọt nước tương đó. Tôi ra đường, xin thưa là đi từ nước Việt Nam, đi tới Mỹ, đi tới châu Âu, đi tới châu Úc, tôi đều mang cái chai nước tương tôi theo. Chưa bao giờ trong người tôi không có chai nước tương. Đó là cái mà tôi để chống chế tất cả những cái chuyện mà không hay xảy ra với mình trên bước đường đi. Cho nên ai có thì làm ơn lận một chai nhỏ nhỏ trong túi giùm. Trong tất cả các trường hợp xảy ra chúng ta cảm thấy trong người mình khó chịu, nên uống liền 2 muỗng cà phê nước tương. Không nói chuyện gì khác, cứ lật đật kiếm chai nước tương uống là được. Bật mấy cái lại chuyện kia rồi tôi đi về sát với tôi. Bữa đi ra Hà Nội đó là trên đường đi cũng có ăn một bữa ăn, mà tại vì cái cũng tiếp một người khách tương đối quan trọng rồi, đó là phải ăn thức ăn nó không phải theo ý muốn của mình, mà nước tương thì bỏ trong vali không kịp ghế la lấy ra, thì tôi bị đau nú răng. Răng rú răng một ngày, thứ nhất răng ít,
Và bây giờ là bắt đầu vào đại lễ, là đồ ăn ở trong đại lễ thì mình không có dám chê, nhưng mà thực sự khó ăn lắm. Khó ăn theo kiểu dưỡng sinh thôi, ăn ngon theo kiểu đồ ăn chay, nhưng mà đối với dưỡng sinh là khó ăn. Dầu trời ơi, nói thấy dầu thôi là thấy sợ, chưa nói cái khác. Niêm gì rỗng thì mình chưa biết. Thật ra là ăn thêm mỗi ngày sau trong cái lễ nữa là bắt đầu nấu răng thiếu điều kêu trời rồi. Tới chiều hôm đó tôi không còn chịu nổi nữa. Thì nó mới nhớ ra, thật sự nó đánh tôi đau lắm, tôi mới nhớ ra cái chiêu của mình, chứ còn thôi mình cũng quên mất đi. Đêm đó là ngậm đúng một muỗng nước tương tamari. Ngậm nước rồi nó dột môi rồi hết, nhưng mà ngậm vô là nó thấy mọi chuyện khác rồi. 5 phút sau là bắt đầu giảm đau và nó xẹp sưng hết, sưng liền. Và quý vị biết là phải ngậm cả tiếng đồng hồ mới nuốt, tại nó mặn quá. Mà nuốt liền khó nuốt lắm. Quý vị để ý khi mà ngậm nước tương phải nuốt nha, đây là kinh nghiệm. Đương nhiên là ngậm nhiều nó sẽ đầy miệng, thì chúng ta buộc phải nuốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng nuốt rất là ít, nuốt để nó giảm cái tràn miệng ra. Vì chúng ta ngửa để cho nó xuống một chút, rồi chúng ta ực nhẹ, rất là nhẹ, từng chút vậy, để giữ làm sao mình ngậm cho tới khi lạc mới nuốt luôn á. Thì đau răng cỡ nào một lần ngậm nước tương quý vị thấy tuyệt vời, và người thì chúng ta sẽ khỏe lại liền. Và đêm đó ngủ rất là sâu, thì chưa có kinh nghiệm là có phải mất ngủ ngậm nước tương hay không thì không biết, nhưng mà cái đêm mà ngậm nước tương thì ngủ sâu lắm. Mười mốt ai mất ngủ ngậm nước tương thử rồi nha, cái này là chưa kinh nghiệm, nhưng mà lần đầu tiên ngậm thì ngủ rất là sâu. Ngậm lần hết là tôi không ngậm lần thứ hai, là ra không có kinh nghiệm có ngủ sâu hơn đêm sau không thì chưa biết. Còn tất cả các dạng độc, ví dụ như thú độc cắn, thì chuyện đầu tiên là lỡ nha, tôi nói là cái loại nào mà độc quá như là rắn độc rồi, thì chúng ta ví dụ cắn ngoài chúng ta sẽ cột ở trong liền, cột xiết ở trong để cho nó đừng có mạo độc, nó lâu chạy về tim. Thì nếu như lúc đó mà kiếm được hột gà liền, có hột gà liền thì khoái hột gà, còn không có bắt buộc phải uống nước tương liền. Đầu tiên là lấy nước tương nhúng bông gòn đắp lên cái chỗ thú cắn cái đó, và uống cho tôi uống đậm luôn, 2 muỗng canh luôn á. Tại vì nguyên lý âm dương thôi, độc nó âm, nó có thể làm ngưng tim ngay tại chỗ, nhưng mà mình đưa cái dương này lên là mày không có khả năng làm cái gì được hết á. Cho nên là cấp cứu bị tất cả các loại thú độc cắn. Thì sau đó nếu mà mình kiếm được hột gà, mà hột gà có trống á, thì bây giờ sẽ thấy lòng đỏ của hột gà là dầm nửa cái trứng gà, nước tương là đánh đều, uống cái nữa là coi như xong cái việc độc của thú độc cắn. Chiều một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta phải sắn dây để trên lõn rồi đổ muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á, thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao? Uống nước tương tamari với lại trà ba năm, nhanh hơn vô nước biển, tại vì nó dương quá. Và chính uống nước tương tamari này nó sẽ không bị mất cái lực, cái nội dương của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể cơ thể tiết cho chúng ta khoảng 1000 kg calorie để hoạt động, nhưng mình làm nó hết rồi. Và thường là người ta bị yếu, ta thấy giống như hết calorie cái họ uống đường. Uống đường cái họ hoạt động là được, họ cho là đường hay, hay thì có hay đó, nhưng mà đã sao? Âm vô thì nó sẽ hấp thu cái nội dương của mình. Cho tới một ngày mà mình mệt mà uống nước đường không còn khỏe nữa là cạn kiệt cái nội dương của chúng ta, là kể như thua luôn. Cho nên mệt cứ uống trà tương là sẽ có tác dụng rất là tốt. Còn đi đâu mà quý vị có nước tương này thì không bao giờ sợ bị ngộ độc thực phẩm. Và bản thân chúng tôi cũng đã thử rồi, những điều tôi nói đều là kinh nghiệm xương máu. Lúc đó ở đây quý Phật tử biết tôi thích ăn cái đọt bí, đọt bí rợ. Thì thấy ngoài chợ cứ mua về, ngon quá, làm cho sư phụ ăn. Nhưng mà cái người nấu bếp, có cái cô Phật tử nấu bếp, cổ niêm bị đắng là cổ biết rồi. Tại có ăn dưỡng sinh biết mà. Tức là cái đắng của thuốc á, đắng của thuốc độc, tức là họ mới xịt
chưa có giải ra. Mà tôi bữa đó tôi thấy rõ ràng là mua đồ quý về mà trưa dọn lên không có đồ quý, tôi đâu có chịu, tôi xuống bếp tôi lục. Mấy người cản nó đổ đi, không đổ, giấu tủ tôi lục dính lấy lên chạy theo thầy, thầy thầy đừng ăn cái này, thầy ăn cái này là con không có chịu trách nhiệm, là lỡ có gì xảy ra con chịu trách nhiệm. Tôi nó không yên tâm đi mà đứng nói hoài, tôi đuổi ra tôi đóng cửa tại vì tôi cũng muốn thử coi nó chết hay sống chứ. Tại vì mình đang làm nước tương, cái bắt đầu ăn ăn thì họ ở ngoài cũng có một số Phật tử ở ngoài cửa ngồi chờ coi, tôi nói chừng nào mà nghe tôi đập cửa xô cửa vô, còn không thì ngồi yên ngoài tôi cũng cho vô. Nhưng mà ăn xong lại rất là khỏe, tức là một chút âm ở trong dương thì dương lại càng dương. Cho nên nếu như mà cái loại mà nó có đồ âm mà có âm độc mà mình chấm trong nước tương thì đồ nó là bổ hơn là đồ bình thường. Nhưng mà nước tương phải đậm rồi nha, mình phải cân làm sao nước tương nó phải lấn thằng kia, chứ nước tương mà thua là mình bị trúng độc. Cho nên bây giờ đi đâu thì đó, từ cái kinh nghiệm đó mà đi đâu tôi phải mang nước tương theo. Trường hợp mình đi xa đồ dưỡng sinh là chắc chắn không có như ý mình rồi, thì khôn hồn mà ăn đồ luộc dùng. Tại họ luộc vớt ra rồi cũng bớt một chút độc rồi, mình chấm nước tương là cỡ như quá tán hết. Còn liệu không xong thì ăn nước tương không với cơm đi. Độc ở trong mà thuốc hóa học, thuốc trừ sâu của cơm gạo không có để đến đổi chết liền. Tại vì ít lắm nó cũng đã cách ly được vài tuần. Còn rau củ khi họ xịt đêm đó sáng họ ngắt bán à. Đấy, kinh khủng lắm. Cho nên là cái thực phẩm sạch, nếu như bây giờ không có thực phẩm sạch mà mình có nước tương thì thôi đỡ tội, chịu khó chấm nước tương cốt của Quy Nguyên ăn đi là coi như là chúng ta thoát. Cho nên là lúc nào trên đường đi, dù là xa dù là gần, quý vị chịu khó lận một chai nước tương theo giùm. Đây là nói một câu rất là nghiêm túc. Chính bản thân tôi bây giờ không có đi đâu không có nước tương trong người, kiểu gì tôi cũng phải có ít lắm là một xị nước tương. Chưa bao giờ chúng tôi đi xa, từ trong nước cho tới nước ngoài, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đều có nước tương hết đó. Bây giờ cũng may mắn là các nước có rồi, cho nên đi giảng các nơi có khi tôi hỏi thẳng bên đó là có nước tương của tôi không, có thì tôi khỏi bắt công an, không có là tôi đều mang đi hết đó. Lúc nào hồi trước thì mang theo một kháng dây lùm xùm quá, bây giờ bỏ sáng dây qua một bên, là một là mang nước tương nè, hai là có chút có chanh muối trà. Thì sau này chúng tôi làm trà, có một thời tôi làm trà túi lọc, mai mốt sẽ làm trà túi lọc lại, thì mang trà túi lọc theo là tuyệt vời rồi. Thì đi xa 5 ngày 7 ngày có nhiêu đó đủ sống rồi, không có sợ bị trúng độc dọc đường. Thật ra nước tương nó, nếu nói về âm dương thì nó nguyên dương, phải nói nó là cực dương sau nhiều năm. Quý vị thấy là tôi đã 5 năm, tức là đã trải qua là xuân hạ thu đông tới 5 đợt. Có nghĩa là một năm đầu tiên nó đã quân bình rồi, năm thứ hai lại càng dương hơn, năm thứ ba dương hơn, năm thứ tư dương hơn. Với thời gian và không gian, tất cả những cái gì cực âm nó sẽ biến thành cực dương. Cho nên đậu nành là âm, làm với muối, ủ được muối một năm là nó đã quân bình rồi, nhưng bắt đầu để càng lâu thì nó càng dương. Và dương thì quá giải được tất cả những âm, mà âm có nghĩa là độc, kể cả các cái độc trong thực phẩm mà người ta cấm thì đều có thể giải quyết được. Đó là cái mà chúng ta biết là nước tương. Thật ra là chúng ta nên có cái này trong tất cả các bữa ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Nó dùng trong ví dụ như quý vị mà sử dụng bột sắn dây cho các trường hợp giải độc mà không có nước tương thì không phát huy tác dụng nhé. Cho nên là uống bột sắn dây là luôn luôn có nước tương tamari. Niêm nấu đồ ăn kho quý vị thử bữa nào đây là một cái kinh nghiệm riêng của nấu dưỡng sinh. Quý vị kho đồ ăn á, thường là sử dụng cho kho hoặc là thậm chí cả nấu canh đi nữa, cuối cùng quý vị mới bỏ nước tương này vô, nó sẽ có cái vị ngon lắm. Kho trước khi mà bỏ xuống á, thì quý vị bỏ một chút nước tương trộn vào, thậm chí là ví dụ như canh chúng ta đã niêm rồi cái gì, lỡ mà người ta đem canh ra cho mình ăn thì mình có thể niêm thêm một chút nước tương tamari. Thay vì hồi nãy niêm tét ca thì chúng ta có thể bỏ vô một chút tương tamari nữa thì cái vị nó ngon lắm.
Khi mà chúng ta quen với cái vị này rồi thì nó có thể xử lý cho tất cả các việc nêm nấu đồ ăn của mình. Này bị phát hiện mới bắt đầu bán rau mầm nguyên rễ. Không phải bắt đầu đâu mà tôi muốn cái này ghê lắm rồi. Tại vì rau mầm mà quý vị cắt ngang cái phần rễ là cái phần bổ, thiếu điều muốn bổ hơn ở trên. Mà lại như bị phải theo quy định là phải cắt mới đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên phải bị cắt ngang tôi tiếc lắm. Tôi nếu có thời gian rồi tôi đi xuống tôi lụm mấy cái rễ tôi luộc tôi ăn. Tại nó mới là bổ, bao nhiêu dinh dưỡng nó mới hút vô cái mình cắt bực ngang cái nó hết rồi. Thật ra thôi bây giờ kệ nó, bữa nay chùa Long Hương bắt đầu chịu cực là nhổ để nguyên rễ. Quý vị về kiếm cái gì đó, cái bằng chải hay gì quý vị bà vào bỏ trong dừa, bỏ vô thau nước mà vừa vào quào bằng bằng chải cái sợi nó dài dài á, thì nó sẽ hết bụi liền, nhanh lắm, dễ rửa. Tại cái chùa đông quá ăn lần mấy trăm người rửa cực, chứ còn năm ba người trong nhà thì rửa quá sướng rồi. Cho nên cái rau mầm mà còn nguyên rễ thì bổ hơn cắt ngang, bao nhiêu cái đạm nằm trong đó hết rồi. Mà bữa nay thì mình mới bắt đầu cho bén. Tôi chưa giờ ở tại chùa này, mấy thầy thị giả thì biết rồi đó. Sáng đông phải thông báo cho nhà rau mầm là nhổ rau cho thầy chứ không cho cắt tôi đâu ăn đâu. Ở đây mà cắt rau mầm đem lên tôi trả về tôi không ăn, có luộc chín đi nữa tôi cũng để chơi cho mấy thầy ăn. Từ xưa tới giờ là chưa bao giờ ăn rau mầm không có rễ. Nhưng mà tại vì bán ở ngoài nhà nước quy định vậy phải cắt. Chứ theo tôi là tại vì cái giá thể mình quá tin tưởng, mình làm sạch rồi. Và trồng đợt đầu thì tôi xử lý cái sơ dừa ngâm rồi ngâm vôi càng long này nọ kia, để cho tới giờ phút này 5-6 tháng cái giá thể hửi nó vẫn có mùi tôm thơm chứ không có mùi hôi mùi gì hết. Tức là nó bản thân đã sạch như vậy. Và khi trồng xong đợt nhất mà cắt rễ ra, cắt rồi để bán thì còn cái phần rễ đó đó. Thì chúng tôi đưa vô máy xay xong đưa vô lò hấp thêm một trận nữa. Và hấp triệt tùng trước khi trồng đợt 2. Thành ra giá thể trồng đợt 2 đã được triệt tùng bằng nồi hấp. Thì nó quá sạch rồi, không có gì dơ. Tôi nói là nhổ vũ vũ bỏ vào miệng ăn liền, tôi dám ký giấy không ai bị nhiễm độc. Tại thấy đen đen ớn vậy chứ còn nó sạch lắm. Là cái giá thể sạch tuyệt đối mà. À, có một câu hỏi là tại sao mà ăn gạo lứt thì nhanh no hơn gạo trắng. Quý vị ăn có cảm giác đó không? Có. Ăn cảm giác nhanh no hơn là đúng chứ không sai, và nó no lâu hơn là đúng luôn nữa. Thì nó còn nguyên cái lớp cám á. Và cái dinh dưỡng cũng như cái năng lượng nó gần như được bảo toàn. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó đủ nhanh hơn là ăn gạo trắng. Ăn gạo trắng nó thiếu dinh dưỡng, gạo trắng nó không có đủ dinh dưỡng. Cho nên mình ăn chén mình cảm thấy nó cảm giác nó loãng loãng, mặc dù nó đầy bụng nhưng mình nó còn cảm giác thiếu thiếu gì á. Nhưng mà ăn gạo lứt khi chúng ta nhai kỹ nó đủ năng lượng, chúng ta có cảm giác là mình sẽ dễ no hơn và no dai hơn. Tại vì năng lượng nó đã được bảo toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Để hỏi cái chương trình giảm gái gạo không? Tôi như mới có thông báo giảm giá gạo mùa hè hết mười mấy ngàn ký rồi đó. Quý vị biết từ đây ra tới Hà Nội nè, tôi trồng gạo Sén Cù á, ai đã từng ăn rồi sẽ biết. Đây tới Hà Nội đi lên tới Yên Bái đi sâu vô cái vùng Mường Lò. Thì lần đó là tại vì tất cả cái đồ bán dưỡng sinh tôi đều phải đi tới nơi để kiếm. Lần đó đi leo núi kiếm cái trà suối vàng. Suối được đặt trên là suối vàng, tức là người dân tộc Mường họ nói suối vàng tức là suối trời. Và trên núi đầy mấy cái núi trà mọc thiên nhiên, có nhiều cây cả ôm nữa, cao to. Thì lên đó để kiếm lá trà. Người dân tộc không có dễ gì mình mua được đâu. Chơi với người dân tộc cũng vui lắm, họ không tiếp đãi mình đàng hoàng. Tôi nhớ có một cái lần đi ra ngoài ăn đoàn cũng 5-6 người. Cái dọc đường là tôi thấy bán cái đồ biết là thiên nhiên mình mới mua, ví dụ như leo rồi dọc đường bí rồi dọc đường mua. Cái điểm đó tới tối lên tới cái chân núi đó thì cái gia đình nó có mấy đứa bé cũng thấy thương, ba cái dưa leo mua đem ra cho. Wow, cái thằng nó làm dữ lên, xém chút bị đuổi xuống núi rồi. Nó nói mày cho tao ăn, con tao ăn cái gì, cái loại này trồng có thuốc độc không?
tại nó không có ở dưới xóm này bán mà. Nói xóm là chưa biết là nhân tao không có cho mày, cho con tao ăn, làm quá trời luôn. Mày mà cho con tao ăn lần nữa rủi mày xuống núi. Nó làm dữ. Người dân tộc. Và biết rằng nó ăn rất là kỹ, đồ nó trồng tại nhà nó ăn, không ăn đồ ở hàng xóm luôn. Người dân tộc nó kỹ đến mức độ như vậy, không bao giờ nó bệnh. Thì mới đặt vấn đề mua lá trà của nó, hỏi mày cần mua bao nhiêu. Tao nói là khả năng mẹ ngày vẽ mới cần xé. Nó nói là tao vẽ đủ ăn thôi à. Nó mới cần á. Tao nói rồi vẽ cho tao, ngày mai vẽ nhiều đó mày gom ở nhà trưởng làng cho tao lấy. Xong rồi ngày hôm sau mình cũng gắng, mình nán nán lại, mày kêu nó mày vẽ cho tao thêm một ngàn vậy đó đi. Nói tao xài chưa hết tiền, mày ngồi đó mày chờ, chừng nào tao xài hết tiền tao vẽ cho mày đi. Thế là mình mua được có mấy bao. Không chịu nổi nữa, lần sau bắt đầu mò ra tính toán kỹ rồi. Thì phải nhờ cái ông dưới chân núi á. Bây giờ ông mới ngồi đó bây giờ, tôi nói là bây giờ tôi đặt vấn đề, ông phải gom sao cho đủ 1 tấn rồi, ông sẽ liên hệ, ông gửi về cho tôi. Nó cực vậy đó, bây giờ mỗi muốn mua cái lá trà trên đó rất là cực. Nhưng mà thật sự nó rất là sạch, trà sứ vàng sạch thiên nhiên lắm. Năm nay nó bị cái lệnh gì nó cấm về trễ. Cái đợt mà trà sứ vàng là nó cũng vừa cạn á. Chắc một tháng, hai tháng rồi mới có lại. Vì vậy là chúng tôi phải leo lên tới núi để kiếm bất kỳ thực phẩm nào đi tới nơi hết. Và lúc leo lên núi nhìn xuống thấy cái đồng bằng đẹp quá. Tôi nói thầm trong bụng, tôi nói chắc chắn là tôi phải quay lại đây để tôi trồng lúa cái đã. Đồng bằng đẹp quá tôi không có nhịn được. Chuyện nó ấp ủ cũng được mấy năm, kiếm được phân sinh học quay ngược ra liền. Thì cuối cùng liên hệ được sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp của huyện đưa xuống tới xã, xong rồi thì họ dẫn vô trong đó để trồng. Thì nó sạch, mình đã tự biết nếu mà cái nước từ thượng nguồn chảy về thì nó không bị ô nhiễm bất kỳ cái gì. Họ dẫn vô cánh đồng đó họ trồng kèm theo phân sinh học của mình thì thôi không còn cái gì có thể so sánh được. Cho nên khi mà chúng tôi đưa đi phân chất thì họ nói là ngay cả cái hữu cơ trong miền Nam của mình trồng mương tôm gì cũng không thể so sánh được với cái gạo sáng gù đó, sạch lắm. Mà quý vị biết từ khi trồng, kể từ tiền phân, tiền thuốc, tiền vận trà tải, và tôi cho phân không nông dân nè, phân là cho không, không lấy tiền, đi chạy ra chạy vô để hướng dẫn quy trình trồng, xong rồi mua lại với họ cao hơn giá thị trường 2.000 đồng một ký. Tại đó nhiều khi mình làm tới hết vụ rồi, mấy cái thương lái nó chơi kỳ lắm. Nó đợi là gần chín bắt đầu nó vô nó nổ, nông dân tăng giá. Ví dụ gạo ngay tại đó 12.000, cái đó mua 16.000 thì buộc tôi phải mua 18.000. Tức là bắt buộc phải mua cao hơn thương lái 2.000 đồng ký thì người ta mới bán. Hồi đầu thì cam kết là mua ngang giá thị trường, bị thương lái nó thổi thì bắt buộc mình phải bị trội theo. Tiền vận chuyển về nó trong Nam một ký tương đương với mấy 2.000, 2.500 gì nữa đó. Thì tính ra một ký lúa mà về tới trong này là cũng hai mấy 30.000 rồi. Cho nên cái giá gạo tháng cù không cách nào hạ xuống thêm nữa được. Rồi phải bán giá đó thôi. Đó ra là hiện tại là đang có cái gì đó, có giảm giá mùa hè 10 mấy ngàn ký đó. Còn không biết lần ký gạo tới mấy chục ngàn đó không biết. Thì quý vị nên ăn tại vì á, nếu mà nói về dinh dưỡng thì giữa cái gạo trồng phân hóa học và trồng phân sinh học thì quý vị nghe rồi đúng không? Trong cái phân sinh học này nó khác với cái phân hóa học ở chỗ nào? Phân hóa học nó vẫn có bo, có gì đó, NPK. Thì phân sinh học hữu cơ cũng có NPK. Nhưng mà trong này nó có bo, nó có sắt, nó có kẽm, nó có đồng, có magie, có mangan. Tức là cái kháng thể của cây. Cho nên khi mà mình bón cái đó thì thứ nhất là cây nó đủ kháng thể, thứ hai là cây đủ dinh dưỡng. Và khi cái cây đủ dinh dưỡng thì nó ra sản phẩm đủ dinh dưỡng. Ví dụ như một ký, bây giờ chúng ta thử lấy cái cũng là rạo sáng cù nhưng mà trồng phân hóa học, thì chúng ta sẽ lấy 100 gram ra đi phân về calorie. Thì gạo trồng bằng phân hóa học có thể là 100, nhưng mà gạo trồng bằng phân sinh học của mình có khả năng là 200-300. Tức là nó về dinh dưỡng, về calorie, về sinh tố, khoáng tố nó sẽ bổ, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chúng ta ăn ít thôi cũng đủ rồi. Từ hồi có gạo sáng cù tới giờ phút này là tôi ăn một ngày đúng một chén bữa trưa, ngoài ra là không ăn gì nữa.
nhưng mà hoạt động vẫn tốt bình thường. Thấy tôi không có đánh đổi đó, vì tệ lắm đúng không? Thấy cũng được. Ngày có ăn chén. Ngày có ăn chén lâu lắm rồi đó, cả năm nay rồi, cứ ngày ăn chén rồi bữa trưa vậy thôi à. Không ăn cháo buổi sáng, không ăn gì hết. Sáng là tuyệt đối uống nước lạnh cho tới trưa rồi. Có khi đi làm công việc tới về tới chùa 1-2 giờ vẫn về chùa ăn chén cơm chứ còn không ăn dọc đường. Thì buổi chiều có quá là thêm ly sữa nữa là thôi của một ngày, không ăn thêm. Nhưng mà tôi cảm giác là nó tốt hơn. Trước đây tôi có ăn cái gạo hữu cơ. Gạo hữu cơ được trồng ở miền Tây cũng tương đối tốt. Nói chung là cái họ cũng trồng phân sinh học Mỹ, nhưng mà tôi ăn tôi cảm giác là không bằng gạo sén cù. Thì ở đây chúng tôi trực tiếp đi trồng hồi trước ba loại là jasmine. Jasmine bây giờ nó hết rồi. Bây giờ còn hai loại là sén cù và nàng hoa trồng bằng phân sinh học hữu cơ. Và tôi chọn cái vùng đó là cái vùng một năm nó ngập mặn một lần, ở Gò Công Đông á. Và nó để lại một dư lượng muối, thành ra cũng ít có cái sâu rầy. Và gần biển cho nên nước nó cũng đương đối, không có đánh đổi nào. Thì hai cái loại đó là hai loại mà tự tôi đi trồng á. Và được đưa đi phân chất. Thì trong 13 loại độc chất mà thế giới quy định nó đạt chuẩn hết. Không phải đạt chuẩn bình thường đâu. Ví dụ như arsen đi trong cái chuẩn của Việt Nam là 0,5, nhưng mà nó là 0,0002. Mình là 0,5%, người ta tới 2/10.000, tức là nhiễm không có. Cho nên những cái gạo mà chúng tôi được bán ở đây là tương đối, phải nói là nếu như mà có cái cách để mà xin được gạo hữu cơ thì chắc chắn mình sẽ được, là tại vì mình đã đạt nhiều cái chuẩn là giống sạch, rồi phân sạch, rồi đất sạch, nước sạch nữa. Có một câu hỏi về đạo lý, trả lời ha. Thắc mắc về tự tánh mà sư phụ giảng, trong tự tánh không có năng có sở, chỉ có cái rõ biết trùm khắp. Vậy một người đã giác ngộ khi nghe âm thanh, thí dụ là tiếng dế kêu, nếu người đó chưa từng biết con dế là gì, người đó có liền rõ biết là tiếng con dế không? Nếu không biết mà phải dụng tâm để biết thì liền có mình biết, vậy thì lại có năng có sở, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này thì nghe hay á, nhưng mà khi nào rớt vô tự tánh sẽ biết. Tại vì á, cái rõ biết trùm khắp thì trong đó không có năng, không có sở, không có phải, không có trái, không có đúng, không có sai, không có thiện, không có ác. Nhưng mà nó thấu thoát về năng sở và thiện ác. Có nghĩa là cái rõ thông đó nó không phải là dùng cái tâm thức để biết. Cái tâm thức là được sanh ra từ cái rõ thông đó. Cái đó nó là mẹ của tâm thức, là cho nên nó còn rõ sâu hơn cái tâm thức phân biệt. Nhưng mà nó rõ khắp và nó rõ thấu chứ không phải rõ mờ mờ. Mình đợi phân biệt mình mới biết. Đợi phân biệt biết là cái biết của tâm thức nó đã rớt xuống mấy cái tầng mờ ảo rồi. Rõ biết mà phân biệt trở thành ảo, ảo tưởng để biết. Nhưng mà rõ biết không có phân biệt, đó mới là rõ thấu. Thành ra nó rõ lắm, nó thấu tận tất cả những cái gì tinh tế nhỏ nhiệm nhất, chứ không phải là biết thô thiển như cái tâm thức của mình. Để cho mình á, tại vì mình còn ở trong cái tầng của tâm thức, mình thấy là không so sánh, không phân biệt, thì mình không có cái gì để biết. Nhưng người ta nó vượt ngoài cái tầng của tâm thức rồi, thì không so sánh, không phân biệt mới là tỏ thông vô ngại. Cho nên là chúng phải tới đó mới có thể cảm nhận được. Còn hiểu thì gật đầu chơi cho vui, chứ còn không biết chuyện đó là gì đâu. Thế vậy chứ không biết, trước cái phút ngộ không biết cái chuyện này luôn, chứ đừng nói là hiểu như bây giờ. Cho nên đối với cái chân trời của tự tánh là sau khi mà chúng ta phá vỡ được cái sắc quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới cận kề với cái tỏ thông đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có khả năng rớt vào ở cái trạng thái là chúng ta không phân biệt mà rõ biết rồi, tức là diệt được tưởng ấm rồi á, thì cái biết không thông qua tưởng nữa. Biết không thông qua tưởng có nghĩa là không qua cái, không thông qua căn trần nữa. Vượt được tưởng ấm rồi là cái biết chúng ta bắt đầu không thông qua căn trần nữa. Thì lúc đó mình có thể thông cảm được cái việc là cái rõ biết không phân biệt mà thấu thoát hết tất cả mọi duyên cảnh. Chúng tôi dùng cái từ là thấu thoát, nhưng mà không có cái chuyện mình biết và vật bị biết. Không có hai ở trong này.
Thì cái này là một cái cảnh giới tâm khác thường chứ không phải là cái tâm thức bình thường. Cho nên chúng ta có thể dùng tâm thức mà chúng ta hiểu về chuyện đó là chúng ta sai. Hiểu không được, hiểu không đúng đâu. Khi lâm chung con mong được thầy khai thị. Nhưng người bạn đồng tu nói rằng nếu vậy thì lúc lâm chung nếu thầy không đến khai thị cho thì chị cũng không đi được. Xin hỏi thầy như vậy có đúng không? Thật ra không cần tôi khai thị, quý thị cũng đi mất tiêu rồi. Nhưng mà có điều là được lời khai thị thì mình có thể thấy ra được nhiều điều hơn. Nếu mà lúc đó chúng ta vẫn còn đủ cái bình tĩnh để mà được nghe cái người thương mình nói chuyện cho mình nghe vài câu thì mình sẽ ra đi nó sẽ tốt hơn. Thật ra cái sanh tử này, tại vì mình chưa có cái điều kiện mình nói nhiều. Cái phút lâm chung nó quan trọng lắm. Nó quyết định cái sinh tử cận kề sắp tới. Do đó mà chúng ta thấy có những cái trường hợp, có những bà mẹ chờ con không về, không nhắm mắt rồi đó. Cái tâm thức nó mong ngóng đó. Người bị vướng kẹt ở trong cái tình ái. Nếu như có lời khai thị về cái chuyện tình ái để người đó không bị vướng mắc thì cái thức đó sau đó nó nhẹ lắm, nó tự do lắm. Rồi khai thị về cái chuyện ví dụ như mình bệnh liệt giường thì mình chết đi, ví dụ vậy. Thì mình được khai thị thì mình thấy là cái thân trung ấm của mình đang mang sau khi bỏ cái thân này á, thì nó không có phải là què quặt, nó không phải là vại sụi, mà nó được đi đứng tự do. Là liền khi đó họ đi đứng tự do. Chứ nếu không cái thần thức đang rời cái thân bại sụi, họ ra họ cũng cà sụi. Nó không được tự do. Nhưng mà được khai thị họ sẽ nhận ra liền. Nhận liền họ sẽ được tự do. Mà tất cả những người chết đều được tự do. Tôi nói trừ trường hợp những người tạo cực ác thì mới không tự do thôi, chứ bình thường sẽ tự do. Do đó phải có người thứ nhất là họ hiểu được cái việc sinh tử. Chúng ta dùng từ là hiểu đi cho nó dễ thông cảm. Chứ thật sự thì phải thấy rõ cái sinh tử của người đó. Và phải phát khởi cái từ tâm để câu thông được với cái thần thức đó. Chứ không phải khai thị là lại nói ào ào mà không biết gì là không phải đâu. Không phải. Cái tâm của cái người khai thị phải đủ cái lực để vào cái tầng tâm thức của người kia mới nhận được. Chứ không nói chuyện ta không nghe. Không vỉa gì mà người kia nghe mình nói chuyện. Sau khi chết họ sẽ nghe cái khác, nghe kiểu khác. Chứ không phải nghe bằng lỗ tai như mình nói đây mình nghe. Do đó cái tâm lực của mình phải làm sao mà kết nối được với cái tâm thức của người chết mới được gọi là khai thị. Trước khi chết cũng như sau khi chết, lúc mà để trong quan tài gì đó, trước khi chôn gì đó thì nói chuyện là lúc đó cái thần thức của họ sẽ nhận được cái sóng tâm của mình phát ra để họ nhận biết cái gì. Chứ còn không phải nói trên lời nói mà họ biết được đâu. Nhưng mà trước cái đám đang đông thì mình cũng nói khai thị cho vong linh theo cái kiểu người ta nghe, là mình nói chuyện ở đây để cho mấy người sống nghe. Chứ còn người chết là phải nói kiểu khác à. Thì có cái cách khác để ta nói cho thần thức nó nghe, nhưng mà cái ngôn ngữ bên ngoài là người ta nghe là ông thầy nói chuyện. Thì để cho mấy người sống cũng ý thức, mấy người mà già già cũng nghe đó cũng ý thức, để chúng ta bỏ chuyện không có lành, để mình có thể lúc lâm chung mình sáng suốt hơn chút. Lâm chung mà được sự khai thị thì tuyệt vời. Thì cái chuyện đó là cái duyên, chứ còn chưa dám hứa là tôi sẽ được khai thị với ai. Con năm nay 75 tuổi, là người dân tộc thiểu số, người Nùng. Con đi bộ đội xa nhà 55 năm, hiện giờ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê con còn một đứa con trai đầu lòng. Nếu khi con lâm chung, gia đình con báo tin thì ở quê con trai con sẽ giết trâu bò và mời thầy Mo về cúng tế. Vậy con có nên báo cho con trai con biết hay không? Xin thưa thầy Từ Bi chỉ dạy. Giờ đầu tiên là điện nói nó tao chết, nếu mày giết trâu giết bò là tao không có nhận mày làm con. Đúng không? Mình dọa nó trước. Chỉ có vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà mình chết mà không cho con hay thì kỳ lắm. Cha con mà chết phải cho hay, nhưng mà dọa nó trước. Bây giờ điện tính về nó, tao bây giờ là cái mong muốn cuối đời của tao là khi tao chết là mày không được quyền mời thầy Mo giết trâu giết bò. Nếu mà mày làm như vậy là tao từ mày. Do nó vậy bắt buộc mày phải hứa với tao là tao chết mày không được giật trâu giật bò cúng. Phải nói nó trước thôi, chứ còn chết mà không báo cho con kỳ lắm. Do nó trước đi, nó sợ. Nó sợ nó không giết trâu.
Kính thưa Thầy, tại sao nước tương của Thầy có hương vị không giống nước tương thực dưỡng khác? Nước tương thực dưỡng khác nghe mùi tương trao hay rất quen thuộc là tại sao? Thứ hai là cho chúng con được biết tất cả những công dụng nước tương Tamari của Thầy. Mấy cái này nói cái nó hết thời gian luôn á. Đầu tiên chúng ta nói tới cái men. Cái men để làm nước tương nó rất là khác. Nước tương ngon hoặc nước tương dở là do men. Giống như quý vị đã từng làm cơm rượu đúng không? Cái men ngon thì cơm rượu nó sẽ ngon, kèm theo cái kỹ thuật làm của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái men. Cái men đó chúng tôi được cái duyên là nhờ một người lấy được cái men của Nhật. Và men của Nhật thì khí hậu nó khác của mình, cho nên về đây chúng tôi lại phối với cái men mà chúng tôi đã có, men Việt Nam lâu đời ở đây. Và tôi phối hai cái men này lại thành một cái loại men nó hơi lai căng chút, nhưng mà nó phù hợp với môi trường của Việt Nam. Và có một cái phòng meo rất là kỹ. Quý vị vô chùa đi, chứ còn nếu tôi không chỉ cái phòng meo đâu, chắc chắn quý vị không biết nó có trong khuôn viên chùa Long Hương. Phòng meo nó gần như là bí mật. Tại vì ông ấy bị phá một cái meo tạp, một cái là hư chuyện hết. Rồi á, là muối. Thì như muối ở đây lấy Bà Rịa Vũng Tàu rất là rẻ, 200-300 đồng ký à. Tôi phải mua muối từ Bạc Liêu tới về tới đây gần 4-5 ngàn ký, có nghĩa là muối gấp 5-7 lần cái muối ở đây. Tức là lựa muối đặc biệt xuất khẩu đàng hoàng để mua. Muối thì mắc rồi, rồi quá trình xử lý nước muối của tôi nó cũng khác người ta. Tức là tôi xử lý nước muối rất là kỹ, được lọc đi lọc lại tới 4-5 lần. Và một bí mật nữa là nước muối đem phơi nắng trước 6 tháng sau khi vô độ. Là không ai làm cái này rồi đúng không? Chúng tôi mất nước muối không là đã 6 tháng. Và trong quá trình ủ meo thì từ ống nghiệm mà đi ra cái dĩa cơm á là mất khoảng 10 ngày. Nhưng mà tới ngày thứ tư có thể bưng hết cơm đi đổ là vì cấy nó bị tạp meo. Tạp meo đổ cơm thì đơn giản rồi, không có hao tốn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cấy ra cơm rồi mà thành công, meo thuần chủng đẹp, bắt đầu cấy ra đậu. Cái đậu mỗi ngày ở đây làm 3 tạ đậu. Và ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đem đậu ra cái nó râu dài, râu đen. Thì sao? Bưng đi đổ hết 3 tạ. Mà một năm, một mùa tôi làm, nếu mà nó hư 10 lần là 3 tấn, hư 20 lần là 6 tấn. Đem đổ dưới để làm phân trồng rau. Thì như vậy là ý muốn nói về kể từ khi meo từ trong ống nghiệm ra tới cơm, ra tới đậu đều phải đạt chuẩn. Tức là khi mà meo nó lên đều, quý vị thấy nó y như cái măng tre đó. Nó không có dài hơn, nó nhỏ ngắn rất là đều. Và cái màu nó thì đúng là cái màu xanh của lá mạ non á. Màu xanh rất là đẹp, mình nhìn thấy thương lắm. Quý vị mà làm nước tương là mỗi lần chúng ta nhìn thấy thương lắm. Nhìn thấy meo nó rất là đẹp, cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Thì quá trình chuyển biến sinh học bắt đầu xảy ra trong mấy ngày này. Thì khi mà đậu thành công rồi mới bắt đầu vào lu nước muối. Vào lu nước muối ngày quậy sáng lần, trưa lần, chiều lần, đúng năm sau tách nước ra. Tách nước ra vừa lọc vừa lắng là 6 tháng nữa thì mới bắt đầu đưa vào bồn để phơi, là coi như 6 tháng nước muối, 1 năm ủ đậu và 6 tháng lau lọc là hết 2 năm. 2 năm đó bắt đầu đưa vô bồn 5.000 lít. Cái bồn mà quý vị thấy cái bồn inox á, thì nó ở trên tôi để một cái lớp kiến để tránh bụi bặm. Nhưng mà thực sự kiến là cái kiến hội tụ, cho nên nắng gấp 3 lần, cái nhiệt nó gấp 3 lần bình thường, để nó mau cô đặc. Mau cô đặc có nghĩa là 3 năm nữa là cộng lại là thành nước tương rời khỏi chùa Long Hương là đúng 5 năm chứ không phải 3 năm đâu. Cho nên cái mùi mà thơm của nước tương này á, là mùi thơm tự nhiên. Quý vị thấy nãy giờ nói nó chỉ là đậu với muối thôi, rồi ra cái mùi thơm xì dầu á, nó rất là thanh khiết và rất là tự nhiên.
Và nếu như nước tương mà quý vị có thể mua hết tất cả cái điểm bán dưỡng sinh ở tại Việt Nam đem lại để một chai nước tương ra xé nhãn đi, tôi có thể lấy ra được chai nước tương của chùa Long Hương. Vì cái mùi của nó đặc trưng lắm, không có ai có thể so sánh được cái mùi này. Tôi dám chắc là hết Việt Nam không có cái nước tương nào có thể so sánh được. Cái thứ hai nữa là nước tương mà của các nơi làm. Thì chúng tôi biết là cũng có một số chùa làm, bây giờ họ cũng có làm, họ cũng vẫn giữ meo, dù meo của họ mấy chục năm, cho nên là nó đã ép mười mấy và thậm chí là họ hư rồi họ tái lại. Cho nên đó, thứ nhất là cái độ ngọt, cái độ đạm nó không có, độ đạm không có cao hơn so với nước tương đang có. Chúng tôi đã đem đi thử nghiệm ở trung tâm ớt rơi ớt rồi, thì 100ml của nó cho tới khoảng 400kg calorie hay gì, có cái bảng ở dưới á. Thì lúc chúng tôi thử, đi trung tâm ớt rơi ớt thử, thì chúng tôi là lấy nước tương nguyên chất của mình. Chúng tôi pha 4 xị, tức là 1 xị nước tương cốt, pha thêm 4 xị nước sôi vào. Tại vì cái quy chuẩn mà độ mặn của quốc tế nó phải dưới 14, mà mình làm mặn cho tới 20 mấy lận, cho nên phải dồn nước sôi vô để cho nó bằng cái tiêu chuẩn quốc tế, để mình sau này có thể đi các nước châu Âu được. Vì vậy là nếu như 100ml của nó là 400 thì phải nhân 400 nữa, đúng không? Thì nó phải 1000 mấy. Một loại nước chấm mà có hơn 1600kg calorie là không có trong tất cả các loại nước chấm hiện đang có trên thị trường bây giờ. Tức là cái chai xị nước tương của mình đang bán là nó hơn 500kg calorie. Thì bây giờ một mình một người một ngày ăn chỉ cần 2 muỗng cà phê của nó thôi là đã mấy chục kg calorie rồi. Đó là cái lượng quá thừa cho một người có thể ăn không cơm với nước tương và không cần thực phẩm khác. Thì như vậy là tuyệt đối không có bất kỳ một cái hương nào, hoặc có một cái hương liệu hóa chất nào đưa vào trong này. Mà quý vị biết là sau đúng 2 năm rồi mà chúng tôi bỏ vô cái bồn của inox phơi thêm 3 năm nữa, từ 5.000 lít cho tới 3 năm sau thì nó còn nhiều nhất là 1.000. Cho nên nói thật, nếu một lít nước tương bán không từ chùa Long Hương đưa tới tay quý vị khoảng 380.000, chúng tôi tính rồi vẫn bị lỗ vốn, lỗ chắc luôn. Theo dõi chúng tôi sẽ ngày nào cũng có khoảng 10 anh thanh niên quậy nước tương, lọc nước tương ở trong cái khu làm á, và tuyệt đối khu này không có người nữ rối vào. Nước tương phải người nam làm tuyệt đối, tại vì cái lúc lên meo nó có thể dễ bị hư. Thì nước tương các chùa cũng có làm. Và tại sao tôi phải đổ cái nước tương nó mốc tạp? Vì mốc tạp nó sẽ gây dị ứng ngứa, bị viêm mũi, viêm gan B, C, thậm chí sơ gan, cho tới ung thư gan do nước tương. Cho nên tất cả những người ăn chay mà đã bị ngứa, đã bị viêm mũi, đã bị sơ gan, bị viêm gan B, C hoặc là ung thư gan là do quý vị đã ăn nước tương tạp meo. Kinh khủng đến mức độ này. Chưa nói là nó làm bằng cái khác, tôi chưa đụng tới cái chuyện nước tương không phải là đậu. Tôi đang nói, mới đang nói tới nước tương đã làm bằng đậu của tất cả các nơi. Thì quý vị thử bữa nào, nếu mà có một cái điều kiện rỗi rảnh, quý vị cứ đem nước tương khác lại tôi nếm, tôi sẽ nói từng loại nước tương cho quý vị nghe nó bị cái gì. Và cái mùi nó, quý vị không bao giờ giấu được cái mùi mốc tạp và cái mùi thuần chủng. Ví dụ như có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được, để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi, quý vị có để 30 năm sau ăn, nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng tôi đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được. Càng lâu nó càng ngon. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì, và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn, họ đậy lên, xong họ đậy ba bố lên, 3 ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng nha, meo chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Thì như vậy bắt đầu tạp meo, có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận, trong đó có, nếu như mà dính meo ung thư
Thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Do đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối, nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Và họ đã bị tạp meo. Nếu mà quý vị hiểu được cái điều này rồi, tôi đố quý vị dám ăn giọt nước tương đó. Tôi ra đường, xin thưa là đi từ nước Việt Nam, đi tới Mỹ, đi tới châu Âu, đi tới châu Úc, tôi đều mang cái chai nước tương tôi theo. Chưa bao giờ trong người tôi không có chai nước tương. Đó là cái mà tôi để chống chế tất cả những cái chuyện mà không hay xảy ra với mình trên bước đường đi. Cho nên ai có thì làm ơn lận một chai nhỏ nhỏ trong túi giùm. Trong tất cả các trường hợp xảy ra chúng ta cảm thấy trong người mình khó chịu, nên uống liền 2 muỗng cà phê nước tương. Không nói chuyện gì khác, cứ lật đật kiếm chai nước tương uống là được. Bật mấy cái là chuyện kìa. Rồi tôi đi về sát với tôi, bữa đi ra Hà Nội đó là trên đường đi cũng có ăn một bữa ăn, mà tại vì cái cũng tiếu của người khách tương đối quan trọng rồi, đó là phải ăn thức ăn nó không phải theo ý muốn của mình, mà nước tương thì bỏ trong vali không kịp ghế la lấy ra, thì tôi bị đau nú răng. Răng nú răng vào ngày thứ nhất đau ít, và bây giờ là bắt đầu vào đại lễ, là đồ ăn ở trong đại lễ thì mình không có dám chê, nhưng mà thực sự khó ăn lắm. Khó ăn theo kiểu dưỡng sinh thôi, ăn ngon theo kiểu đồ ăn chay, nhưng mà đối với dưỡng sinh là khó ăn. Dầu trời ơi, nói thấy dầu thôi là thấy sợ, chưa nói cái khác. Niêm gì trỗng thì mình chưa biết. Thật ra là ăn thêm mỗi ngày sau trong cái lễ nữa là bắt đầu nú răng thiếu điều kêu trời rồi. Tới chiều hôm đó tôi không còn chịu nổi nữa, thì nó mới nhớ ra, thật sự nó đánh tôi đau lắm, tôi mới nhớ ra cái chiêu của mình, chứ còn thôi mình cũng quên mất đi. Đêm đó là ngậm đúng một muỗng nước tương tamari, ngậm nó được nó vô môi rồi hết, nhưng mà ngậm vô là nó thấy mọi chuyện khác rồi. 5 phút sau là bắt đầu giảm đau và nó xẹp sưng hết, sưng liền. Và quý vị biết là phải ngậm cả tiếng đồng hồ mới nuốt, tại nó mặn quá mà nuốt liền khó nuốt lắm. Quý vị để ý khi mà ngậm nước tương phải nuốt nha, đây là kinh nghiệm. Đương nhiên là ngậm nhiều nó sẽ đầy miệng, thì chúng ta buộc phải nuốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng nuốt rất là ít, nuốt để nó giảm cái tràn miệng ra. Vậy chúng ta ngửa ngửa để cho nó xuống một chút, rồi chúng ta ực nhẹ, rất là nhẹ, từng chút vậy, để giữ làm sao mình ngậm cho tới khi lạc mới nuốt luôn á. Thì đau răng cỡ nào một lần ngậm nước tương quý vị thấy tuyệt vời, và người thì chúng ta sẽ khỏe lại liền. Và đêm đó ngủ rất là sâu, thì chưa có kinh nghiệm là có phải mất ngủ ngậm nước tương hay không thì không biết, nhưng mà cái đêm mà ngậm nước tương thì ngủ sâu lắm. Mười mốt ai mất ngủ ngậm nước tương thử rồi nha. Cái này là chưa kinh nghiệm, nhưng mà lần đầu tiên ngậm thì ngủ rất là sâu. Ngậm lần hết là tôi không có ngậm lần thứ hai, là ra không có kinh nghiệm có ngủ sâu hơn đêm sau không thì chưa biết. Còn tất cả các dạng độc, ví dụ như thú độc cắn, thì chuyện đầu tiên là lỡ nha, tôi nói là cái loại nào mà độc quá như là rắn độc rồi, thì chúng ta ví dụ cắn ngoài chúng ta sẽ cột ở trong liền, cột siết ở trong để cho nó đừng có mạo độc, nó lâu chạy về tim. Thì nếu như lúc đó mà kiếm được hột gà liền, có hột gà liền thì khoái hột gà, còn không có bắt buộc phải uống nước tương liền. Đầu tiên là lấy nước tương nhúng bông gòn đắp lên cái chỗ thú cắn cái đó, và uống cho tôi uống đậm luôn 2 muỗng canh luôn á. Tại vì nguyên lý âm dương thôi, độc nó âm, nó có thể làm ngưng tim ngay tại chỗ, nhưng mà mình đưa cái dương này lên là mày không có khả năng làm cái gì được hết á. Cho nên là cấp cứu bị tất cả các loại thú độc cắn. Thì sau đó nếu mà mình kiếm được hột gà, mà hột gà có trống á, thì bây giờ sẽ thấy lòng đỏ của hột gà là dầm nửa cái trứng gà, nước tương là đánh đều uống cái nữa là coi như xong cái việc độc của thú độc cắn. Chiếu một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta khuấy sắn dây để cho loãng, rồi đổ một muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á,
thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao? Uống nước tương tamari với lại trà ba năm nhanh hơn vô nước biển, tại vì nó dương quá. Và chính uống nước tương tamari này nó sẽ không bị mất cái lực, cái nội dương của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể cơ thể tiết cho chúng ta khoảng 1.000 kg calorie để hoạt động, nhưng mình làm nó hết rồi. Và thường là người ta bị yếu, ta thấy giống như hết calorie cái họ uống đường. Uống đường cái họ hoạt động lại được, họ cho là đường hay, hay thì có hay đó, nhưng mà đã sao? Âm vô thì nó sẽ hấp thu cái nội dương của mình. Cho tới một ngày mà mình mệt mà uống nước đường không còn khỏe nữa là cạn kiệt cái nội dương của chúng ta, là kể như thua luôn. Cho nên mệt cứ uống trà tương là sẽ có tác dụng rất là tốt. Còn đi đâu mà quý vị có nước tương này thì không bao giờ sợ bị ngộ độc thực phẩm. Và bản thân chúng tôi cũng đã thử rồi, những điều tôi nói đều là kinh nghiệm xương máu. Lúc đó ở đây quý Phật tử biết tôi thích ăn cái đọt bí rợ. Thì thấy ngoài chợ cứ mua về, ngon quá, làm cho sư phụ ăn. Nhưng mà cái người nấu bếp, có cái cô Phật tử nấu bếp, cổ niêm bị đắng là cổ biết rồi, tại cổ ăn dưỡng sinh biết mà. Tức là cái đắng của thuốc á, đắng của thuốc độc, tức là họ mới xịt, chưa có giải ra. Mà tôi bữa đó tôi thấy rõ ràng là mua đọt bí về mà trưa dọn lên không có đọt bí, tôi đâu có chịu đâu, xuống bếp tôi lục. Mấy người cản nó đổ đi, không đổ, giấu tủ tôi lục dính lấy lên. Chạy theo thầy đừng ăn cái này, thầy ăn cái này là con không có chịu trách nhiệm, là lỡ có gì xảy ra con chịu trách nhiệm. Tôi nó không yên tâm đi mà đứng nói hoài, tôi đuổi ra tôi đóng cửa tại vì tôi cũng muốn thử coi nó chết hay sống chứ. Tại vì mình đang làm nước tương, cái bắt đầu ăn thì họ ở ngoài cũng có một số Phật tử ở ngoài cửa ngồi chờ coi, tôi nói chừng nào mà nghe tôi đập cửa xô cửa vô, còn không thì ngồi yên ngoài tôi cũng cho vô. Nhưng mà ăn xong lại rất là khỏe. Tức là một chút âm ở trong dương thì dương lại càng dương. Cho nên nếu như mà cái loại mà nó có đồ âm mà có âm độc mà mình chấm trong nước tương thì đồ đó là bổ hơn là đồ bình thường. Nhưng mà nước tương phải động rồi nha, mình phải cân làm sao nước tương nó phải lấn thằng kia. Chứ nước tương mà thua là mình bị trúng độc. Cho nên bây giờ đi đâu đó thì đó, từ cái kinh nghiệm đó mà đi đâu tôi phải mang nước tương theo. Trường hợp mình đi xa, đồ dưỡng sinh là chắc chắn không có như ý mình rồi, thì khôn hồn mà ăn đồ luộc dùm. Tại họ luộc vớt ra rồi cũng bớt một chút độc rồi, mình chấm nước tương là cỡ như quá tán hết. Còn liệu không xong thì ăn nước tương không với cơm đi. Độc ở trong mà thuốc hóa học, thuốc trừ sâu của cơm gạo không có để đến đổi chết liền. Tại vì ít lắm nó cũng đã cách ly được vài tuần. Còn rau củ khi họ xịt đêm đó sáng họ ngắt bán à. Đấy, kinh khủng lắm. Cho nên là cái thực phẩm sạch, nếu như bây giờ không có thực phẩm sạch mà mình có nước tương thì thôi đỡ tội, chịu khó chấm nước tương cốt của Quy Nguyên ăn đi là coi như là chúng ta thoát. Cho nên là lúc nào trên đường đi, dù là xa dù là gần, quý vị chịu khó lận một chai nước tương theo giùm. Đây là nói một câu rất là nghiêm túc. Chính bản thân tôi bây giờ không có đi đâu không có nước tương trong người, kiểu gì tôi cũng phải có ít lắm là một xị nước tương. Chưa bao giờ chúng tôi đi xa, từ trong nước cho tới nước ngoài, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đều có nước tương hết đó. Bây giờ cũng may mắn là các nước có rồi, cho nên đi giảng các nơi có khi tôi hỏi thẳng bên đó là có nước tương của tôi không, có thì tôi khỏi có công an, không có là tôi đều mang đi hết đó. Lúc nào hồi trước thì mang theo bộ kháng dây lùm xùm quá, bây giờ bỏ sáng dây qua một bên, là một là mang nước tương nè, hai là có chút có chanh muối. Trà thì sau này chúng tôi làm trà, có một thời tôi làm trà túi lọc, mai mốt sẽ làm trà túi lọc lại, thì mang trà túi lọc theo là tuyệt vời rồi. Thì đi xa 5 ngày 7 ngày có nhiều đó đủ sống rồi, không có sợ bị trúng độc dọc đường. Thật ra nước tương nó, nếu nói về âm dương thì nó nguyên dương, phải nói nó là cực dương sau nhiều năm. Quý vị thấy là tôi đã 5 năm, tức là đã trải qua là xuân hạ thu đông tới 5 đợt
Có nghĩa là một năm đầu tiên nó đã quân bình rồi, năm thứ hai lại càng dương hơn, năm thứ ba dương hơn, năm thứ tư dương hơn. Với thời gian và không gian, tất cả những cái gì cực âm nó sẽ biến thành cực dương. Cho nên đậu nành là âm, làm với muối, ủ được muối một năm là nó đã quân bình rồi, nhưng bắt đầu để càng lâu thì nó càng dương. Và dương thì hóa giải được tất cả những âm, mà âm có nghĩa là độc, kể cả các cái độc trong thực phẩm mà người ta cấm thì đều có thể giải quyết được. Đó là cái mà chúng ta biết là nước tương. Thật ra là chúng ta nên có cái này trong tất cả các bữa ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Nó dùng trong, ví dụ như quý vị mà sử dụng bột sắn dây cho các trường hợp giải độc mà không có nước tương thì không phát huy tác dụng nhé. Cho nên là uống bột sắn dây là luôn luôn có nước tương tamari. Niêm nấu đồ ăn kho. Quý vị thử bữa nào, đây là một cái kinh nghiệm riêng của nấu dưỡng sinh. Quý vị kho đồ ăn á, thường là sử dụng cho kho, hoặc là thậm chí cả nấu canh đi nữa. Cuối cùng quý vị mới bỏ nước tương này vô, nó sẽ có cái vị ngon lắm. Kho trước khi mà bỏ xuống á, thì quý vị bỏ một chút nước tương trộn vào. Thậm chí là ví dụ như canh chúng ta đã niêm rồi cái gì, lỡ mà người ta đem canh ra cho mình ăn thì mình có thể niêm thêm một chút nước tương tamari. Thay vì hồi nãy niêm tekka thì chúng ta có thể bỏ vô một chút tương tamari nữa thì cái vị nó ngon lắm. Khi mà chúng ta quen với cái vị này rồi thì nó có thể xử lý cho tất cả các việc niêm nấu đồ ăn của mình. Nay bị phát hiện mới bắt đầu bán rau mầm nguyên rễ. Không phải bắt đầu đâu mà tôi muốn cái này ghê lắm rồi. Tại vì rau mầm mà quý vị cắt ngang cái phần rễ là cái phần bổ, thiếu điều muốn bổ hơn ở trên. Mà lại như bị phải theo quy định là phải cắt mới đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên phải bị cắt ngang, tôi tiếc lắm. Tôi nếu có thời gian rồi tôi đi xuống tôi lụm mấy cái rễ tôi luộc tôi ăn. Tại nó mới là bổ, bao nhiêu dinh dưỡng nó mới hút vô, cái mình cắt bụp ngang cái nó hết rồi. Thật ra thôi bây giờ kệ nó, bữa nay chùa Long Hương bắt đầu chịu cực là nhổ để nguyên rễ. Quý vị về kiếm cái gì đó, cái bằng chải hay gì, quý vị vào bỏ trong dừa, bỏ vô thau nước mà vừa vào vào bằng bằng chải, cái sợi nó dài dài á, thì nó sẽ hết bụi liền, nhanh lắm, dễ rửa. Tại cái chùa đông quá, ăn lần mấy trăm người rửa cực, chứ còn mà 5-3 người trong nhà thì rửa quá sướng rồi. Cho nên cái rau mầm mà còn nguyên rễ thì bổ hơn cắt ngang. Bao nhiêu cái đạm nằm trong đó hết rồi. Mà bữa nay thì mình mới bắt đầu cho bán. Tôi chưa giờ ở tại chùa này, mấy thầy thị giả thì biết rồi đó. Sáng hàng đông phải thông báo cho nhà rau mầm là nhổ rau cho thầy chứ không cho cắt tôi đâu ăn đâu. Ở đây mà cắt rau mầm đem lên tôi trả về tôi không ăn, có luộc chín nữa tôi cũng để chơi cho mấy thầy ăn. Từ xưa tới giờ là chưa bao giờ ăn rau mầm không có rễ. Nhưng mà tại vì bán ở ngoài nhà nước quy định vậy phải cắt. Chứ theo tôi là tại vì cái giá thể mình quá tin tưởng, mình làm sạch rồi. Và trồng đợt đầu thì tôi xử lý cái sơ dừa, ngâm rồi ngâm vôi càng long này nọ kia, để cho tới giờ phút này 5-6 tháng cái giá thể hửi nó vẫn có mùi tôm thơm chứ nó không có mùi hôi, mùi gì hết. Tức là nó bản thân đã sạch như vậy. Và khi trồng xong đợt nhất mà cắt rễ ra, cắt rồi để bán thì còn cái phần rễ đó đó. Thì chúng tôi đưa vô máy xay xong đưa vô lò hấp thêm một trận nữa. Và hấp triệt tùng tức khi trồng đợt 2. Thật ra giá thể trồng đất hai đã được triệt trùng bằng nồi hấp thì nó quá sạch rồi, không có gì dơ. Tôi nói là nhổ vũ vũ bỏ vào miệng ăn liền, tôi dám ký giấy không ai bị nhiễm độc. Tại thấy đen đen ớn vậy chứ còn nó sạch lắm, là cái giá thể sạch tuyệt đối mà. Có một câu hỏi là tại sao mà ăn gạo lứt thì nhanh no hơn gạo trắng? Quý vị ăn có cảm giác đó không? Có. Ăn cảm giác nhanh no hơn là đúng chứ không sai. Và nó no lâu hơn là đúng luôn nữa. Thì nó còn nguyên cái lớp cám á. Và cái dinh dưỡng cũng như cái năng lượng nó gần như được bảo toàn. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó đủ. Nó đủ nhanh hơn là ăn gạo trắng. Ăn gạo trắng nó thiếu dinh dưỡng. Gạo trắng nó không có đủ dinh dưỡng.
Cho nên mình ăn chén mình cảm thấy nó cảm giác nó loãng loãng, mặc dù nó đầy bụng nhưng mình nó còn cảm giác thiếu thiếu gì á. Nhưng mà ăn gạo lứt khi chúng ta nhai kỹ nó đủ năng lượng, chúng ta có cảm giác là mình sẽ dễ no hơn và no dai hơn, tại vì năng lượng nó đã được bảo toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Đây hỏi cái chương trình giảm gái gạo không? Tôi như mới có thông báo giảm giá gạo mùa hè hết mười mấy ngàn ký rồi đó. Quý vị biết từ đây ra tới Hà Nội nè, tôi trồng gạo Sén Cù á, ai đã từng ăn rồi sẽ biết. Đây tới Hà Nội đi lên tới Yên Bái đi sâu vô cái vùng Mường Lò. Thì lần đó là tại vì tất cả cái đồ bán dưỡng sinh tôi đều phải đi tới nơi để kiếm. Lần đó đi leo núi kiếm cái trà suối vàng. Suối được đặt trên là suối vàng, tức là người dân tộc Mường. Họ nói suối vàng tức là suối trời. Và trên núi đầy mấy cái núi trà mọc thiên nhiên, có nhiều cây cả ôm vậy đó, cao to. Thì lên đó để kiếm lá trà. Người dân tộc không có dễ gì mình mua được đâu. Chơi với người dân tộc cũng vui lắm, họ không tiếp đãi mình đàng hoàng. Tôi nhớ có một cái lần đi ra ngoài ăn đoàn cũng 5-6 người. Cái dọc đường là tôi thấy bán cái đồ biết là thiên nhiên mình mới mua, ví dụ dưa leo rồi dọc đường bí rồi dọc đường mua. Mua cái điểm đó tới tối lên tới cái chân núi đó thì cái gia đình nó có mấy đứa bé cũng thấy thương ba cái dưa leo mua đem ra cho. Wow, cái thằng nó làm dữ lên, xém chút bị đuổi xuống núi rồi. Nó nói mày cho tao ăn, con tao ăn cái gì? Cái loại này trồng có thuốc độc không? Tại nó không có, dưới sớm này bán mà. Nói sớm là chưa biết là nhân tàu không có cho mày, cho con tao ăn, nó làm quá trời luôn. Mày mà cho tao con tao ăn lần nữa đuổi mày xuống núi. Nó làm dữ. Người dân tộc. Và biết rằng nó ăn rất là kỹ, đồ nó trồng tại nhà nó ăn, không ăn đồ ở hàng xóm luôn. Người dân tộc nó kỹ đến mức độ như vậy, không bao giờ nó bệnh. Thì mới đặt vấn đề mua lá trà của nó, hỏi mày cần mua bao nhiêu. Tôi nói là khả năng mẹ ngày vẽ mấy cần xé. Nó nói là tao vẽ đủ ăn thôi à. Nó mấy cần á. Tôi nói rồi vẽ cho tao, ngày mai vẽ nhiều đó mà gom với nhà trưởng làng cho tao lấy. Xong rồi ngày hôm sau mình cũng gắng, mình nán lại. Mày kêu nó mày vẽ cho tao thêm một ngàn vậy đó đi. Nói tao xài chưa hết tiền, mày ngồi đó mày chờ chừng nào tao xài hết tiền tao vẽ cho mày đi. Thế là mình mua được có mấy bao. Không chịu nổi nữa, lần sau bắt đầu mò ra tính toán kỹ rồi. Thì phải nhờ cái ông dưới chân núi á. Giờ ông mới ngồi đó bây giờ á, tôi nói là bây giờ tôi đặt vấn đề ông phải gom sao cho đủ một tấn rồi ông sẽ liên hệ ông gửi về cho tôi. Nó cực vậy đó, giờ mỗi muốn mua cái lá trà trên đó rất là cực. Nhưng mà thật sự nó rất là sạch, trà sứ vàng sạch thiên nhiên lắm. Năm nay nó bị cái lệnh gì nó cấm về trễ. Cái đợt mà trà sứ vàng là nó cũng vừa cạn á. Chắc một tháng, hai tháng rồi mới có lại. Vì vậy là chúng tôi phải leo lên tới núi để kiếm bất kỳ thực phẩm nào đi tới nơi hết. Và lúc leo lên núi nhìn xuống thấy cái đồng bằng đẹp quá. Tôi nói thầm trong bụng, tôi nói chắc chắn là tôi phải quay lại đây để tôi trồng lúa cái đã. Đồng bằng đẹp quá tôi không có nhịn được. Chuyện nó ấp ủ cũng được mấy năm, kiếm được phân sinh học quay ngược ra liền. Thì... cuối cùng liên hệ được sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp của huyện đưa xuống tới xã, xong rồi thì họ dẫn vô trong đó để trồng. Thì nó sạch, mình đã tự biết nếu mà cái nước từ thượng nguồn chảy về thì nó không bị ô nhiễm bất kỳ cái gì. Họ dẫn vô cánh đồng đó họ trồng, kèm theo phân sinh học của mình thì thôi không còn cái gì có thể so sánh được. Cho nên khi mà chúng tôi đưa đi phân chất thì họ nói là ngay cả cái hữu cơ trong miền Nam của mình trồng mương tôm gì cũng không thể so sánh được với cái gạo Sén Cù đó, sạch lắm. Mà quý vị biết từ khi trồng, kể từ tiền phân, tiền thuốc, tiền vận trả tải, và tôi cho phân không nông dân nè. Phân là cho không, không lấy tiền. Đi chạy ra chạy vô để hướng dẫn quy trình trồng. Xong rồi mua lại với họ cao hơn giá thị trường 2.000 đồng một ký. Tại đó nhiều khi mình làm tới hết vụ rồi, mấy cái thương lái nó chơi kỳ lắm. Nó đợi là gần chín bắt đầu nó vô nó nổ, nông dân tăng giá. Ví dụ gạo ngay tại đó 12.000, cái đó mua 16.000 thì buộc tôi phải mua 18.000. Tức là bắt buộc phải mua cao hơn thương lái 2.000 đồng ký thì người ta mới bán. Hồi đầu thì cam kết là mua ngang giá thị trường.
bị thương lái nó thổi thì bắt buộc mình phải bị trội theo. Tiền vận chuyển về đó trong Nam một ký tương đương với mấy 2.000, 2.500 gì nữa đó. Thì tính ra một ký lúa mà về đó trong này là cũng 20-30 ngàn rồi. Cho nên cái giá rạo tháng cụ không cách nào hạ xuống thêm nữa được. Nên phải bán giá đó thôi. Thật ra là hiện tại là đang có cái gì đó có giảm giá mùa hè 10 mấy ngàn ký đó. Còn không biết lần ký gạo tới mấy chục ngàn đó không biết. Thì quý vị nên ăn tại vì á, nếu mà nói về dinh dưỡng thì giữa cái gạo trồng phân hóa học và trồng phân sinh học thì quý vị nghe rồi đúng không? Trong cái phân sinh học này nó khác với cái phân hóa học ở chỗ nào? Phân hóa học nó vẫn có bo, có gì đó, NPK. Thì phân sinh học hữu cơ cũng có NPK. Nhưng mà trong này nó có bo, nó có sắt, nó có kẽm, nó có đồng, có magie, có mangan. Tức là cái kháng thể của cây. Cho nên khi mà mình bón cái đó thì thứ nhất là cây nó đủ kháng thể. Thứ hai là cây đủ dinh dưỡng. Và khi cái cây đủ dinh dưỡng thì nó ra sản phẩm đủ dinh dưỡng. Ví dụ như một ký, bây giờ chúng ta thử lấy cái cũng là rạo sáng cù nhưng mà trồng phân sắc hóa học, thì chúng ta sẽ lấy 100 gram ra đi phân về calorie. Thì gạo trồng bằng phân hóa học có thể là 100, nhưng mà gạo trồng bằng phân sinh học của mình có khả năng là 200-300. Tức là nó về dinh dưỡng, về calorie, về sinh tố, khoáng tố nó sẽ bổ, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chúng ta ăn ít thôi cũng đủ rồi. Từ hồi có gạo sáng cù tới giờ phút này là tôi ăn một ngày đúng một chén bữa trưa, ngoài ra là không ăn gì nữa. Nhưng mà hoạt động vẫn tốt bình thường. Thấy tôi không có đánh đổi đó, vì tệ lắm đúng không? Thấy cũng được. Ngày có một chén. Ngày có một chén lâu lắm rồi đó, cả năm nay rồi. Cứ ngày ăn chén rồi bữa trưa vậy thôi à. Không ăn cháo buổi sáng, không ăn gì hết. Sáng là tuyệt đối uống nước lạnh cho tới trưa rồi. Có khi đi làm công việc tới về tới chùa 1-2 giờ vẫn về chùa ăn chén cơm chứ còn không ăn dọc đường. Thì buổi chiều có quá là thêm ly sữa nữa là thôi của một ngày, không có ăn thêm. Nhưng mà tôi cảm giác là nó tốt hơn. Trước đây tôi có ăn cái gạo hữu cơ. Gạo hữu cơ được trồng ở miền Tây cũng tương đối tốt. Nói chung là cái họ cũng trồng phân sinh học Mỹ, nhưng mà tôi ăn tôi cảm giác là không bằng gạo sáng cù. Thì ở đây chúng tôi trực tiếp đi trồng, trước 3 loại là jasmine. Jasmine bây giờ nó hết rồi. Bây giờ còn 2 loại là sáng cù và nàng hoa trồng bằng phân sinh học hữu cơ. Và tôi chọn cái vùng đó là cái vùng một năm nó ngập mặn một lần ở Gò Công Đông á, và nó để lại một dư lượng muối, thành ra cũng ít có cái sâu rầy, và gần biển cho nên nước nó cũng đương đối, không có đánh đổi nào. Thì hai cái loại đó là hai loại mà tự tôi đi trồng á, và được đưa đi phân chất. Thì trong 13 loại độc chất mà thế giới quy định nó đạt chuẩn hết. Không phải đặc chuẩn bình thường đâu. Ví dụ như arsen đi, trong cái chuẩn của Việt Nam là 0,5, nhưng mà nó là 0,0002. Mình là 0,5%, người ta tới 2/10.000, tức là nhiễm không có. Cho nên những cái gạo mà chúng tôi được bán ở đây là tương đối, phải nói là nếu như mà có cái cách để mà xin được gạo hữu cơ thì chắc chắn mình sẽ được, là tại vì mình đã đạt nhiều cái chuẩn là giống sạch, rồi phân sạch, rồi đất sạch, nước sạch nữa. Có một câu hỏi về đạo lý trả lời ha. Thắc mắc về tự tánh mà sư phụ giảng, trong tự tánh không có năng có sở, chỉ có cái rõ biết trùm khắp. Vậy một người đã giác ngộ khi nghe âm thanh, thí dụ là tiếng dế kêu, nếu người đó chưa từng biết con dế là gì, người đó có liền rõ biết là tiếng con dế không? Nếu không biết mà phải dụng tâm để biết thì liền có mình biết, vậy thì lại có năng có sở, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này thì nghe hay á, nhưng mà khi nào rớt vô tự tánh sẽ biết. Tại vì á, cái rõ biết trùm khắp thì trong đó không có năng, không có sở, không có phải, không có trái, không có đúng, không có sai, không có thiện, không có ác. Nhưng mà nó thấu thoát về năng sở và thiện ác. Có nghĩa là cái rõ thông đó nó không phải là dùng cái tâm thức để biết. Cái tâm thức là được sanh ra từ cái rõ thông đó. Cái đó nó là mẹ của tâm thức, là cho nên nó còn rõ sâu hơn cái tâm thức phân biệt. Nhưng mà nó rõ khắp,
và nó rõ thấu chứ không phải rõ mờ mờ. Mình đợi phân biệt mình mới biết. Đợi phân biệt biết là cái biết của tâm thức nó đã rớt xuống mấy cái tầng mờ ảo rồi. Rõ biết mà phân biệt trở thành ảo, ảo tưởng để biết. Nhưng mà rõ biết không có phân biệt, đó mới là rõ thấu. Thành ra nó rõ lắm, nó thấu tận tất cả những cái gì tinh tế nhỏ nhiệm nhất, chứ không phải là biết thô thiển như cái tâm thức của mình. Để sao mình, tại vì mình còn ở trong cái tầng của tâm thức, mình thấy là không so sánh, không phân biệt, thì mình không có cái gì để biết. Nhưng người ta nó vượt ngoài cái tầng của tâm thức rồi, thì không so sánh, không phân biệt mới là tỏ thông vô ngại. Cho nên là chứ phải tới đó mới có thể cảm nhận được, còn hiểu thì gật đầu chơi cho vui, chứ còn không biết chuyện đó là gì đâu. Thế vậy chứ không biết, trước cái phút ngộ không biết cái chuyện này luôn, chứ đừng nói là hiểu như bây giờ. Cho nên đối với cái chân trời của tự tánh là sau khi mà chúng ta phá vỡ được cái sắc quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới cận kề với cái tỏ thông đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có khả năng rớt vào ở cái trạng thái là chúng ta không phân biệt mà rõ biết rồi, tức là diệt được tưởng ấm rồi á, thì cái biết không thông qua tưởng nữa. Biết không thông qua tưởng có nghĩa là không qua cái, không thông qua căn trần nữa. Diệt được tưởng ấm rồi là cái biết chúng ta bắt đầu không thông qua căn trần nữa. Thì lúc đó mình có thể thông cảm được cái việc là cái rõ biết không phân biệt mà thấu thoát hết tất cả mọi duyên cảnh. Chúng ta dùng cái từ là thấu thoát, nhưng mà không có cái chuyện mình biết và vật bị biết, không có hai ở trong này. Thì cái này là mỗi cảnh giới tâm khác thường, chứ không phải là cái tâm thức bình thường. Cho nên chúng ta có thể dùng tâm thức mà chúng ta hiểu về chuyện đó là chúng ta sai, hiểu không được, hiểu không đúng đâu. Khi lâm chung con mong được thầy khai thị, nhưng người bạn đồng tu nói rằng nếu vậy thì lúc lâm chung nếu thầy không đến khai thị cho thì chị cũng không đi được. Xin hỏi thầy như vậy có đúng không? Thật ra không cần tôi khai thị, quý thị cũng đi mất tiêu rồi. Nhưng mà có điều là được lời khai thị thì mình có thể thấy ra được nhiều điều hơn. Nếu mà lúc đó chúng ta vẫn còn đủ cái bình tĩnh để mà được nghe cái người thương mình nói chuyện cho mình nghe vài câu, thì mình sẽ ra đi nó sẽ tốt hơn. Thật ra cái sanh tử này, tại vì mình chưa có cái điều kiện mình nói nhiều, cái phút lâm chung nó quan trọng lắm, nó quyết định cái sinh tử cận kề sắp tới. Do đó mà chúng ta thấy có những cái trường hợp, có những bà mẹ chờ con không về, không nhắm mắt rồi đó, cái tâm thức nó mong ngóng đó, người bị vướng kẹt ở trong cái tình ái. Nếu như có lời khai thị về cái chuyện tình ái để người đó không bị vướng mắc, thì cái thức đó sau đó nó nhẹ lắm, nó tự do lắm. Rồi khai thị về cái chuyện ví dụ như mình bệnh liệt giường khi mình chết đi, ví dụ vậy, thì mình được khai thị thì mình thấy là cái thân trung ấm của mình đang mang sau khi bỏ cái thân này á, thì nó không có phải là què quặt, nó không phải là vại sụi, mà nó được đi đứng tự do. Là liền khi đó họ đi đứng tự do, chứ nếu không cái thần thức đang rời cái thân bại sụi, cái họ ra họ cũng cà sụi, nó không được tự do. Nhưng mà được khai thị họ sẽ nhận ra liền, họ sẽ được tự do. Mà tất cả những người chết đều được tự do, tôi nói trừ trường hợp những người tạo cực ác thì mới không tự do thôi, chứ bình thường sẽ tự do. Do đó phải có người thứ nhất là họ hiểu được cái việc sinh tử. Chúng ta dùng cái từ là hiểu đi cho nó dễ thông cảm. Chứ thật sự thì phải thấy rõ cái sinh tử của người đó, và phải phát khởi cái từ tâm để câu thông được với cái thần thức đó. Chứ không phải khai thị là lại nói ào ào mà không biết gì là không phải đâu. Không phải. Cái tâm của cái người khai thị phải đủ cái lực để vào cái tầng tâm thức của người kia mới nhận được. Chứ không nói chuyện ta không nghe. Không vẻ gì mà người kia nghe mình nói chuyện. Sau khi chết họ sẽ nghe cái khác, nghe kiểu khác, chứ không phải nghe bằng lỗ tai như mình nói đây mình nghe. Do đó cái tâm lực của mình phải làm sao mà kết nối được với cái tâm thức của người chết mới được gọi là khai thị. Trước khi chết cũng như sau khi chết, lúc mà để trong quan tài gì đó, trước khi chôn gì đó, thì nói chuyện là lúc đó cái thần thức của họ sẽ nhận được cái sóng tâm của mình
phát ra để họ nhận biết cái gì, chứ còn không phải nói trên lời nói mà họ biết được đâu. Nhưng mà trước cái đám đang đông thì mình cũng nói khai thị cho vong linh theo cái kiểu người ta nghe, là mình nói chuyện ở đây để cho mấy người sống nghe. Chứ còn người chết là phải nói kiểu khác à. Thì có cái cách khác để ta nói cho thần thức nó nghe, nhưng mà cái ngôn ngữ bên ngoài là người ta nghe là ông thầy nói chuyện. Thì để cho mấy người sống cũng ý thức, mấy người mà già già có nghe đó cũng ý thức, để chúng ta bỏ chuyện không có lành, để mình có thể lúc lâm chung mình sáng suốt hơn chút. Lâm chung mà được sự khai thị thì tuyệt vời. Thì cái chuyện đó là cái duyên, chứ còn chưa dám hứa là tôi sẽ được khai thị với ai. À, con năm nay 75 tuổi, là người dân tộc thiểu số, người Nùng. Con đi bộ đội xa nhà 55 năm, hiện giờ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quê con còn một đứa con trai đầu lòng. Nếu khi con lâm chung, gia đình con báo tin thì ở quê con trai con sẽ giết trâu bò và mời thầy Mo về cúng tế. Vậy con có nên báo cho con trai con biết hay không? Xin thưa thầy Từ Vi chỉ dạy. Giờ đầu tiên là điện nói nó tao chết, nếu mày giết trâu giết bò là tao không có nhận mày làm con. Đúng không? Mình dọa nó trước. Chỉ có vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà mình chết mà muốn cho con hay thì kỳ lắm. Cha con mà chết phải cho hay, nhưng mà dọa nó trước. Bây giờ điện tính về nó, tao bây giờ là cái mong muốn cuối đời của tao là khi tao chết là mày không được quyền mời thầy Mo giết trâu giết bò. Nếu mà mày làm như vậy là tao từ mày. Do nó vậy bắt buộc mày phải hứa với tao là tao chết mày không được giật trâu giật bò cúng. Phải nói nó trước thôi, chứ còn chết mà không báo cho con kỳ lắm. Do nó trước đi, nó sợ. Nó sợ nó không giết trâu. Kính thưa thầy, tại sao nước tương của thầy có hương vị không giống nước tương thực dưỡng khác? Nước tương thực dưỡng khác nghe mùi tương trao hay rất quen thuộc là tại sao? Thứ hai là cho chúng con được biết tất cả những công dụng nước tương tamari của thầy. Mấy cái này nói cái nó hết thời gian luôn á. Cái đầu tiên chúng ta nói tới cái men. Cái men để làm nước tương nó rất là khác. Nước tương ngon hoặc nước tương dở là do men. Giống như quý vị đã từng làm cơm rượu đúng không? Cái men ngon thì cơm rượu nó sẽ ngon, kèm theo cái kỹ thuật làm của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái men. Cái men đó chúng tôi được cái duyên là nhờ một người lấy được cái men của Nhật. Và men của Nhật thì khí hậu nó khác của mình, cho nên về đây chúng tôi lại phối với cái men mà chúng tôi đã có, men Việt Nam lâu đời ở đây. Và tôi phối hai cái men này lại thành một cái loại men nó hơi lai căng chút, nhưng mà nó phù hợp với môi trường của Việt Nam. Và có một cái phòng meo rất là kỹ. Quý vị vô chùa đi, chứ còn nếu tôi không chỉ cái phòng meo đâu, chắc chắn quý vị không biết, nó có trong khuôn viên chùa Long Hương. Phòng meo nó gần như là bí mật. Tại vì ông ấy bị phá cái meo tạp cái là hư chuyện hết. Rồi á, là muối. Thì như muối ở đây lấy Bà Rịa Vũng Tàu rất là rẻ, 500-300 đồng ký à. Tôi phải mua muối từ Bạc Liêu tới về tới đây gần 4-5 ngàn ký, có nghĩa là muối gấp 5, gấp 7 lần cái muối ở đây. Tức là lựa muối đặc biệt xuất khẩu đàng hoàng để mua. Muối thì mắc rồi, rồi quá trình xử lý nước muối của tôi nó cũng khác người ta. Tức là tôi xử lý nước muối rất là kỹ, được lọc đi lọc lại tới 4-5 lần. Và một bí mật nữa là nước muối đem phơi nắng trước 6 tháng sau khi vô độ. Là không ai làm cái này rồi đúng không? Chúng tôi mất nước muối không là đã 6 tháng. Và trong quá trình ủ meo thì từ ống nghiệm mà đi ra cái dĩa cơm á là mất khoảng 10 ngày. Nhưng mà tới ngày thứ tư có thể bưng hết cơm đi đổ, là vì cấy nó bị tạp meo. Tạp meo đổ cơm thì đơn giản rồi, không có hao tốn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cấy ra cơm rồi, cấy ra cơm rồi mà thành công, meo thuần chủng đẹp, bắt đầu cấy ra đậu. Cấy đậu mỗi ngày ở đây làm 3 tạ đậu. Và ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đem đậu ra, cái nó râu dài, râu đen thì cho bưng đi đổ hết 3 tạ. Mà một năm, một mùa tôi làm, nếu mà nó hư 10 lần là 3 tấn, hư 20 lần là 6 tấn. Đem đổ dưới để làm phân trồng rau. Thì như vậy là
Ý muốn nói về kể từ khi meo từ trong ống nghiệm ra tới cơm, ra tới đậu đều phải đạt chuẩn. Tức là khi mà meo nó lên đều, quý vị thấy nó y như cái măng tre đó. Nó không có dài hơn, nó nhỏ ngắn ngắn rất là đều. Và cái màu nó thì đúng là cái màu xanh của lá mạ non đó. Màu xanh rất là đẹp, mình nhìn thấy thương lắm. Quý vị mà làm nước tương là mỗi lần chúng ta nhìn thấy thương lắm. Nhìn thấy meo nó rất là đẹp, cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Thì quá trình chuyển biến sinh học bắt đầu xảy ra trong mấy ngày này. Thì khi mà đậu thành công rồi mới bắt đầu vào lưu nước muối. Vào lưu nước muối ngày quậy sáng lần trương lần chiều lần đúng năm sau tách nước ra. Tách nước ra vừa lọc vừa lắng là 6 tháng nữa. Thì mới bắt đầu đưa vào bồn để phơi. Là coi như 6 tháng nước muối, 1 năm ủ đậu và 6 tháng lau lọc là hết 2 năm. 2 năm đó bắt đầu đưa vô bồn 5.000 lít. Cái bồn mà quý vị thấy cái bồn inox á, thì nó ở trên tôi để một cái lớp kiến để tránh bụi bặm. Nhưng mà thực sự kiến là cái kiến hội tụ cho nên nắng gấp 3 lần, cái nhiệt nó gấp 3 lần bình thường, để nó mau cô đặc. Mau cô đặc có nghĩa là 3 năm nữa là cộng lại là thành nước tương, rời khỏi chùa Long Hương là đúng 5 năm chứ không phải 3 năm đâu. Cho nên cái mùi mà thơm của nước tương này á, là mùi thơm tự nhiên. Quý vị thấy nãy giờ nói nó chỉ là đậu với muối thôi, rồi ra cái mùi thơm xì dầu á, nó rất là thanh khiết và rất là tự nhiên. Và nếu như nước tương mà quý vị có thể mua hết tất cả cái điểm bán dưỡng sinh cỡ tại Việt Nam, đem lại để một chai nước tương ra xé nhãn đi, tôi có thể lấy ra được chai nước tương của chùa Long Hương. Vì cái mùi của nó đặc trưng lắm, không có ai có thể so sánh được cái mùi này. Tôi dám chắc là hết Việt Nam không có cái nước tương nào có thể so sánh được. Cái thứ hai nữa là nước tương mà của các nơi làm. Thì chúng tôi biết là cũng có một số chùa làm, bây giờ họ cũng có làm, họ cũng vẫn giữ meo, nhưng meo của họ mấy chục năm cho nên là nó đã ép mười mấy và thậm chí là họ hư rồi họ tái lại. Cho nên đó, thứ nhất là cái độ ngọt, cái độ đạm nó không có, độ đạm không có cao hơn so với nước tương đang có. Chúng tôi đã đem đi thử nghiệm ở trung tâm SRS rồi, thì 100ml của nó cho tới khoảng 400kg calorie hay gì, có cái bảng ở dưới á. Thì lúc chúng tôi thử, đi trung tâm SRS thử, thì chúng tôi là lấy nước tương nguyên chất của mình. Chúng tôi pha 4 xị, tức là 1 xị nước tương cốt, pha thêm 4 xị nước sôi vào. Tại vì cái quy chuẩn mà độ mặn của quốc tế nó phải dưới 14, mà mình làm mặn cho tới 20 mấy lận, cho nên phải dồn nước sôi vô để cho nó bằng cái tiêu chuẩn quốc tế, để mình sau này có thể đi các nước châu Âu được. Vì vậy là nếu như 100ml của nó là 400 thì phải nhân 400 nữa, đúng không? Thì nó phải 1.000 mấy. Một loại nước chấm mà có hơn 1.600kg calorie là không có trong tất cả các loại nước chấm hiện đang có trên thị trường bây giờ. Tức là cái chai xị nước tương của mình đang bán là nó hơn 500kg calorie. Thì bây giờ một mình một người một ngày ăn chỉ cần 2 muỗng cà phê của nó thôi là đã mấy chục kg calorie rồi. Đó là cái lượng quá thừa cho một người có thể ăn không cơm với nước tương và không cần thực phẩm khác. Thì như vậy là tuyệt đối không có bất kỳ một cái hương nào, hoặc có một cái hương liệu hóa chất nào đưa vào trong này. Mà quý vị biết là sau đúng 2 năm rồi mà chúng tôi bỏ vô cái bồn của inox phơi thêm 3 năm nữa, từ 5.000 lít cho tới 3 năm sau thì nó còn nhiều nhất là 1.000. Cho nên nói thật, nếu một lít nước tương bán không từ chùa Long Hương đưa tới tay quý vị khoảng 380.000, chúng tôi tính rồi vẫn bị lỗ vốn, lỗ chắc luôn. Theo dõi chúng tôi sẽ ngày nào cũng có khoảng 10 anh thanh niên quậy nước tương, lọc nước tương ở trong cái khu làm á. Và tuyệt đối khu này không có người nữ rối vào. Nước tương phải người nam làm tuyệt đối. Tại vì cái lúc lên meo nó có thể dễ bị hư. Thì nước tương các chùa cũng có làm. Và tại sao tôi phải đổ cái nước tương nó mốc tạp?
Vì mốc tạp nó sẽ gây dị ứng ngứa, bị viêm mũi, viêm gan B, C, thậm chí sơ gan, cho tới ung thư gan do nước tương. Cho nên tất cả những người ăn chay mà đã bị ngứa, đã bị viêm mũi, đã bị sơ gan, bị viêm gan B, C hoặc là ung thư gan là do quý vị đã ăn nước tương tạp meo. Kinh khủng đến mức độ này. Chưa nói là nó làm bằng cái khác, tôi chưa đụng tới cái chuyện nước tương không phải là đậu. Tôi đang nói, mới đang nói tới nước tương đã làm bằng đậu của tất cả các nơi. Thì quý vị thử bữa nào, nếu mà có một cái điều kiện rỗi rảnh, quý vị cứ đem nước tương khác lại tôi nếm, tôi sẽ nói từng loại nước tương cho quý vị nghe nó bị cái gì. Và cái mùi nó, quý vị không bao giờ giấu được cái mùi mốc tạp và cái mùi thuần chủng. Ví dụ như có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được rồi để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi quý vị có để 30 năm sau ăn nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng ta đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được. Càng lâu nó càng ngon. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn, họ đậy lên, xong họ đậy bao bố lên, 3 ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng như meo, chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Thì như vậy bắt đầu tạp meo, có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận. Trong đó có nếu như mà dính meo ung thư thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Do đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối với nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Và họ đã bị tạp meo. Nếu mà quý vị hiểu được cái điều này rồi, tôi đố quý vị dám ăn giọt nước tương đó. Tôi ra đường, xin thưa là đi từ nước Việt Nam, đi tới Mỹ, đi tới châu Âu, đi tới châu Úc, tôi đều mang cái chai nước tương tôi theo. Chưa bao giờ trong người tôi không có chai nước tương. Đó là cái mà tôi để chống chế tất cả những cái chuyện mà không hay xảy ra với mình trên bước đường đi. Cho nên ai có thì làm ơn lận một chai nhỏ nhỏ trong túi giùm. Trong tất cả các trường hợp xảy ra chúng ta cảm thấy trong người mình khó chịu, nên uống liền 2 muỗng cà phê nước tương. Không nói chuyện gì khác, cứ lật đật kiếm chai nước tương uống là được. Bật mí cái là chuyện kia rồi, tôi đi về sát với tôi bữa đi ra Hà Nội đó, là trên đường đi cũng có ăn một bữa ăn, mà tại vì cái cũng tiếp một người khách tương đối quan trọng rồi, đó là phải ăn thức ăn nó không phải theo ý muốn của mình, mà nước tương thì bỏ trong vali không kịp ghế la lấy ra, thì tôi bị đau nú răng. Răng nú răng vào ngày thứ nhất đau ít, và bây giờ là bắt đầu vào đại lễ, là đồ ăn ở trong đại lễ thì mình không có dám chê, nhưng mà thực sự khó ăn lắm. Khó ăn theo kiểu dưỡng sinh thôi, ăn ngon theo kiểu đồ ăn chay, nhưng mà đối với dưỡng sinh là khó ăn. Dầu trời ơi, nói thấy dầu thôi là thấy sợ, chưa nói cái khác. Niêm vị rỗng thì mình chưa biết. Thật ra là ăn thêm mỗi ngày sau trong cái lễ nữa là bắt đầu nú răng thiếu điều kêu trời rồi. Tới chiều hôm đó tôi không còn chịu nổi nữa. Thì nó mới nhớ ra, thật sự nó đánh tôi đau lắm, tôi mới nhớ ra cái chiêu của mình, chứ còn thôi mình cũng quên mất đi. Đêm đó là ngậm đúng một muỗng nước tương tamari. Ngậm nó được, nó dột môi rồi hết. Nhưng mà ngậm vô là nó thấy mọi chuyện khác rồi. 5 phút sau là bắt đầu giảm đau và nó xẹp sưng hết, sưng liền. Và quý vị biết là phải ngậm cả tiếng đồng hồ mới nuốt, tại nó mặn quá. Mà nuốt liền khó nuốt lắm. Quý vị để ý khi mà ngậm nước tương phải nuốt nha, đây là kinh nghiệm. Đương nhiên là ngậm nhiều nó sẽ đầy miệng, thì chúng ta buộc phải nuốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng nuốt rất là ít, nuốt để nó giảm cái tràn miệng ra. Vậy chúng ta ngửa ngửa để cho nó xuống một chút, rồi chúng ta ực nhẹ, rất là nhẹ, từng chút vậy, để giữ làm sao mình ngậm cho tới khi lạc mới nuốt luôn á. Thì đau răng cỡ nào một lần ngậm nước tương quý vị thấy tuyệt vời, và người chúng ta sẽ khỏe lại liền. Và đêm đó ngủ rất là sâu, thì chưa có kinh nghiệm là có phải mất ngủ ngậm nước tương hay không thì không biết, nhưng mà cái đêm mà ngậm nước tương thì ngủ sâu lắm.
Mai mốt ai mất ngủ dòng nước tương thử rồi nha. Cái này là chưa chưa kinh nghiệm, nhưng mà lần đầu tiên ngậm thì ngủ rất là sâu. Ngậm lần hết là tôi không muốn ngậm lần thứ hai, là ra không có kinh nghiệm có ngủ sâu hơn đêm sau không thì chưa biết. Còn tất cả các dạng độc, ví dụ như thú độc cắn, thì chuyện đầu tiên là lỡ nha, tôi nói là cái loại nào mà độc quá như là rắn độc rồi thì chúng ta ví dụ cắn ngoài chúng ta sẽ cột ở trong liền, cột siết ở trong để cho nó đừng có mạo độc, nó lâu chạy về tim. Thì nếu như lúc đó mà kiếm được hột gà liền, có hột gà liền thì khoái hột gà, còn không có bắt buộc phải uống nước tương liền. Đầu tiên là lấy nước tương nhúng bông gòn đắp lên cái chỗ thú cắn cái đó, và uống cho tôi uống đậm luôn, hai muỗng canh luôn ấy. Tại vì nguyên lý âm dương thôi, độc nó âm, nó có thể làm ngưng tim ngay tại chỗ, nhưng mà mình đưa cái dương này lên là mày không có khả năng làm cái gì được hết á. Cho nên là cấp cứu bị tất cả các loại thú độc cắn. Thì sau đó nếu mà mình kiếm được hột gà, mà hột gà có trống á, thì bây giờ sẽ thấy lòng đỏ của hột gà là dầm nửa cái trứng gà, nước tương là đánh đều, uống cái nữa là coi như xong cái việc độc của thú độc cắn. Chiếu một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta khuấy sắn dây để trên loãng rồi đổ muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á, thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao? Uống nước tương tamari với lại trà ba năm, nhanh hơn vô nước biển, tại vì nó dương quá. Và chính uống nước tương tamari này nó sẽ không bị mất cái lực, cái nội dương của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể cơ thể tiết cho chúng ta khoảng 1000 kg calorie để hoạt động, nhưng mình làm nó hết rồi. Và thường là người ta bị yếu, ta thấy giống như hết calorie cái họ uống đường. Uống đường cái họ hoạt động là được, họ cho là đường hay, hay thì có hay đó, nhưng mà đã sao? Âm vô thì nó sẽ hấp thu cái nội dương của mình. Cho tới một ngày mà mình mệt mà uống nước đường không còn khỏe nữa là cạn kiệt cái nội dương của chúng ta, là kể như thua luôn. Cho nên mệt cứ uống trà tương là sẽ có tác dụng rất là tốt. Còn đi đâu mà quý vị có nước tương này thì không bao giờ sợ bị ngộ độc thực phẩm. Và bản thân chúng tôi cũng đã thử rồi, những điều tôi nói đều là kinh nghiệm xương máu. Lúc đó ở đây quý Phật tử biết tôi thích ăn cái đọt bí, đọt bí rợ, thì thấy ngoài chợ cứ mua về ngon quá làm cho sư phụ ăn. Nhưng mà cái người nấu bếp, có cái cô Phật tử nấu bếp, cổ niêm bị đắng là cổ biết rồi, tại có ăn dưỡng sinh biết mà, tức là cái đắng của thuốc á, đắng của thuốc độc, tức là họ mới xịt chưa có giải ra. Mà tôi bữa đó tôi thấy rõ ràng là mua đọt bí về mà trưa dọn lên không có đọt bí, tôi đâu có chịu, tôi xuống bếp tôi lục. Mấy người cản nó đổ đi, không đổ giấu tủ tôi lục dính lấy lên chạy theo thầy thì đừng có ăn cái này, thầy ăn cái này là con không có chịu trách nhiệm, là lỡ có gì xảy ra con chịu trách nhiệm. Tôi nó không yên tâm đi mà đứng nói hoài, tôi đuổi ra tôi đóng cửa tại vì tôi cũng muốn thử coi nó chết hay sống chứ. Tại vì mình đang làm nước tương, kéo đầu ăn thì họ ở ngoài cũng có một số Phật tử ngoài cửa ngồi chờ coi, tôi nói chừng nào mà nghe tôi đập cửa xô cửa vô, còn không thì ngồi yên ngoài tôi cũng cho vô nhưng mà ăn xong lại rất là khỏe. Tức là một chút âm ở trong dương thì dương lại càng dương. Cho nên nếu như mà cái loại mà nó có đồ âm, mà có âm độc mà mình chấm trong nước tương thì đồ đó là bổ hơn là đồ bình thường nhưng mà nước tương phải đậm rồi nha, mình phải cân làm sao nước tương nó phải lấn thằng kia, chứ nước tương mà thua là mình bị trúng độc. Cho nên bây giờ đi đâu thì đó, từ cái kinh nghiệm đó mà đi đâu tôi phải mang nước tương theo. Trường hợp mình đi xa, đồ dưỡng sinh là chắc chắn không có như ý mình rồi, thì khôn hồn mà ăn đồ luộc dùng. Tại họ luộc vớt ra rồi cũng bớt một chút độc rồi, mình chấm nước tương là cỡ như quá tán hết. Còn liệu không xong thì ăn nước tương không với cơm đi. Độc ở trong mà thuốc hóa học, thuốc trừ sâu của cơm gạo không có thể đến đổi chết liền.
Tại vì ít lắm nó cũng đã cách ly được vài tuần. Còn rau củ khi họ xịt đêm đó sáng họ ngắt bán à. Đấy, kinh khủng lắm. Cho nên là cái thực phẩm sạch, nếu như bây giờ không có thực phẩm sạch mà mình có nước tương thì thôi đỡ tội, chịu khó chấm nước tương cốt của Quy Nguyên ăn đi là coi như là chúng ta thoát. Cho nên là lúc nào trên đường đi, dù là xa dù là gần, quý vị chịu khó lận một chai nước tương theo giùm. Đây là nói một câu rất là nghiêm túc. Chính bản thân tôi bây giờ không có đi đâu không có nước tương trong người, kiểu gì tôi cũng phải có ít lắm là một xị nước tương. Chưa bao giờ chúng tôi đi xa, từ trong nước cho tới nước ngoài, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đều có nước tương hết đó. Bây giờ cũng may mắn là các nước có rồi, cho nên đi giảng các nơi có khi tôi hỏi thẳng bên đó là có nước tương của tôi không? Có thì tôi khỏi mất công mang, không có là tôi đều mang đi hết đó. Lúc nào hồi trước thì mang theo một khăn dây lùm xùm quá, bây giờ bỏ khăn dây qua một bên, là một là mang nước tương nè, hai là có một chút có chanh muối, chanh muối. Trà thì sau này chúng tôi làm trà, có một thời tôi làm trà Túi Lộc, mai mốt sẽ làm trà Túi Lộc lại, thì mang trà Túi Lộc theo là tuyệt vời rồi. Thì đi xa 5 ngày 7 ngày có nhiêu đó đủ sống rồi, không có sợ bị trúng độc dọc đường. Thật ra nước tương nó, nếu nói về âm dương thì nó nguyên dương, phải nói nó là cực dương sau nhiều năm. Quý vị thấy là tôi đã 5 năm, tức là đã trải qua là xuân hạ thu đông tới 5 đợt. Có nghĩa là một năm đầu tiên nó đã quân bình rồi, năm thứ hai lại càng dương hơn, năm thứ ba dương hơn, năm thứ tư dương hơn. Với thời gian và không gian, tất cả những cái gì cực âm nó sẽ biến thành cực dương. Cho nên đậu nành là âm, làm với muối, ủ được muối một năm là nó đã quân bình rồi, nhưng bắt đầu để càng lâu thì nó càng dương. Và dương thì quá giải được tất cả những âm, mà âm có nghĩa là độc, kể cả các cái độc trong thực phẩm mà người ta cấm thì đều có thể giải quyết được. Đó là cái mà chúng ta biết là nước tương. Thật ra là chúng ta nên có cái này trong tất cả các bữa ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Nó dùng trong, ví dụ như quý vị mà sử dụng bột sắn dây cho các trường hợp giải độc mà không có nước tương thì không phát huy tác dụng nhá. Cho nên là uống bột sắn dây là luôn luôn có nước tương tamari. Niêm nấu đồ ăn kho. Quý vị thử bữa nào, đây là một cái kinh nghiệm riêng của nấu dưỡng sinh. Quý vị kho đồ ăn á, thường là sử dụng cho kho, hoặc là thậm chí cả nấu canh đi nữa, cuối cùng quý vị mới bỏ nước tương này vô, nó sẽ có cái vị ngon lắm. Kho trước khi mà bỏ xuống á, thì quý vị bỏ một chút nước tương trộn vào. Thậm chí là ví dụ như canh chúng ta đã niêm rồi cái gì, lỡ mà người ta đem canh ra cho mình ăn thì mình có thể niêm thêm một chút nước tương tamari. Thay vì hồi nãy niêm tekka thì chúng ta có thể bỏ vô một chút tương tamari nữa thì cái vị nó ngon lắm. Khi mà chúng ta quen với cái vị này rồi thì nó có thể xử lý cho tất cả các việc niêm nấu đồ ăn của mình. Này bị phát hiện, mới bắt đầu bán rau mầm nguyên rễ. Không phải bắt đầu đâu mà tôi muốn cái này ghê lắm rồi. Tại vì rau mầm mà quý vị cắt ngang cái phần rễ là cái phần bổ, thiếu điều muốn bổ hơn ở trên. Mà lại như bị phải theo quy định là phải cắt mới đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên phải bị cắt ngang tôi tiếc lắm. Tôi nếu có thời gian rồi tôi đi xuống tôi lụm mấy cái rễ tôi luộc tôi ăn. Tại nó mới là bổ, bao nhiêu dinh dưỡng nó mới hút vô, cái mình cắt bụp ngang cái nó hết rồi. Thật ra thôi bây giờ kệ nó, bữa nay chùa Long Hương bắt đầu chịu cực là nhổ để nguyên rễ. Quý vị về kiếm cái gì đó, cái bằng chải hay gì, quý vị bà vào bỏ trong dừa, bỏ vô thao nước mà vừa vào quào bằng bằng chải, cái sợi nó dài dài á, thì nó sẽ hết bụi liền, nhanh lắm, dễ rửa. Tại cái chùa đông quá, ăn lần mấy trăm người rửa cực, chứ còn 5-3 người trong nhà thì rửa quá sướng rồi. Cho nên cái rau mầm mà còn nguyên rễ thì bổ hơn cắt ngang, bao nhiêu cái đạm nằm trong đó hết rồi. Mà bữa nay thì mình mới bắt đầu cho bán. Tôi chưa giờ ở tại chùa này, mấy thầy thị giả thì biết rồi đó. Sáng đông phải thông báo cho nhà rau mầm là nhổ rau cho thầy chứ không cho cắt, cắt tôi đâu ăn đâu.
Ở đây mà cắt rau mầm đem lên tôi trả về, tôi không ăn, có luộc chín đi nữa tôi cũng để chơi cho mấy thầy ăn. Từ xưa tới giờ là chưa bao giờ ăn rau mầm không có rễ. Nhưng mà tại vì bán ở ngoài nhà nước quy định vậy phải cắt. Chứ theo tôi là cái tại vì cái giá thể mình quá tin tưởng, mình làm sạch rồi. Và trồng đợt đầu thì tôi xử lý cái sơ dừa, ngâm rồi ngâm vôi càng long này nọ kia, để cho tới giờ phút này 5-6 tháng cái giá thể hửi nó vẫn có mùi tôm thơm chứ nó không có mùi hôi, mùi gì hết. Tức là nó bản thân đã sạch như vậy. Và khi trồng xong đợt nhất mà cắt rễ ra, cắt rồi để bán thì còn cái phần rễ đó đó, thì chúng tôi đưa vô máy xay xong đưa vô lò hấp thêm một trận nữa, và hấp triệt trùng trước khi trồng đợt 2. Thành ra giá thể trồng đợt 2 đã được triệt trùng bằng nồi hấp thì nó quá sạch rồi, không có gì dơ. Tôi nói là nhổ vũ vũ bỏ vào miệng ăn liền, tôi dám ký giấy không ai bị nhiễm độc. Tại thấy đen đen ớn vậy chứ còn nó sạch lắm, là cái giá thể sạch tuyệt đối mà. À, có một câu hỏi là tại sao mà ăn gạo lứt thì nhanh no hơn gạo trắng? Quý vị ăn có cảm giác đó không? Có. Ăn cảm giác nhanh no hơn là đúng chứ không sai, và nó no lâu hơn là đúng luôn nữa. Thì nó còn nguyên cái lớp cám á, và cái dinh dưỡng cũng như cái năng lượng nó gần như được bảo toàn. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó đủ, nó đủ nhanh hơn là ăn gạo trắng. Ăn gạo trắng nó thiếu dinh dưỡng, gạo trắng nó không có đủ dinh dưỡng. Cho nên mình ăn chén mình cảm thấy nó cảm giác nó loãng loãng, mặc dù nó đầy bụng nhưng mình nó còn cảm giác thiếu thiếu gì á. Nhưng mà ăn gạo lứt khi chúng ta nhai kỹ nó đủ năng lượng, chúng ta có cảm giác là mình sẽ dễ no hơn và no dai hơn, tại vì năng lượng nó đã được bảo toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Đây hỏi cái chương trình giảm gái gạo không? Tôi như mới có thông báo giảm giá gạo mùa hè hết mười mấy ngàn ký rồi đó. Quý vị biết từ đây ra tới Hà Nội nè, tôi trồng gạo Sén Cù á, ai đã từng ăn rồi sẽ biết. Đây tới Hà Nội đi lên tới Yên Bái đi sâu vô cái vùng Mường Lò. Thì lần đó là tại vì tất cả cái đồ bán dưỡng sinh tôi đều phải đi tới nơi để kiếm. Lần đó đi leo núi kiếm cái trà suối vàng. Suối được đặt trên là suối vàng, tức là người... người dân tộc Mường họ nói suối vàng tức là suối trời, và trên núi đầy mấy cái núi trà mọc thiên nhiên, có nhiều cây cả ôm nữa, cao to. Thì lên đó để kiếm lá trà. Người dân tộc không có dễ gì mình mua được đâu, chơi với người dân tộc cũng vui lắm, họ cũng tiếp đãi mình đàng hoàng. Tôi nhớ có một cái lần đi ra ngoài ăn đoàn cũng 5-6 người. Cái dọc đường là tôi thấy bán cái đồ biết là thiên nhiên mình mới mua, ví dụ như leo rồi dọc đường bí rồi dọc đường mua. Mua cái điểm đó tới tối lên tới cái chân núi đó thì cái gia đình nó có mấy đứa bé cũng thấy thương, ba cái dưa leo mua đem ra cho. Wow, cái thằng nó làm dữ lên, xém chút bị đuổi xuống núi rồi. Nó nói mày cho tao ăn, con tao ăn cái gì? Cái loại này trồng có thuốc độc không? Tại nó không có dưới sớm này bán mà, nói sớm là chưa biết là nhân tàu không có cho mày, cho con tao ăn, nó làm quá trời luôn. Mày mà cho tao con tao ăn lần nữa rủi mày xuống núi. Nó làm dữ. Người dân tộc. Và biết rằng nó ăn rất là kỹ, đồ nó trồng tại nhà nó ăn, không ăn đồ ở hàng xóm luôn. Người dân tộc nó kỹ đến mức độ như vậy. Không bao giờ nó bệnh. Thì mới đặt vấn đề mua lá trà của nó. Hỏi mày cần mua bao nhiêu? Tôi nói là khả năng mẹ ngày bẻ mấy cần xé. Nó nói là tao bẻ đủ ăn thôi à. Nó mấy cần á. Tôi nói rồi bẻ cho tao, ngày mai bẻ nhiều đó mày gom ở nhà trưởng làng cho tao lấy. Xong rồi ngày hôm sau mình cũng gắng, mình nán nán lại, mày kêu nó mày bẻ cho tao thêm một ngàn vậy đó đi. Nói tao xài chưa hết tiền, mày ngồi đó mày chờ chừng nào tao xài hết tiền tao bẻ cho mày đi. Thế là mình mua được có mấy bao. Không chịu nổi nữa, lần sau bắt đầu mò ra tính toán kỹ rồi. Thì phải nhờ cái ông dưới chân núi á. Ở nhà ông mới ngồi đó bây giờ, tôi nói là bây giờ tôi đặt vấn đề, ông phải gom sao cho đủ 1 tấn rồi, ông sẽ liên hệ, ông gửi về cho tôi. Nó cực vậy đó, bây giờ mỗi muốn mua cái lá trà trên đó rất là cực. Nhưng mà thật sự nó rất là sạch, trà sứ vàng sạch thiên nhiên lắm. Năm nay nó bị cái lệnh gì nó cấm về trễ. Cái đợt mà trà sứ vàng là nó cũng vừa cạn á. Chắc một tháng, hai tháng rồi mới có lại. Vì vậy là chúng tôi phải leo lên tới núi để kiếm bất kỳ thực phẩm nào đi tới nơi hết.
Và lúc leo lên núi nhìn xuống thấy cái đồng bằng đẹp quá. Tôi nói thầm trong bụng, tôi nói chắc chắn là tôi phải quay lại đây để tôi trồng lúa cái đã. Đồng bằng đẹp quá tôi không có nhịn được. Chuyện nó ấp ủ cũng được mấy năm, kiếm được phân sinh học quay ngược ra liền. Thì cuối cùng liên hệ được sở nông nghiệp, phòng nông nghiệp của huyện đưa xuống tới xã, xong rồi thì họ dẫn vô trong đó để trồng. Thì nó sạch, mình đã tự biết nếu mà cái nước từ thượng nguồn chảy về thì nó không bị ô nhiễm bất kỳ cái gì. Họ dẫn vô cánh đồng đó họ trồng, kèm theo phân sinh học của mình thì thôi không còn cái gì có thể so sánh được. Cho nên khi mà chúng tôi đưa đi phân chất thì họ nói là ngay cả cái hữu cơ trong miền Nam của mình trồng mương tôm gì cũng không thể so sánh được với cái gạo sáng gù đó, sạch lắm. Mà quý vị biết từ khi trồng, kể từ tiền phân, tiền thuốc, tiền vận trà tải, và tôi cho phân không nông dân nè, phân là cho không, không lấy tiền, đi chạy ra chạy vô để hướng dẫn quy trình trồng, xong rồi mua lại với họ cao hơn giá thị trường 2.000 đồng một ký. Tại đó nhiều khi mình làm tới hết vụ rồi, mấy cái thương lái nó chơi kỳ lắm, nó đợi là gần chín bắt đầu nó vô nó nổ, nông dân tăng giá. Ví dụ gạo ngay tại đó 12.000, cái đó mua 16.000 thì buộc tôi phải mua 18.000, tức là bắt buộc phải mua cao hơn thương lái 2.000 đồng một ký thì người ta mới bán. Hồi đầu thì cam kết là mua ngang giá thị trường, bị thương lái nó thổi thì bắt buộc mình phải bị trội theo. Tiền vận chuyển về đó trong Nam một ký tương đương với mấy 2.000, 2.500 gì nữa đó. Thì tính ra một ký lúa mà về đến trong này là cũng 20-30.000 rồi. Cho nên cái giá gạo tháng cụ không cách nào hạ xuống thêm nữa được. Rồi phải bán giá đó thôi. Đó ra là hiện tại là đang có cái gì đó có giảm giá mùa hè 10 mấy ngàn ký đó. Còn không biết lần ký gạo tới mấy chục ngàn đó không biết. Thì quý vị nên ăn tại vì á, nếu mà nói về dinh dưỡng thì giữa cái gạo trồng phân hóa học và trồng phân sinh học thì quý vị nghe rồi đúng không? Trong cái phân sinh học này nó khác với cái phân hóa học ở chỗ nào? Phân hóa học nó vẫn có bo, có gì đó NPK, thì phân sinh học hữu cơ cũng có NPK. Nhưng mà trong này nó có bo nè, có sắt nè, có kẽm nè, có đồng, có magie, có mangan. Tức là cái kháng thể của cây. Cho nên khi mà mình bón cái đó thì thứ nhất là cây nó đủ kháng thể, thứ hai là cây đủ dinh dưỡng. Và khi cái cây đủ dinh dưỡng thì nó ra sản phẩm đủ dinh dưỡng. Ví dụ như một ký, bây giờ chúng ta thử lấy cái cũng là rạo sáng cù nhưng mà trồng phân hóa học, thì chúng ta sẽ lấy 100 gram ra đi phân về calorie. Thì gạo trồng bằng phân hóa học có thể là 100, nhưng mà gạo trồng bằng phân sinh học của mình có khả năng là 200-300. Tức là nó về dinh dưỡng, về calorie, về sinh tố, khoáng tố nó sẽ bổ, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên chúng ta ăn ít thôi cũng đủ rồi. Từ hồi có gạo sáng cù tới giờ phút này là tôi ăn một ngày đúng một chén bữa trưa, ngoài ra là không ăn gì nữa. Nhưng mà hoạt động vẫn tốt bình thường. Thấy tôi không có đánh đổi đó, vì tệ lắm đúng không? Thấy cũng được. Ngày có một chén. Ngày có một chén lâu lắm rồi đó, cả năm nay rồi. Cứ ngày một chén rồi bữa trưa vậy thôi à. Không ăn cháo buổi sáng, không ăn gì hết. Sáng là tuyệt đối uống nước lạnh cho tới trưa rồi. Có khi đi làm công việc tới về tới chùa 1-2 giờ vẫn về chùa ăn chén cơm chứ còn không ăn dọc đường. Thì buổi chiều có quá là thêm ly sữa nữa là thôi cũng một ngày, không ăn thêm. Nhưng mà tôi cảm giác là nó tốt hơn. Trước đây tôi có ăn cái gạo hữu cơ. Gạo hữu cơ được trồng ở miền Tây cũng tương đối tốt. Nói chung là cái họ cũng trồng phân sinh học Mỹ nhưng mà tôi ăn tôi cảm giác là không bằng gạo sáng cù. Thì ở đây chúng tôi trực tiếp đi trồng, trước 3 loại là jasmine, jasmine bây giờ nó hết rồi. Bây giờ còn 2 loại là sáng cù và nàng hoa trồng bằng phân sinh học hữu cơ. Và tôi chọn cái vùng đó là cái vùng một năm nó ngập mặn một lần, ở Gò Công Đông á. Và nó để lại một dư lượng muối, thành ra cũng ít có cái sâu rầy. Và gần biển cho nên nước nó cũng đương đối, không có đổi nào. Thì hai cái loại đó là hai loại mà tự tôi đi trồng á. Và được đưa đi phân chất thì trong 13 loại độc chất mà thế giới quy định nó đạt chuẩn hết. Không phải đạt chuẩn bình thường đâu. Ví dụ như arsen đi trong cái chuẩn của Việt Nam là 0,5, nhưng mà nó là 0,0002. Mình là 0,5%, người ta tới
2/10.000, tức là nhiễm không có. Cho nên những cái gạo mà chúng tôi được bán ở đây là tương đối, phải nói là nếu như mà có cái cách để mà xin được gạo hữu cơ thì chắc chắn mình sẽ được, là tại vì mình đã đạt nhiều cái chuẩn là giống sạch, rồi phân sạch, rồi đất sạch, nước sạch nữa. Có một câu hỏi về đạo lý, trả lời ha. Thắc mắc về tự tánh mà sư phụ giảng, trong tự tánh không có năng có sở, chỉ có cái rõ biết trùm khắp. Vậy một người đã giác ngộ khi nghe âm thanh, thí dụ là tiếng dế kêu, nếu người đó chưa từng biết con dế là gì, người đó có liền rõ biết là tiếng con dế không? Nếu không biết mà phải dụng tâm để biết thì liền có mình biết, vậy thì lại có năng có sở, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này thì nghe hay á, nhưng mà khi nào rớt vô tự tánh sẽ biết. Tại vì á, cái rõ biết trùm khắp thì trong đó không có năng, không có sở, không có phải, không có trái, không có đúng, không có sai, không có thiện, không có ác. Nhưng mà nó thấu thoát về năng sở và thiện ác. Có nghĩa là cái rõ thông đó nó không phải là dùng cái tâm thức để biết. Cái tâm thức là được sanh ra từ cái rõ thông đó. Cái đó nó là mẹ của tâm thức, là cho nên nó còn rõ sâu hơn cái tâm thức phân biệt. Nhưng mà nó rõ khắp và nó rõ thấu, chứ không phải rõ mờ mờ. Mình đợi phân biệt mình mới biết. Đợi phân biệt biết là cái biết của tâm thức nó đã rớt xuống mấy cái tầng mờ ảo rồi. Rõ biết mà phân biệt trở thành ảo, ảo tưởng để biết. Nhưng mà rõ biết không có phân biệt, đó mới là rõ thấu. Thành ra nó rõ lắm, nó thấu tận tất cả những cái gì tinh tế nhỏ nhiệm nhất, chứ không phải là biết thô thiển như cái tâm thức của mình. Để cho mình á, tại vì mình còn ở trong cái tầng của tâm thức, mình thấy là không so sánh, không phân biệt, thì mình không có cái gì để biết. Như người ta nói vượt ngoài cái tầng của tâm thức rồi, thì không so sánh, không phân biệt mới là tỏ thông vô ngại. Cho nên là chúng phải tới đó mới có thể cảm nhận được. Còn hiểu thì gật đầu chơi cho vui, chứ còn không biết chuyện đó là gì đâu. Thế vậy chứ không biết. Trước cái phút ngộ không biết cái chuyện này luôn, chứ đừng nói là hiểu như bây giờ. Cho nên đối với cái chân trời của tự tánh là sau khi mà chúng ta phá vỡ được cái sắc quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới cận kề với cái tỏ thông đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có khả năng rớt vào ở cái trạng thái là chúng ta không phân biệt mà rõ biết rồi, tức là diệt được tưởng ấm rồi á, thì cái biết không thông qua tưởng nữa. Biết không thông qua tưởng có nghĩa là không qua cái, không thông qua căn trần nữa. Diệt được tưởng ấm rồi là cái biết chúng ta bắt đầu không thông qua căn trần nữa. Thì lúc đó mình có thể thông cảm được cái việc là cái rõ biết không phân biệt mà thấu thoát hết tất cả mọi duyên cảnh. Chúng tôi dùng cái từ là thấu thoát, nhưng mà không có cái chuyện mình biết và vật bị biết, không có hai ở trong này. Thì cái này là một cái cảnh giới tâm khác thường, chứ không phải là cái tâm thức bình thường. Cho nên chúng ta có thể dùng tâm thức mà chúng ta hiểu về chuyện đó là chúng ta sai, hiểu không được, hiểu không đúng đâu. Khi lâm chung con mong được thầy khai thị, nhưng người bạn đồng tu nói rằng nếu vậy thì lúc lâm chung nếu thầy không đến khai thị cho thì chị cũng không đi được. Xin hỏi thầy như vậy có đúng không? Thật ra không cần tôi khai thị, quý thị cũng đi mất tiêu rồi. Nhưng mà có điều là được lời khai thị thì mình có thể thấy ra được nhiều điều hơn. Nếu mà lúc đó chúng ta vẫn còn đủ cái bình tĩnh để mà được nghe cái người thương mình nói chuyện cho mình nghe vài câu, thì mình sẽ ra đi nó sẽ tốt hơn. Thật ra cái sanh tử này, tại vì mình chưa có cái điều kiện mình nói nhiều. Cái phút lâm chung nó quan trọng lắm. Nó quyết định cái sinh tử cận kề sắp tới. Do đó mà chúng ta thấy có những cái trường hợp, có những bà mẹ chờ con không về, không nhắm mắt rồi đó. Cái tâm thức nó mong ngóng đó. Người bị vướng kẹt ở trong cái tình ái. Nếu như có lời khai thị về cái chuyện tình ái để người đó không bị vướng mắc thì cái thức đó sau đó nó nhẹ lắm, nó tự do lắm. Rồi khai thị về cái chuyện ví dụ như mình bệnh liệt giường khi mình chết đi, ví dụ vậy,
thì mình được khai thị thì mình thấy là cái thân, cái thân trung ấm của mình đang mang sau khi bỏ cái thân này á, thì nó không có phải là què quặt, nó không phải là bại sụi, mà nó được đi đứng tự do. Là liền khi đó họ đi đứng tự do. Chứ nếu không cái thần thức đang rời cái thân bại sụi, cái họ ra họ cũng cà sụi nó không được tự do. Nhưng mà được khai thị họ sẽ nhận ra liền, nhận liền họ sẽ được tự do. Mà tất cả những người chết đều được tự do, tôi nói trừ trường hợp những người tạo cực ác thì mới không tự do thôi, chứ bình thường sẽ tự do. Do đó phải cái người thứ nhất là họ hiểu được cái việc sinh tử. Chúng ta dùng từ là hiểu đi cho nó dễ thông cảm. Chứ thật sự thì phải thấy rõ cái sinh tử của người đó, và phải phát khởi cái từ tâm để câu thông được với cái thần thức đó. Chứ không phải khai thị là lại nói ào ào mà không biết gì là không phải đâu. Không phải. Cái tâm của cái người khai thị phải đủ cái lực để vào cái tầng tâm thức của người kia mới nhận được. Chứ không nói chuyện ta không nghe. Không vỉa gì mà người kia nghe mình nói chuyện. Sau khi chết họ sẽ nghe cái khác, nghe kiểu khác. Chứ không phải nghe bằng lỗ tai như mình nói đây mình nghe. Do đó cái tâm lực của mình phải làm sao mà kết nối được với cái tâm thức của người chết mới được gọi là khai thị. Trước khi chết cũng như sau khi chết, lúc mà để trong quan tài gì đó, trước khi chôn gì đó thì nói chuyện, là lúc đó cái thần thức của họ sẽ nhận được cái sóng tâm của mình phát ra để họ nhận biết cái gì. Chứ còn không phải nói trên lời nói mà họ biết được đâu. Nhưng mà trước cái đám đang đông thì mình cũng nói khai thị cho vong linh theo cái kiểu người ta nghe, là mình nói chuyện ở đây để cho mấy người sống nghe. Chứ còn người chết là phải nói kiểu khác à. Thì có cái cách khác để tao nói cho thần thức nó nghe, nhưng mà cái ngôn ngữ bên ngoài là người ta nghe là ông thầy nói chuyện. Thì để cho mấy người sống cũng ý thức, mấy người mà già già cũng nghe đó cũng ý thức, để chúng ta bỏ chuyện không có lành, để mình có thể lúc lâm chung mình sáng suốt hơn chút. Lâm chung mà được sự khai thị thì tuyệt vời. Thì cái chuyện đó là cái duyên, chứ còn chưa dám hứa là tôi sẽ được khai thị với ai. Con năm nay 75 tuổi, là người dân tộc thiểu số, người Nùng. Con đi bộ đội xa nhà 55 năm, hiện giờ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê con còn một đứa con trai đầu lòng. Nếu khi con lâm chung, gia đình con báo tin thì ở quê con trai con sẽ giết trâu bò và mời thầy Mo về cúng tế. Vậy con có nên báo cho con trai con biết hay không? Xin thưa thầy Từ Bi chỉ dạy. Giờ đầu tiên là điện nói nó tao chết, nếu mày giết trâu giết bò là tao không có nhận mày làm con. Đúng không? Mình dọa nó trước. Chỉ có vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà mình chết mà không cho con hay thì kỳ lắm. Cha con mà chết phải cho hay, nhưng mà dọa nó trước. Bây giờ điện tính về nó, tao bây giờ là cái mong muốn cuối đời của tao là khi tao chết là mày không được quyền mời thầy Mo giết trâu giết bò. Nếu mà mày làm như vậy là tao từ mày. Do nó vậy bắt buộc mày phải hứa với tao là tao chết mày không được giật trâu giật bò cúng. Phải nói nó trước thôi, chứ còn chết mà không báo cho con kỳ lắm. Do nó trước đi, nó sợ. Nó sợ nó không giết trâu. Kính thưa thầy, tại sao nước tương của thầy có hương vị không giống nước tương thực dưỡng khác? Nước tương thực dưỡng khác nghe mùi tương trao hay rất quen thuộc là tại sao? Thứ hai là cho chúng con được biết tất cả những công dụng nước tương tamari của thầy. Mấy cái này nói cái nó hết thời gian luôn á. Đầu tiên chúng ta nói tới cái men để làm nước tương nó rất là khác. Nước tương ngon hoặc nước tương dở là do men. Giống như quý vị đã từng làm cơm rượu đúng không? Cái men ngon thì cơm rượu nó sẽ ngon, kèm theo cái kỹ thuật làm của nó. Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái men. Cái men đó chúng tôi được cái duyên là nhờ một người lấy được cái men của Nhật. Và men của Nhật thì khí hậu nó khác của mình, cho nên về đây chúng tôi lại phối với cái men mà chúng tôi đã có, men Việt Nam lâu đời ở đây. Và tôi phối hai cái men này lại thành một cái loại men nó hơi lai căng chút, nhưng mà nó phù hợp với môi trường của Việt Nam. Và có một cái phòng meo rất là kỹ. Quý vị vô chùa đi, chứ còn nếu tôi không chỉ cái phòng meo đâu, chắc chắn quý vị không biết, nó có trong khuôn viên chùa Long Hương. Phòng meo nó gần như là bí mật. Tại vì ông ấy bị phá một cái meo tạp, một cái là hư chuyện hết. Rồi á, là muối.
Thì như muối ở đây lấy Bà Rịa Vũng Tàu rất là rẻ, 200-300 đồng ký à. Tôi phải mua muối từ Bạc Liêu tới về tới đây gần 4-5 ngàn ký, có nghĩa là muối gấp 5, gấp 7 lần cái muối ở đây. Tức là lựa muối đặc biệt xuất khẩu đàng hoàng để mua. Muối thì mắc rồi, rồi quá trình xử lý nước muối của tôi nó cũng khác người ta. Tức là tôi xử lý nước muối rất là kỹ, được lọc đi lọc lại tới 4-5 lần. Và một bí mật nữa là nước muối đem phơi nắng trước 6 tháng sau khi vô độ. Là không ai làm cái này rồi đúng không? Chúng tôi mất nước muối không là đã 6 tháng. Và trong quá trình ủ meo thì từ ống nghiệm mà đi ra cái dĩa cơm á là mất khoảng 10 ngày. Nhưng mà tới ngày thứ tư có thể bưng hết cơm đi đổ là vì cấy nó bị tạp meo. Tạp meo đổ cơm thì đơn giản rồi, không có hao tốn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ cấy ra cơm rồi, cấy ra cơm rồi mà thành công, meo thuần chủng đẹp, bắt đầu cấy ra đậu. Cái đậu mỗi ngày ở đây làm 3 tạ đậu. Và ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đem đậu ra cái nó râu dài, râu đen thì cho bưng đi đổ hết 3 tạ. Mà một năm, một mùa tôi làm, nếu mà nó hư 10 lần là 3 tấn, hư 20 lần là 6 tấn. Đem đổ dưới để làm phân trồng rau. Thì như vậy là ý muốn nói về kể từ khi meo từ trong ống nghiệm ra tới cơm, ra tới đậu đều phải đạt chuẩn. Tức là khi mà meo nó lên đều, quý vị thấy nó y như cái măng tre đó. Nó không có dài hơn, nó nhỏ ngắn ngắn rất là đều. Và cái màu nó thì đúng là cái màu xanh của lá mạ non á. Màu xanh rất là đẹp, mình nhìn thấy thương lắm. Quý vị mà làm nước tương là mỗi lần chúng ta nhìn thấy thương lắm. Nhìn thấy meo nó rất là đẹp, cái sức sống nó mãnh liệt lắm. Thì quá trình chuyển biến sinh học bắt đầu xảy ra trong mấy ngày này. Thì khi mà đậu thành công rồi mới bắt đầu vào lu nước muối. Vào lu nước muối ngày quậy sáng lần, trương lần, chiều lần, đúng năm sau tách nước ra. Tách nước ra vừa lọc vừa lắng là 6 tháng nữa thì mới bắt đầu đưa vào bồn để phơi. Là coi như 6 tháng nước muối, 1 năm ủ đậu và 6 tháng lau lọc là hết 2 năm. 2 năm đó bắt đầu đưa vô bồn 5.000 lít. Cái bồn mà quý vị thấy cái bồn inox á, thì nó ở trên tôi để một cái lớp kiến để tránh bụi bặm. Nhưng mà thực sự kiến là cái kiến hội tụ, cho nên nắng gấp 3 lần, cái nhiệt nó gấp 3 lần bình thường, để nó mau cô đặc. Mau cô đặc có nghĩa là 3 năm nữa là cộng lại là thành nước tương, rời khỏi chùa Long Hương là đúng 5 năm chứ không phải 3 năm đâu. Cho nên cái mùi mà thơm của nước tương này á, là mùi thơm tự nhiên. Quý vị thấy nãy giờ nói nó chỉ là đậu với muối thôi, rồi đánh ra cái mùi thơm xì dầu á, nó rất là thanh khiết và rất là tự nhiên. Và nếu như nước tương mà quý vị có thể mua hết tất cả các điểm bán dưỡng sinh cỡ tại Việt Nam, đem lại để một chai nước tương ra xé nhãn đi, tôi có thể lấy ra được chai nước tương của chùa Long Hương. Vì cái mùi của nó đặc trưng lắm, không có ai có thể so sánh được cái mùi này. Tôi dám chắc là hết Việt Nam không có cái nước tương nào có thể so sánh được. Cái thứ hai nữa là nước tương mà của các nơi làm, thì chúng tôi biết là cũng có một số chùa làm, bây giờ họ cũng có làm, họ cũng vẫn giữ meo, dù meo của họ mấy chục năm, cho nên là nó đã ép mười mấy và thậm chí là họ hư rồi họ tái lại. Cho nên đó, thứ nhất là cái độ ngọt, cái độ đạm nó không có, độ đạm không có cao hơn so với nước tương đang có. Chúng tôi đã đem đi thử nghiệm ở trung tâm SRS rồi, thì 100ml của nó cho tới khoảng 400kg calorie hay gì, có cái bảng ở dưới á. Thì lúc chúng tôi thử, đi trung tâm SRS thử, thì chúng tôi là lấy nước tương nguyên chất của mình. Chúng tôi pha 4 xị, tức là 1 xị nước tương cốt, pha thêm 4 xị nước sôi vào. Tại vì cái quy chuẩn mà độ mặn của quốc tế nó phải dưới 14, mà mình làm mặn cho tới 20 mấy lận, cho nên phải dồn nước sôi vô để cho nó bằng cái tiêu chuẩn quốc tế, để mình sau này có thể đi các nước châu Âu được. Vì vậy là nếu như 100ml của nó là 400 thì phải nhân 400 nữa, đúng không? Thì nó phải 1.000 mấy. Một loại nước chấm mà có hơn 1.600kcal là không có
trong tất cả các loại nước chấm hiện đang có trên thị trường bây giờ. Tức là cái chai xị nước tương của mình đang bán là nó hơn 500 kg calorie. Thì bây giờ một mình một người một ngày ăn chỉ cần 2 muỗng cà phê của nó thôi là đã mấy chục kg calorie rồi. Đó là cái lượng quá thừa cho một người có thể ăn không cơm với nước tương và không cần thực phẩm khác. Thì như vậy là tuyệt đối không có bất kỳ một cái hương nào, hoặc có một cái hương liệu hóa chất nào đưa vào trong này. Mà quý vị biết là sau đúng 2 năm rồi mà chúng tôi bỏ vô cái bồn của inox thôi thêm 3 năm nữa, từ 5.000 lít cho tới 3 năm sau thì nó còn nhiều nhất là 1.000. Cho nên nói thật, nếu một lít nước tương bán không từ chùa Long Hương đưa tới tay quý vị khoảng 380.000, chúng tôi tính rồi vẫn bị lỗ vốn. Lỗ chắc luôn. Theo dõi chúng tôi sẽ ngày nào cũng có khoảng 10 anh thanh niên quậy nước tương, lọc nước tương ở trong cái khu làm á. Và tuyệt đối khu này không có người nữ rối vào. Nước tương phải người nam làm tuyệt đối. Tại vì cái lúc lên mèo nó có thể dễ bị hư. Thì nước tương các chùa cũng có làm. Và tại sao tôi phải đổ cái nước tương nó mốc tạp? Vì mốc tạp nó sẽ gây dị ứng ngứa, bị viêm mũi, viêm gan B, C, thậm chí sơ gan cho tới ung thư gan do nước tương. Cho nên tất cả những người ăn chay mà đã bị ngứa, đã bị viêm mũi, đã bị sơ gan, bị viêm gan B, C hoặc là ung thư gan là do quý vị đã ăn nước tương tạp mèo. Kinh khủng đến mức độ này. Chưa nói là nó làm bằng cái khác, tôi chưa đụng tới cái chuyện nước tương không phải là đậu. Tôi đang nói tới nước tương đã làm bằng đậu của tất cả các nơi. Thì quý vị thử bữa nào, nếu mà có một cái điều kiện rõ rảnh, quý vị cứ đem nước tương khác lại tôi nếm, tôi sẽ nói từng loại nước tương cho quý vị nghe nó bị cái gì. Và cái mùi nó, quý vị không bao giờ giấu được cái mùi mốc tạp và cái mùi thuần chủng. Ví dụ như có một số chùa ở miền Tây cũng có làm. Thì lúc đầu ăn được, để từ 3 năm trở lên bắt đầu nó đắng. Còn nước tương của chúng tôi, quý vị có để 30 năm sau ăn, nó càng lúc nó càng ngọt và càng thơm hơn. Tức là sau khi mà chúng ta đã bán vô chai rồi, quý vị được quyền để trong nhà của mình mấy chục năm sau cũng được. Càng lâu nó càng ngon. Ở các chùa làm như thế này nè, họ cũng nấu đậu, họ cũng trộn bột mì, và họ bắt đầu họ bẻ lá nhãn, họ đậy lên, xong họ đậy bao bố lên, 3 ngày sau meo nùi nùi. Quý vị tưởng tượng nha, meo chúng tôi nói là lên như cái lông măng của măng tre. Thì như vậy bắt đầu tạp meo có nghĩa là dài hơn lông măng là đã tạp rồi. Mà trong hư không này tới hàng ngàn loại meo lận. Trong đó có nếu như mà dính meo ung thư thì quý vị nấu trên lửa 2000 độ nó vẫn không chết. Cho nên quý vị mà ăn trúng cái meo tạp của nước tương bên ngoài mà có cái meo ung thư trong đó thì không, quý vị không bao giờ tránh khỏi bệnh ung thư. Do đó những người ăn chay cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói hoài, tôi nói là nếu như không có nước tương tốt, quý vị cứ khuấy nước muối, nước sôi ăn đi cho đỡ, chứ còn nước tương bên ngoài kinh khủng lắm. Và họ đã bị tạp meo. Nếu mà quý vị hiểu được cái điều này rồi, tôi đố quý vị dám ăn giọt nước tương đó. Tôi ra đường, xin thưa là đi từ nước Việt Nam, đi tới Mỹ, đi tới châu Âu, đi tới châu Úc, tôi đều mang cái chai nước tương tôi theo. Chưa bao giờ trong người tôi không có chai nước tương. Đó là cái mà tôi để chống chế tất cả những cái chuyện mà không hay xảy ra với mình trên bước đường đi. Cho nên ai có thì làm ơn lận một chai nhỏ nhỏ trong túi giùm. Trong tất cả các trường hợp xảy ra chúng ta cảm thấy trong người mình khó chịu nên uống liền 2 muỗng cà phê nước tương. Không nói chuyện gì khác, cứ lật đật kiếm chai nước tương uống là được. Bật nguyên cái là chuyện kìa rồi tôi đi về sát với tôi. Bữa đi ra Hà Nội đó là trên đường đi cũng có ăn một bữa ăn, mà tại vì cái cũng tiếp một người khách tương đối quan trọng rồi, đó là phải ăn thức ăn nó không phải theo ý muốn của mình, mà nước tương thì bỏ trong vali không kịp ghế la lấy ra, thì tôi bị đau nú răng. Răng rú răng vào ngày thứ nhất rau ít,
Và bây giờ là bắt đầu vào đại lễ, là đồ ăn ở trong đại lễ thì mình không có dám chê, nhưng mà thực sự khó ăn lắm. Khó ăn theo kiểu dưỡng sinh thôi, ăn ngon theo kiểu đồ ăn chay, nhưng mà đối với dưỡng sinh là khó ăn. Dầu trời ơi, nói thấy dầu thôi là thấy sợ, chưa nói cái khác. Niêm cái gì trỏng thì mình chưa biết. Thật ra là ăn thêm mỗi ngày sau trong cái lễ nữa là bắt đầu nú răng thiếu điều kêu trời rồi. Tới chiều hôm đó tôi không còn chịu nổi nữa. Thì nó mới nhớ ra, thật sự nó đánh tôi đau lắm, tôi mới nhớ ra cái chiêu của mình, chứ còn thôi mình cũng quên mất đi. Đêm đó là ngậm đúng một muỗng nước tương tamari. Ngậm nó được nó dột môi rồi hết, nhưng mà ngậm vô là nó thấy mọi chuyện khác rồi. 5 phút sau là bắt đầu giảm đau và nó xẹp sưng hết, sưng liền. Và quý vị biết là phải ngậm cả tiếng đồng hồ mới nuốt, tại nó mặn quá. Mà nuốt liền khó nuốt lắm. Quý vị để ý khi mà ngậm nước tương phải nuốt nha, đây là kinh nghiệm. Đương nhiên là ngậm nhiều nó sẽ đầy miệng, thì chúng ta buộc phải nuốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng nuốt rất là ít, nuốt để nó giảm cái tràn miệng ra. Vậy chúng ta ngửa ngửa để cho nó xuống một chút, rồi chúng ta ực nhẹ, rất là nhẹ, từng chút vậy, để giữ làm sao mà mình ngậm cho tới khi lạc mới nuốt luôn á. Thì đau răng cỡ nào một lần ngậm nước tương quý vị thấy tuyệt vời, và người thì chúng ta sẽ khỏe lại liền. Và đêm đó ngủ rất là sâu, thì chưa có kinh nghiệm là có phải mất ngủ ngậm nước tương hay không thì không biết, nhưng mà cái đêm mà ngậm nước tương thì ngủ sâu lắm. Mười mốt ai mất ngủ ngậm nước tương thử rồi nha, cái này là chưa kinh nghiệm, nhưng mà lần đầu tiên ngậm thì ngủ rất là sâu. Ngậm lần hết là tôi muốn ngậm lần thứ hai là ra, không có kinh nghiệm có ngủ sâu hơn đêm sau không thì chưa biết. Còn tất cả các dạng độc, ví dụ như thú độc cắn, thì chuyện đầu tiên là lỡ nha, tôi nói là cái loại nào mà độc quá như là rắn độc rồi, thì chúng ta ví dụ cắn ngoài chúng ta sẽ cột ở trong liền, cột siết ở trong để cho nó đừng có mạo độc, nó lâu chạy về tim. Thì nếu như lúc đó mà kiếm được hột gà liền, có hột gà liền thì khoái hột gà, còn không có bắt buộc phải uống nước tương liền. Đầu tiên là lấy nước tương nhúng bông gòn đắp lên cái chỗ thú cắn cái đó, và uống cho tôi uống đậm luôn, 2 muỗng canh luôn á. Tại vì nguyên lý âm dương thôi, độc nó âm, nó có thể làm ngưng tim ngay tại chỗ, nhưng mà mình đưa cái dương này lên là mày không có khả năng làm cái gì được hết á. Cho nên là cấp cứu bị tất cả các loại thú độc cắn. Thì sau đó nếu mà mình kiếm được hột gà, mà hột gà có trống á, thì bây giờ sẽ thấy lòng đỏ của hột gà là dầm nửa cái trứng gà, nước tương là đánh đều uống cái nữa là coi như xong cái việc độc của thú độc cắn. Xỉu một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta khuấy sắn dây để cho loãng, rồi đổ một muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á, thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao? Uống nước tương tamari với lại trà ba năm, nhanh hơn vô nước biển. Tại vì nó dương quá. Và chính uống nước tương tamari này nó sẽ không bị mất cái lực, cái nội dương của mình. Ví dụ như một ngày chúng ta có thể cơ thể tiết cho chúng ta khoảng 1.000 kg calorie để hoạt động, nhưng mình làm nó hết rồi. Và thường là người ta bị yếu, ta thấy giống như hết calorie cái họ uống đường. Uống đường cái họ hoạt động lại được, họ cho là đường hay. Hay thì có hay đó, nhưng mà đã sao? Âm vô thì nó sẽ hấp thu cái nội dương của mình. Cho tới một ngày mà mình mệt mà uống nước đường không còn khỏe nữa là cạn kiệt cái nội dương của chúng ta, là kể như thua luôn. Cho nên mệt cứ uống trà tương là sẽ có tác dụng rất là tốt. Còn đi đâu mà quý vị có nước tương này thì không bao giờ sợ bị ngộ độc thực phẩm. Và bản thân chúng tôi cũng đã thử rồi. Những điều tôi nói đều là kinh nghiệm xương máu. À, lúc đó ở đây quý Phật tử biết tôi thích ăn cái đọt bí rợ. Thì thấy ngoài chợ cứ mua về, ngon quá, làm cho sư phụ ăn. Nhưng mà cái người nấu bếp, có cái cô Phật tử nấu bếp, cổ niêm bị đắng là cổ biết rồi. Tại cổ ăn dưỡng sinh biết mà. Tức là cái đắng của thuốc á, đắng của thuốc độc, tức là họ mới xịt
chưa có giải ra. Mà tôi bữa đó tôi thấy rõ ràng là mua đồ quý về mà trưa dọn lên không có đồ quý, tôi đâu có chịu, tôi xuống bếp tôi lục. Mấy người cản nó đổ đi, không đổ giấu tủ tôi lục dính lấy lên chạy theo thầy, thầy thì đừng ăn cái này, thầy ăn cái này là con không có chịu trách nhiệm, là lỡ có gì xảy ra con chịu trách nhiệm. Tôi nó không yên tâm đi mà đứng cái nói hoài, tôi đuổi ra tôi đóng cửa tại vì tôi cũng muốn thử coi nó chết hay sống chứ. Tại vì mình đang làm nước tương kéo đồ ăn ăn thì họ ở ngoài cũng có một số Phật tử ở ngoài cửa ngồi chờ coi, tôi nói chừng nào mà nghe tôi đập cửa xô cửa vô, còn không thì ngồi yên ngoài tôi cũng cho vô nhưng mà ăn xong lại rất là khỏe, tức là một chút âm ở trong dương thì dương lại càng dương. Cho nên nếu như mà cái loại mà nó có đồ âm mà có âm độc mà mình chấm trong nước tương thì đồ nó là bổ hơn là đồ bình thường nhưng mà nước tương phải đậm rồi nha, mình phải cân làm sao nước tương nó phải lấn thằng kia chứ, nước tương mà thua là mình bị trúng độc. Cho nên bây giờ đi đâu đó thì đó, từ cái kinh nghiệm đó mà đi đâu tôi phải mang nước tương theo. Trường hợp mình đi xa đồ dưỡng sinh là chắc chắn không có như ý mình rồi, thì khôn hồn mà ăn đồ luộc dùng, tại họ luộc vớt ra rồi cũng bớt một chút độc rồi, mình chấm nước tương là cỡ như quá tán hết. Còn liệu không xong thì ăn nước tương không với cơm đi, độc ở trong mà thuốc hóa học, thuốc trừ sâu của cơm gạo không có để đến đổi chết liền, tại vì ít lắm nó cũng đã cách ly được vài tuần. Còn rau củ khi họ xịt đêm đó sáng họ ngắt bán à, đấy, kinh khủng lắm. Cho nên là cái thực phẩm sạch, nếu như bây giờ không có thực phẩm sạch mà mình có nước tương thì thôi đỡ tội, chịu khó chấm nước tương cốt của Quy Nguyên ăn đi là coi như là chúng ta thoát. Cho nên là lúc nào trên đường đi, dù là xa dù là gần, quý vị chịu khó lận một chai nước tương theo giùm. Đây là nói một câu rất là nghiêm túc. Chính bản thân tôi bây giờ không có đi đâu không có nước tương trong người, kiểu gì tôi cũng phải có ít lắm là một xị nước tương. Chưa bao giờ chúng tôi đi xa, từ trong nước cho tới nước ngoài, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ gì cũng đều có nước tương hết đó. Bây giờ cũng may mắn là các nước có rồi, cho nên đi giảng các nơi có khi tôi hỏi thẳng bên đó là có nước tương của tôi không, có thì tôi khỏi có công an, không có là tôi đều mang đi hết đó. Lúc nào hồi trước thì mang theo bột kháng dây lùm xùm quá, bây giờ bỏ sáng dây qua một bên, là một là mang nước tương nè, hai là có một chút có chanh muối trà. Thì sau này chúng tôi làm trà, có một thời tôi làm trà túi lọc, mai mốt sẽ làm trà túi lọc lại, thì mang trà túi lọc theo là tuyệt vời rồi. Thì đi xa 5 ngày 7 ngày có nhiều đó đủ sống rồi, không có sợ bị trúng độc dọc đường. Thật ra nước tương nó, nếu nói về âm dương thì nó nguyên dương, phải nói nó là cực dương sau nhiều năm. Quý vị thấy là tôi đã 5 năm, tức là đã trải qua là xuân hạ thu đông tới 5 đợt. Có nghĩa là một năm đầu tiên nó đã quân bình rồi, năm thứ hai lại càng dương hơn, năm thứ ba dương hơn, năm thứ tư dương hơn. Với thời gian và không gian, tất cả những cái gì cực âm nó sẽ biến thành cực dương. Cho nên đậu nành là âm, làm với muối, ủ được muối một năm là nó đã quân bình rồi, nhưng bắt đầu để càng lâu thì nó càng dương. Và dương thì quá giải được tất cả những âm, mà âm có nghĩa là độc, kể cả các cái độc trong thực phẩm mà người ta cấm thì đều có thể giải quyết được. Đó là cái mà chúng ta biết là nước tương. Thật ra là chúng ta nên có cái này trong tất cả các bữa ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Nó dùng trong ví dụ như quý vị mà sử dụng bột sắn dây cho các trường hợp giải độc mà không có nước tương thì không phát huy tác dụng nhé. Cho nên là uống bột sắn dây là luôn luôn có nước tương tamari. Niêm nấu đồ ăn kho. Quý vị thử bữa nào, đây là một cái kinh nghiệm riêng của nấu dưỡng sinh. Quý vị kho đồ ăn á, thường là sử dụng cho kho, hoặc là thậm chí cả nấu canh đi nữa, cuối cùng quý vị mới bỏ nước tương này vô, nó sẽ có cái vị ngon lắm. Kho trước khi mà bỏ xuống á, thì quý vị bỏ một chút nước tương trộn vào. Thậm chí là ví dụ như canh chúng ta đã niêm rồi cái gì, lỡ mà người ta đem canh ra cho mình ăn thì mình có thể niêm thêm một chút nước tương tamari. Thay vì hồi nãy niêm tét ca thì chúng ta có thể bỏ vô một chút tương tamari nữa thì cái vị nó ngon lắm.
Khi mà chúng ta quen với cái vị này rồi thì nó có thể xử lý cho tất cả các việc nêm nấu đồ ăn của mình. Nay bị phát hiện mới bắt đầu bán rau mầm nguyên rễ. Không phải bắt đầu đâu mà tôi muốn cái này ghê lắm rồi. Tại vì rau mầm mà quý vị cắt ngang cái phần rễ là cái phần bổ, thiếu điều muốn bổ hơn ở trên. Mà lại như bị phải theo quy định là phải cắt mới đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên phải bị cắt ngang, tôi tiếc lắm. Tôi nếu có thời gian rồi tôi đi xuống tôi lụm mấy cái rễ tôi luộc tôi ăn. Tại nó mới là bổ, bao nhiêu dinh dưỡng nó mới hút vô, cái mình cắt bực ngang cái nó hết rồi. Thật ra thôi bây giờ kệ nó, bữa nay chùa Long Hương bắt đầu chịu cực là nhổ để nguyên rễ. Quý vị về kiếm cái gì đó, cái bằng chải hay gì, quý vị vào bỏ trong dừa, bỏ vô thau nước mà vừa vào quào vào bằng chải, cái sợi nó dài dài á, thì nó sẽ hết bụi liền, nhanh lắm, dễ rửa. Tại cái chùa đông quá, ăn lần mấy trăm người rửa cực, chứ còn mà 5-3 người trong nhà thì rửa quá sướng rồi. Cho nên cái rau mầm mà còn nguyên rễ thì bổ hơn cắt ngang. Bao nhiêu cái đạm nằm trong đó hết rồi. Mà bữa nay thì mình mới bắt đầu cho bán. Tôi chưa giờ ở tại chùa này, mấy thầy thị giả thì biết rồi đó. Sáng hàng đông phải thông báo cho nhà rau mầm là nhổ rau cho thầy chứ không cho cắt. Cắt tôi đâu ăn đâu. Ở đây mà cắt rau mầm đem lên tôi trả về tôi không ăn, có luộc chín đi nữa tôi cũng để chơi cho mấy thầy ăn. Từ xưa tới giờ là chưa bao giờ ăn rau mầm không có rễ. Nhưng mà tại vì bán ở ngoài nhà nước quy định vậy phải cắt. Chứ theo tôi là cái tại vì cái giá thể mình quá tin tưởng, mình làm sạch rồi. Và trồng đợt đầu thì tôi xử lý cái sơ dừa, ngâm rồi ngâm vôi càng long này nọ kia, để cho tới giờ phút này 5-6 tháng cái giá thể hửi nó vẫn có mùi tôm thơm chứ không có mùi hôi, mùi gì hết. Tức là nó bản thân đã sạch như vậy. Và khi trồng xong đợt nhất mà cắt rễ ra, cắt rồi để bán thì còn cái phần rễ đó đó. Thì chúng tôi đưa vô máy xay xong đưa vô lò hấp thêm một trận nữa. Và hấp triệt tùng trước khi trồng đợt 2. Thành ra giá thể trồng đất hai đã được triệt trùng bằng nồi hấp. Thì nó quá sạch rồi, không có gì dơ. Tôi nói là nhổ vũ vũ bỏ vào miệng ăn liền, tôi dám ký giấy không ai bị nhiễm độc. Tại thấy đen đen ớn vậy chứ còn nó sạch lắm. Là cái giá thể sạch tuyệt đối mà. À, có một câu hỏi là tại sao mà ăn gạo lứt thì nhanh no hơn gạo trắng. Quý vị ăn có cảm giác đó không? Có. Ăn cảm giác nhanh no hơn là đúng chứ không sai. Và nó no lâu hơn là đúng luôn nữa. Thì nó còn nguyên cái lớp cám á. Và cái dinh dưỡng cũng như cái năng lượng nó gần như được bảo toàn. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chúng ta cảm giác nó đủ. Nó đủ nhanh hơn là ăn gạo trắng. Ăn gạo trắng nó thiếu dinh dưỡng. Gạo trắng nó không có đủ dinh dưỡng. Cho nên mình ăn chén mình cảm thấy nó cảm giác nó loãng loãng, mặc dù nó đầy bụng nhưng mình còn cảm giác thiếu thiếu gì á. Nhưng mà ăn gạo lứt khi chúng ta nhai kỹ nó đủ năng lượng, chúng ta có cảm giác là mình sẽ dễ no hơn và no dai hơn. Tại vì năng lượng nó đã được bảo toàn khi chúng ta ăn gạo lứt. Đây hỏi cái chương trình giảm gái gạo không? Tôi như mới có thông báo giảm giá gạo mùa hè hết mười mấy ngàn ký rồi đó. Quý vị biết từ đây ra tới Hà Nội nè, tôi trồng gạo Sén Cù á, ai đã từng ăn rồi sẽ biết. Đây tới Hà Nội đi lên tới Yên Bái đi sâu vô cái vùng Mường Lò. Thì lần đó là tại vì tất cả cái đồ bán dưỡng sinh tôi đều phải đi tới nơi để kiếm. Lần đó đi leo núi kiếm cái trà suối vàng. Suối được đặt trên là suối vàng tức là người dân tộc Mường. Họ nói suối vàng tức là suối trời. Và trên núi đầy mấy cái núi trà mọc thiên nhiên, có nhiều cây cả ôm vậy đó, cao to. Thì lên đó để kiếm lá trà. Người dân tộc không có dễ gì mình mua được đâu. Chơi với người dân tộc cũng vui lắm, họ không tiếp đãi mình đàng hoàng. Tôi nhớ có một cái lần đi ra ngoài ăn đoàn cũng 5-6 người. Dọc đường là tôi thấy bán cái đồ biết là thiên nhiên mình mới mua, ví dụ như leo rồi dọc đường bí rồi dọc đường mua. Mua cái điểm đó tới tối lên tới cái chân núi đó thì cái gia đình nó có mấy đứa bé cũng thấy thương ba cái dưa leo mua đem ra cho. Wow, cái thằng nó làm dữ lên, xém chút bị đuổi xuống núi rồi. Nó nói mày cho tao ăn, con tao ăn cái gì? Cái loại này trồng có thuốc độc không?
Tại nó không có dưới xóm này bán mà. Nói xóm là chưa biết là nhân tàu không có cho mày, cho con tao ăn, nó làm quá trời luôn. Mày mà cho tao con tao ăn lần nữa đuổi mày xuống núi. Nó làm dữ. Người dân tộc. Và biết rằng nó ăn rất là kỹ, đồ nó trồng tại nhà nó ăn, không ăn đồ ở hàng xóm luôn. Người dân tộc nó kỹ đến mức độ như vậy. Nó không bao giờ nó bệnh. Thì mới đặt vấn đề mua lá trà của nó. Hỏi mày cần mua bao nhiêu? Tao nói là khả năng mẹ ngày vẽ mấy cần xé. Nó nói là tao vẽ đủ ăn thôi à.